Huân ca, là như vậy, nói thật, ngày hôm nay vậy Từ Thiến là thật cho ngươi tăng thể diện. Quản lý kia Vương Phong đầu tiên là đem lễ tân Từ Thiến mắt chó coi thường người sự việc nói một lần. Còn có chuyện này, đó đích xác là Từ Thiến làm không đúng. Còn gì nữa không, vậy đầy bụng ruột già mập mạp tâm tư căn bản không ở phía trên này, vội vàng lại hỏi tiếp. Sau đó vị tiên sinh kia lấy ra một bản thẻ vàng. Là chúng ta tập đoàn Thương Hải cao cấp nhất vậy tấm. Quản lý Vương Phong lại nói. T, cái gì, bên đầu điện thoại kia, truyền tới vậy đầy bụng ruột già mập mạp ngược lại hút khí lạnh thanh âm, mà là, bên đầu điện thoại kia hắn sắc mặt trực tiếp là chuyển bạc trắng, ánh mắt hiện ra sợ hãi, chiến chiến nguy nguy nói. Ngươi nói là, giám đốc cao tự mình phát ra vậy cao cấp thẻ khách quý. Không sai, quản lý Vương Phong gật một cái, lại không nhịn được nói, còn nữa, Huân gia, chúng ta khách sạn tầng chót nhất vậy tổng thống gian phòng ngươi biết chưa? Ừ, biết, biết, bên đầu điện thoại kia, vậy đầy bụng ruột già người còn có chút chưa phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói. Ngày hôm nay vị kia chính là giám đốc cao đặc biệt là hắn lưu vậy tổng thống gian phòng vị kia. Hắn họ Trần, Vương Phong lại nói. Cái gì? Bên đầu điện thoại kia, vậy đầy bụng ruột già phía dưới mông trực tiếp là giống như bị hỏa thiêu như nhau, nhảy cỡn lên, đồ ngã trái ngã phải hết đầy đất. Thần sắc vô cùng vô cùng vô cùng rung động, nói là vị kia. Và quản lý Vương Phong cái này mới nhậm chức người bất đồng, cái này đầy bụng ruột già huân mập sớm ở hơn 3 năm trước, cũng đã là cái này khách sạn California Garden cao tầng, cho nên, hắn dĩ nhiên là biết, vị kia họ Trần tiên sinh truyền thuyết. Đây chính là bọn họ tập đoàn Thương Hải tổng giám đốc, boss lớn giám đốc cao đều phải thả đứng lên cung cấp thần vậy nhân vật như bức. Từ Thiến vậy tiểu tiện hàng, lại là trêu chọc phải vị kia. Trong nháy mắt, cái này đầy bụng ruột già huân mập trực tiếp là dài rộng đầu heo mặt tràn đầy đại hãn đứng lên, người cũng sợ choáng váng. Nửa ngày vừa nói ra nói cái gì tới. Vậy, vị kia không phải nói đã biến mất hơn 3 năm sao? Bây giờ làm sao, làm sao? Huân ca, thế nào? Gặp huân mập yên lặng, Vương Phong nghi ngờ, không nhịn được hỏi. Vương Phong cảm ơn, ngày hôm nay nếu không phải ngươi, sợ rằng ta huân mập liền xong rồi. Vậy huân mập bừng tỉnh, mặt đầy cười khổ nói cảm ơn nói. Hắn rõ ràng, thật may ngày hôm nay chuyện này hắn còn không có nhúng tay, Vương Phong thì đã thông minh đem giải quyết, nếu không, hắn chỉ cần một khi là không có mắt đụng vào, kết quả sợ rằng cũng chỉ có một, đó chính là cút. Từ nơi này khách sạn California Garden cao tầng, từ nơi này tập đoàn Thương Hải lăn ra ngoài. Hắn không nghi ngờ chút nào, lấy bọn họ giám đốc cao đối với vị kia Trần tiên sinh coi trọng, nếu như biết được chuyện này, khẳng định, tuyệt đối là sẽ làm như vậy. Cho nên thật may à, thật may. Nghe vậy, bên đầu điện thoại kia vậy Vương Phong cho dù là có chuẩn bị tâm lý, vẫn là có chút ngu, không nhịn được hỏi, Huân ca, vị kia thật có trâu bò như vậy. Vị kia so người biết, còn muốn nghiêu bức gấp 10.000 lần. Huân mập cười khổ nói, rồi sau đó lại là ánh mắt đông lại một cái, giọng nói nghiêm nghị nói, được rồi, chuyện này ngươi làm tốt vô cùng, ngươi yên tâm, ngươi lần này cứu ta huân mập một mạng, ơn này ta sẽ vững vàng nhớ. Ngoài ra, lập tức nhín thời giờ đem chúng ta khách sạn tất cả nhân viên phục vụ toàn bộ rút ra tra một lần, bất kỳ người không hợp cách, bỏ mặc liên quan đến người nào, cũng toàn bộ đuổi. Ta rõ ràng, quản lý Vương Phong sững sốt một chút, lập tức nghiêm mặt nói. Phải, ta cúp trước, huân mập cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cho dù là lấy huân mập cái này đường đường cấp khách sạn 6 sao cao tầng thân phận, lúc này hắn vậy vẫn là không nhịn được dài tăng thể diện sắc cười khổ sâu thở một hơi. Lau đem trán, phát hiện trán không biết lúc nào lại rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nói thật, ngày hôm nay chuyện này, thật để cho hắn cảm giác mình giống như là đi quỷ môn quan đi một lượt à. Từ Thiến cái này tiểu tiện hàng, lại trêu chọc phải vị kia trên đầu, thật là tự tìm cái chết. Thôi, ta vẫn là đem vậy đồ đê tiện cho bôi đen đi, tỉnh bị làm liên lụy, cũng còn không biết là chết như thế nào, huân mập bôi đen liền mình tình nhân nhỏ điện thoại. Do dự hồi lâu, hắn vẫn là lại cầm lên điện thoại, bấm một cái hắn ngày thường căn bản không dám gọi thông điện thoại. Bên kia, thành phố Bắc Sơn tập đoàn Thương Hải trụ sở chính. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt Cao Chí Nam nằm ở làm trong công tác nghỉ một chút.
Từ bọn họ tập đoàn Thương Hải trở thành tỉnh Chiết Giang thứ nhất xí nghiệp dẫn đầu, hắn như vậy lao tâm lao lực công tác thật ra thì đã so trước kia giảm rất nhiều. Bất quá gần đây, bọn họ mới vừa bắt được một cái kế hoạch lớn, cần đưa vào hơn 10 tỷ, cho dù là hắn bây giờ cũng không dám coi thường, cho nên lại hôn lại lực hôn là, phi phủ lên trận. Hắn duỗi người, xoa xoa sống mũi, thuận tay cầm lên một bên vẫn còn ở kêu la điện thoại di động. Số xa lạ, hắn ánh mắt quét qua điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số, hơi ngẩn ra, bởi vì điện tới biểu hiện lại là số xa lạ, cái này làm hắn hơi có chút nghi ngờ. Bất quá, hắn vẫn là nhận nghe điện thoại, hỏi, người tốt, ta là Cao Chí Nam, xin hỏi là vị nào? Giám đốc Cao người tốt, ta là khách sạn California Garden Tiểu Huân, người khỏe người khỏe. Trong điện thoại truyền tới Huân mập sợ hãi thanh âm. Khách sạn California Garden Tiểu Huân, Cao Chí Nam hiển nhiên đối với danh tự này có chút xa lạ, suy nghĩ hồi lâu, trong đầu mới hiện ra một người mập mạp bóng người, lúc này mới nghi ngờ hỏi, là ngươi à, có chuyện gì không? Nhắc tới, khách sạn California Garden cũng coi là bọn họ tập đoàn Thương Hải bảng hiệu. Cái này Huân mập ở hắn trong mắt miễn cưỡng coi như là khách sạn cao tầng, mới có thể có hắn công tác điện thoại, thì cũng không kỳ quái. Cao, giám đốc Cao, là như vậy, ta có một kiện đặc biệt vô cùng trọng yếu sự việc, muốn bẩm báo ngươi. Bên đầu điện thoại kia, Huân mập lắp bắp nói. Đặc biệt vô cùng trọng yếu sự việc, Cao Chí Nam nhíu mày một cái. Nói, là chuyện gì? Giám đốc Cao, là như vậy, tối hôm nay, chúng ta khách sạn vậy tầng chót tổng thống gian phòng, đã có quý khách vào ở. Khách sạn các người tầng chót tổng thống gian phòng, boss, Cao Chí Nam nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó theo bản năng đập bàn một cái, phát ra tiếng vang điếc tai, giọng lẫm liệt nói, ta không phải nói với các người. Có thể lời nói này đến một nửa, hắn nhưng đột nhiên sững sốt. Rồi sau đó cặp mắt kia chính giữa trực tiếp là hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ tinh mang, sững sốt hồi lâu, nuốt nước miếng một cái, mới lên tiếng, vậy vào ở quý khách, họ gì? Giám đốc Cao, họ Trần, bên đầu điện thoại kia, Huân mập bị sợ hết hồn, liền vội vàng nói. Họ Trần, họ Trần, họ Trần, Cao Chí Nam không ngừng tái diễn huân lời của mập mạp, thần sắc, đã là mắt thường có thể thấy được kích động. Cõi đời này. Có tư cách vào ở khách sạn California Garden tầng chót, còn họ Trần người, trừ hắn Thiên Đinh Vạn Trúc Trần Phi, còn có thể là ai? Trần tiên sinh trở về. Cao Chí Nam kinh ngạc vui mừng đứng lên, bắt lại một bên tây trang liền hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới. Vừa đi, hắn còn một bên hướng về phía điện thoại lớn tiếng nói, cho ta chăm sóc kỹ Trần tiên sinh, ta bây giờ lập tức tới ngay. Lập tức đến. Phải phải. Vậy Huân mập vừa nghe Cao Chí Nam như vậy đơn giản, là một cái như vậy điện thoại, lại muốn lập tức tự mình đi khách sạn, lập tức luống cuống, lòng ùm nhảy, nói Cao, giám đốc Cao ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ xử lý tốt hết thảy. Phải, vậy cứ như thế, Cao Chí Nam cúp điện thoại. Giám đốc Cao, đi ra phòng làm việc, hắn mật thất vội vàng chào đón. Xe, lập tức cho ta điều xe tới, ta phải đi khách sạn California Garden, bây giờ. Lập tức. Tốc độ nhanh, Cao Chí Nam tâm trạng có chút kích động. Không có biện pháp, Trần Phi Trần tiên sinh biến mất 3 năm, bây giờ cuối cùng là trở về, hắn có thể không kích động sao? Hắn Cao Chí Nam, hắn tập đoàn Thương Hải mới có thể có ngày hôm nay, cho tới bây giờ cái này tỉnh Chiết Giang thứ nhất xí nghiệp dẫn đầu vị trí, nếu không phải bởi vì Trần Phi Trần tiên sinh lúc đó mặt mũi, sao có thể làm được? Cho nên đừng nói hắn Cao Chí Nam bây giờ liền, chỉ... Là một tỉnh Chiết Giang nhà giàu nhất, coi như là hắn trở thành cả nước nhà giàu nhất, ở Trần Phi Trần tiên sinh trước mặt, vậy hay là nên nguyên lai cái dạng gì, bây giờ nên cái gì dạng? Giám đốc Cao, gặp Cao Chí Nam vội vàng như vậy, bí thư kia sợ hết hồn, còn tưởng rằng là có cái gì chuyện trọng đại tình, vội vàng cầm điện thoại di động lên an bài tới. Rồi sau đó liền gặp bọn họ đi thang máy hướng hầm đậu xe đi xuống. Ở nơi đó... Đã là có một chiếc dù sao cũng cấp bậc Bentley xe sang, ở đó chờ. Vừa ngồi lên xe, Cao Chí Nam do dự một chút, cầm ra điện thoại, bấm bạn tốt mình Hoàng Đào điện thoại. Ở Trần Phi trước khi đi, Hoàng Đào đã là ngồi lên thành phố Bắc Sơn thị trưởng vị. 3 năm trôi qua sau đó, hắn lại quan thăng một cấp, ngồi vào thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy chỗ ngồi, hơn nữa còn là tiến vào tỉnh ủy, náo nhiệt vô cùng, quyền cao chức trọng. Mà lúc này, Hoàng Đào đang ở trong thành phố họp.
Đây là một chàng rất hội nghị trọng yếu, quan hệ đến phát triển kinh tế, quan hệ đến tiến cử bên ngoài tư. Trong tỉnh mặt cũng có người chuyên tới trước. Này, giám đốc Cao, là ta là Tiểu Trương, đúng, là như vậy, bí thư Hoàng hắn bây giờ đang họp. Có chuyện gì mà nói, nếu không đợi một hồi nghị xong rồi sau. Hoàng Đào thư ký mới tiếp thông điện thoại, nói. Để cho Hoàng Đào nghe điện thoại, ngươi liền nói cho hắn, vô cùng trọng yếu sự việc, so hắn phía dưới mông vị trí cũng còn trọng yếu. Cao Chí Nam cắt đứt hắn mà nói. Ừ, bên đầu điện thoại kia, bí thư kia Tiểu Trương ngây ngẩn, sững sốt hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nở nụ cười khổ, nói, vậy, tốt lắm, giám đốc Cao, người đợi một chút, ta đi tìm bí thư Hoàng. Để điện thoại xuống, thư ký Tiểu Trương vừa sững sờ liền hồi lâu, so bí thư Hoàng phía dưới mông vị trí còn trọng yếu. Hắn không nhịn được cười khổ lắc đầu một cái này Bắc Sơn à, cũng chỉ có người giám đốc Cao dám nói ra những lời này, muốn nếu đổi lại là những người khác, không bị bí thư Hoàng sửa chữa mới là lạ. Có chuyện gì, có thể so sánh bí thư thị ủy vị trí còn trọng yếu. Đây không phải là khôi hài sao. Đầy bụng kêu ca, thư ký Tiểu Trương chột dạ đẩy ra cửa phòng họp. Nhất thời, rất nhiều hài uy nghiêm ánh mắt cũng nghĩ hắn quét tới, làm hắn cảm giác Alexandria, như mũi nhọn gánh. Tiểu Trương, chuyện gì xảy ra? Hội nghị bàn dài vị trí đầu não, Hoàng Đào đang phát đồng hồ trước phát biểu, bây giờ lại đột nhiên bị bí thư mình cắt đứt. Dĩ nhiên là không nhịn được trong lòng có chút bất mãn. Bí thư kia Tiểu Trương trong lòng bịch bịch nhảy, đi tới Hoàng Đào bên cạnh, nhỏ giọng nói, bí thư Hoàng, giám đốc Cao điện thoại. Giám đốc Cao, Cao Chí Nam, để cho hắn đợi một chút, ta bây giờ đang họp đâu. Hoàng Đào nhướng mày một cái, rồi sau đó nói. Nhưng mà bí thư Hoàng, bí thư kia Tiểu Trương có chút nóng nảy, nói. Nhưng mà cái gì, Hoàng Đào sắc mặt trầm xuống. Cái này Tiểu Trương ngày hôm nay là thế nào, không thấy được nhiều như vậy tỉnh bên trong đồng chí đều ở đây sao? Xé bất ngờ, giống như nói cái gì? Nhưng mà giám đốc Cao nói, ai? Thư ký Tiểu Trương tiến tới Hoàng Đào bên tai, đem trước Cao Chí Nam nói, thuật lại một lần. Cái gì? Vậy Hoàng Đào nghe vậy ánh mắt đông lại một cái, chần chờ một giây, nghe điện thoại, đè thấp giọng nói, lão Cao ngươi nổi điên làm gì? Ta bây giờ. Trần Tiên Sinh trở về. Bên đầu điện thoại kia, truyền tới Cao Chí Nam thanh âm. Cái gì? Hoàng Đào thanh âm dương lên, kích động, nói. Ta nói, hình như là Trần Tiên Sinh trở về, 89 phần 10. Bây giờ đang ở khách sạn California Garden vậy. Ta bây giờ lại đi bên kia đuổi, còn như ngươi cái này. Tin tức ta đã nói cho ngươi, tự xem làm. Nói xong, Cao Chí Nam bên kia trực tiếp là cúp điện thoại. Tự xem làm. Cái này còn xem cái dám mà. Hoàng Đào tâm trạng kích động thần thần thao thao mắng nhỏ một tiếng, rồi sau đó diễn cảm kích động vui sướng, một cái đưa tay đem trên bàn áo khoác cầm lên. Các vị đồng chí xin lỗi, tạm thời ta bên này có đặc biệt vô cùng trọng yếu sự việc, giải tán trước sẽ. Tiểu Trương, theo ta tới. Hoàng Đào trực tiếp là hướng bên ngoài phòng làm việc đi tới, lưu lại bên trong phòng làm việc từng vị đại lão mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn lẫn nhau, không biết cái gọi là. Đây tột cùng là, đã xảy ra chuyện gì? Bên kia, khách sạn California Garden. Bùi Huyền Tình ở tầng chót tổng thống trong phòng tu luyện, Trần Phi cảm giác có chút nhàm chán, chính là chạy đến lưu lại tìm thức ăn. Thành tựu toàn cầu đều là thuộc về xa hoa tầng thứ cấp 6 sao khách sạn lớn, ăn, cái này khách sạn California Garden dĩ nhiên là không thể nào thiếu. Ngược lại, còn rất nhiều loại, mùi vị rất tốt, hơn nữa còn là tùy tiện ăn. Ngươi là Trần Phi. Khách sạn lầu 3, Trần Phi vừa mới chuẩn bị đi vào tìm ăn, sau lưng truyền một thanh âm trong trẻo dễ nghe. Trần Phi nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện cách đó không xa một vị người mặc vào màu xanh thẳm lễ phục dạ hội, đem hai cái chân dài và cái mông khỏa được đường cong lộ ra, phá lệ thanh tỉnh, tịnh lệ cô gái đang một mặt không xác định hướng mình chào hỏi. Ngươi là, Trần Phi định thần vừa thấy, cặp mắt đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói, Hoàng Nguyễn Hân. Tiểu đội trưởng, lại là ngươi, thật là đúng dịp, chúng ta thật lâu không gặp đi. Nguyên lai cái này người mặc vào lễ phục dạ hội cô gái không phải người khác, chính là hắn đại học thời kỳ, lớn nhất thời tiểu đội trưởng. Khi đó bọn họ quan hệ rất tốt, nếu không phải Chu Điệp mà nói không chừng, vẫn có thể góp thành một đôi. Cái này bây giờ,
không sai biệt lắm đã là có mấy năm thời gian không gặp chứ. Thật vẫn là ngươi, ta còn lấy là mới vừa rồi là ta hoa mắt. Được à, Trần Phi, mấy năm không gặp, lẫn vào có thể à, cái này khách sạn California Garden nhưng mà cấp khách sạn 6 sao, ngươi tới đây ăn cơm. Gặp thật là Trần Phi, Hoàng Nguyễn Hân cũng là thần tình kích động đứng lên, đi tới, cười trêu ghẹo nói. Bạn học cũ tình nghĩa, đó đích xác là rất không giống nhau. Hi hi, vậy vậy thế giới thứ ba, ngược lại thì tiểu đội trưởng ngươi, cái này cả người có thể à, tới tham gia dạ tiệc. Trần Phi cười hắc hắc cười, cũng không khiêm tốn, nhìn Hoàng Nguyễn Hân vậy cả người lễ phục dạ hội khích lệ nói. Không phải, ta, ai? Trần Phi không đề ra cái này cha khá tốt, một đề ra, Hoàng Nguyễn Hân chính là không nhịn được thần tình xa sút xuống, nhỏ giọng nói, chớ nói, ai, cũng là bị bắt buộc. Bị buộc, chuyện gì xảy ra, nói ra nghe một chút, có phiền toái ta giúp ngươi. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó diễn cảm nghiêm túc, nói. Không thể không nói, liền nói bọn họ trước kia thời đại học quan hệ, cái này bận bịu, tuyệt đối là phải giúp. Ngươi giúp ta, Hoàng Nguyễn Hân định thần nhìn một cái Trần Phi, cười hì hì, nói, được rồi, ý tốt tâm lĩnh, bất quá, ai, ta cái này đích xác là khó khăn à. Tiểu đội trưởng, dầu gì chúng ta vậy là bạn học cũ chứ? Như thế không tin ta, ngươi yên tâm, bất kỳ vấn đề, chỉ cần không phải cảm tình tranh chấp, những thứ khác, chỉ cần ngươi mở miệng. Còn dư lại giao cho ta. Trần Phi thở mạnh đều không xuyễn một hớp, trực tiếp là nói. Bất kỳ vấn đề, nghe Trần Phi lớn như vậy giọng, Hoàng Nguyễn Hân cũng là hơi ngẩn ra, rồi sau đó không nhịn được nói, Trần Phi, ngươi tới thật. Như giả bao đổi, không phải Trần Phi làm ra vẻ. Trên trái đất này, trừ cảm tình tranh chấp, có hắn còn đã không giải quyết được vấn đề sao? Có thể rất hiển nhiên, Hoàng Nguyễn Hân là không tin. Chỉ lấy là Trần Phi là đang an ủi nàng. Bất quá lắc đầu một cái, nàng vẫn là nói, sau khi tốt nghiệp đại học, mụ ta mắc bệnh ung thư qua đời. Trần Phi sững sốt một chút, không lên tiếng. Sau đó không mấy năm, ba ta liền lại cho ta tìm một cái mẹ ghẻ. Hoàng Nguyễn Hân cúi đầu, cắn môi, ánh mắt, diễn cảm đều có chút ủy khuất, nói Trần Phi ngươi nói, là người cũng biết đổi, vẫn là ba ta bị người phụ nữ kia cho mê bất tỉnh mắt, xuống lời nguyền. Gần đây mấy năm này, bà ta cũng không biết là bị người phụ nữ kia thổi cái gì bên gối gió, cũng chỉ muốn đem ta gả ra ngoài, gả cho những cái kia không thích, nhưng rất có tiền, hoặc là trong nhà có quyền công tử ca, ai cũng có thể. Vậy tối nay, Trần Phi hơi biến sắc mặt một chút đổi, hỏi. Tối nay, coi mắt thôi, ta vậy mẹ ghẻ tìm tới mấy tên bên trong có quyền thế công tử ca, để cho bọn họ giống như là hàng hóa như nhau xem ta. Coi trọng, ta thì nhất định phải và bọn họ sống chung. Ít nhất trước mắt là như vậy. Hoàng Nguyễn Hân tự giễu nói. Được rồi, tiểu đội trưởng, tối nay chuyện này giao cho ta giúp ngươi giải quyết. Trần Phi lắc đầu một cái, trực tiếp là nói. Ngươi, Hoàng Nguyễn Hân ngây ngẩn. Làm sao không tin, yên tâm đi, chuyện này ta nói có thể giúp ngươi, vậy thì nhất định có thể giúp ngươi. Ta cái này bạn học cũ, ngươi chẳng lẽ còn không tin? Trần Phi cười nói, ta, vậy cũng tốt. Hoàng Nguyễn Hân vốn là không tin, nhưng mà, làm nàng thấy Trần Phi vậy tràn đầy dễ dàng nụ cười, lại đột nhiên là không nhịn được dao động. Nếu là thật có thể giúp ta, vậy cũng tốt. Chừng 10 phút sau, khách sạn California Garden lầu 5 một tòa mô hình nhỏ phòng khách lớn bên trong. Trần Phi và vậy Hoàng Nguyễn Hân mới vừa đi vào đi, có một người đàn ông trung niên nhanh chóng tiến lên đón. Hắn bên người còn có một phụ nữ, nhìn như hơn 40, mặt đầy hồng, trang điểm rất nồng. Vóc người coi như là khá lắm rồi. Trần Phi, đó là ba ta Hoàng Thiên Sơn, người phụ nữ kia là mẹ ghẻ ta, Trịnh Khiết. Hoàng Nguyễn Hân nhỏ giọng nói. Rất nhanh. Nữ nhi, người có thể cuối cùng cũng tới, người xem bên kia, trói lọi thực nghiệp Vương Thiếu, thị chánh pháp ủy phó bí thư công tử La Thiếu, còn có hoa nở dây truyền siêu thị Lâm Thiếu có thể cũng đã là đến. Người đàn ông trung niên cười nói. Hắn gọi là Hoàng Thiên Sơn, là Hoàng Nguyễn Hân ruột thịt phụ thân. Hôn ngày có thể nhiều như vậy như bức người tuổi trẻ tới, thật cao hứng. Nguyễn Hân, tiểu tử này là. Hoàng Thiên Sơn bên cạnh người phụ nữ kia nghiêng nghiêng nhìn một cái Trần Phi, nói. Nàng chính là Hoàng Nguyễn Hân mẹ ghẻ, Trịnh Khiết. Cái vị công tử này là ai? Hoàng Thiên Sơn cũng là nhìn về phía Trần Phi. Thúc thúc khỏe.
ta là nữ nhi người bạn học chung thời đại học, kêu Trần Phi, mới vừa rồi ta ra đến tìm đồ ăn thời điểm, gặp được nàng. Bạn học cũ gặp mặt, cũng đã nói tới tiếp tục trò chuyện một chút. Trần Phi cười nói, đúng mực. Nguyên lai là Nguyễn Hân bạn học chung thời đại học à. Người cũng ở đây khách sạn California Garden ăn cơm. Vậy vẫn không tệ, đúng rồi, Trần công tử, ba mẹ ngươi là ở nơi nào công tác? Trịnh Khiết con ngươi chớp mắt, hỏi. Hoàng Thiên Sơn cũng là nhìn Trần Phi, chờ đợi trả lời, giống vậy rất trực tiếp. Thấy tình cảnh này, Trần Phi bĩu môi, cái này hai người, thật đúng là và tiểu đội trưởng nói như nhau à. Kiều Ninh hót, ta là gia đình độc thân, mụ ta ở huyện Thành Dương, đã về hưu. Trần Phi nhàn nhạt nói. Như vậy, Trịnh Khiết trên mặt hiện ra khinh thị vẻ, không nói nữa nói. Hoàng Thiên Sơn cũng là như vậy. Ba, ngươi làm gì? Hoàng Nguyễn Hân cả giận nói. Được rồi, nữ nhi, người bạn học sẽ để cho hắn tùy tiện ngồi đi, ngươi theo ta tới, ta để cho Khiết gì mang ngươi quen biết một chút những cái kia đến sân công tử ca, thiếu gia. Hoàng Thiên Sơn đem con gái mình nói cắt đứt, thản nhiên nói. Hiển nhiên, Trần Phi yếu như vậy tự giới thiệu, đã là để cho hắn có chút không coi trọng. Một cái huyện thành gia đình độc thân, lợi hại nhất, có thể đi nơi nào? Trần Phi con ngươi híp một cái. Ba, ta không, vậy chút gì công tử ca, thiếu gia ta không thích, đi biết bọn họ làm gì. Hoàng Nguyễn Hân cắn môi, chống cự nói. Nguyễn Hân, cái này chính là ngươi không đúng, ngươi có biết hay không, ba ngươi vì mời tới những công tử ca kia, thiếu gia tới, là ngươi hao tốn giá bao nhiêu. Ngươi vậy lão lớn không nhỏ, sắp 30, khó khăn được những công tử ca kia, thiếu gia còn để ý, còn chọn cái gì. Ngươi nếu là tự do phóng khoáng đi nữa, sẽ để cho chúng ta thương tâm. Trịnh Khiết Kiều Ninh hót mặt mũi, nói. Ta nói, ta không muốn. Bọn họ xem không để ý ta, và ta có quan hệ thế nào. Các người nếu là như thế thích, tại sao không tự mình đi gả? Hoàng Nguyễn Hân phỏng đoán cũng là bực bội đã lâu, ngẩng đầu lên, nhìn vậy Kiều Ninh hót, dối trá Trịnh Khiết nói. Ngươi, Trịnh Khiết sắc mặt chợt đổi một cái, sắc mặt lập tức liền khó xem. Ai, lão Hoàng ngươi thấy được, rốt cuộc không phải mẹ ruột, nói chuyện cũng là như vậy, ai, được rồi, vậy ta không nói. Trịnh Khiết thở một hơi thật dài, tận lực không có phát tác, mà là hướng một bên Hoàng Thiên Sơn, nói. Nguyễn Hân, cho ngươi Khiết gì nói xin lỗi. Hoàng Thiên Sơn nghiêm sắc mặt, lập tức nói. Nói xin lỗi, ta tại sao phải cho nàng nói xin lỗi, nàng không phải là muốn ta gả cái người bất kỳ đều có thể người có tiền, có quyền người. Ta không sai, sợ cái gì nói xin lỗi. Hoàng Nguyễn Hân ở trong mắt túi nước mắt, nói. Ngươi cái vô liêm sỉ. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Hoàng Thiên Sơn tức giận phát run, hơn nữa, có chút ho khan. Ngươi cái con gái bất hiếu, vô ơn, không biết ba người thân thể không tốt. Còn dám như vậy, ngươi thật là. Trịnh Khiết vội vàng đỡ Hoàng Thiên Sơn, trong miệng nắm cơ hội chanh chua cay nghiệt nói. Mới vừa rồi bị Hoàng Nguyễn Hân như vậy giễu cợt, nàng trong lòng bây giờ mặt đều không thoải mái. Hừ, đồ chơi gì mà, nếu không phải Vương Thiếu, La Thiếu, Lâm Thiếu để ý ngươi cái này tiểu thiện hàng, ai có tâm tư phản ứng ngươi cái này chuyện hư hỏng mà. Không tán thưởng. Nguyễn Hân, ngươi quá làm cho ba thất vọng, lấy lại được sức, Hoàng Thiên Sơn trầm giọng nói. Hoàng Nguyễn Hân không nói tiếng nào. Tiểu đội trưởng đừng nóng giận, chúng ta đi vào trước ăn cái gì đi. Ngay vào lúc này, Trần Phi vỗ một cái Hoàng Nguyễn Hân bả vai, nói. Đây có người chen miệng tư cách, Trịnh Khiết nghiêng nghiêng nhìn lướt qua Trần Phi. Bót! Một đạo bạt tai vang dội, tất cả mọi người đều bối rối. Ngươi là thứ gì, dám nói với ta như vậy? Trần Phi lạnh lùng nhìn một cái người phụ nữ kia, cảm giác một tát này, tựa hồ cũng có chút dơ bẩn tay hắn. Thấy tình cảnh này, Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt ngay tức thì ngây ngẩn. Hoàng Thiên Sơn cũng vậy, trong mắt sắc bén chớp mắt, không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy coi trời bằng vung đánh người. Ngươi dám đánh ta? Trịnh Khiết bụng mặt cũng là bối rối, hiển nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi một lời không hợp, lại cứ như vậy lanh lẹ cho nàng một cái tát, nếu không phải đây là đang cỡ nhỏ phòng khách lớn bên ngoài, mặt nàng, liền mất giáo. Bất quá, tức đã là như vậy, lúc này nàng Trịnh Khiết trong lòng, trên mặt cũng là tràn đầy tức giận khí. Mặc dù nhà bọn họ không thể so với những cái kia kiêu ngạo hò hét nha nội, nhưng dẫu sao cũng là người có tiền,
là có thân phận địa vị. Trần Phi loại này huyện thành nhỏ đất nông dân, tại sao có thể một chút mặt mũi cũng không cho, còn dám đánh nàng? Cái này không khoa học. Nữ sĩ, ngươi có phải hay không lầm một chuyện? Ta theo Hoàng Nguyễn Hân tiểu đội trưởng là bạn học cũ, cùng ngươi, nhưng là dám quan hệ không có. Cho nên, ngươi nếu là lại dùng cái loại đó làm cho người chán ghét giọng nói chuyện với ta, ta bảo đảm, sợ rằng ngươi là sẽ hối hận. Trần Phi giơ giơ lên tay, lạnh lùng nói. Trần Phi, Hoàng Nguyễn Hân không nhịn được kéo một chút Trần Phi, muốn nói lại thôi. Ngươi, Trịnh Khiết sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là thở một hơi thật dài, không tái phát làm, hướng bên cạnh Hoàng Thiên Sơn nói. Lão Hoàng, ngươi xem, đây chính là ngươi con gái bảo bối giao cái gọi là bằng hữu. Có giáo dưỡng không có giáo dục, hừ, dậm chân. Nàng xách lễ phục dạ hội tà áo nổi giận đùng đùng đi. Trần Phi mới vừa rồi một cái tát kia, không chỉ là đánh nàng mặt đau, hơn nữa còn là đem trên mặt nàng vậy thật dày một tầng hồng cũng cho đánh rớt, nàng bây giờ phải đi giảm phấn. Nguyễn Hân, người quá làm cho ba thất vọng, đây chính là người cái gọi là bạn học, cái gọi là bằng hữu. Thật là không có tư chất, lấy lại được sức, Hoàng Thiên Sơn trầm giọng nói, sắc mặt bất thiện nhìn Trần Phi, tiên sinh, mời rời đi đi. Chúng ta nơi này, không hoan nghênh ngươi. Ba, vừa nghe mình phụ thân muốn đuổi Trần Phi đi, Hoàng Nguyễn Hân không khỏi nóng nảy. Được rồi, Hoàng Thiên Sơn sắc mặt lạnh nhạt đem con gái mình nói cắt đứt, nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, tiên sinh, giống nhau nói ta không muốn nói thêm lần thứ hai, nếu không, mọi người trên mặt cũng đều không vinh dự, ngươi nói sao? Dứt lời, Hoàng Thiên Sơn lại không nhịn được một mặt âm trầm nhìn con gái mình. Đè trong lòng tức giận nói, Nguyễn Hân, chẳng lẽ ta trước kia đã không dạy ngươi? Thiếu và người nghèo lui tới, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, đạo lý ngươi không hiểu. Còn nữa, ngươi vậy lớn rồi, ngươi chồng tương lai, tuyệt đối, quyết định, không phải người bình thường. Giống như là người như vậy, ngươi chưa thấy được và hắn đứng chung một chỗ, đều có mất thân phận. Ngươi xem ta là ngươi tìm Vương Thiếu, La Thiếu, Lâm Thiếu, cái nào không phải là người thượng nhân. Người phải cùng bọn họ tiến tới với nhau, đó mới là chính xác, tương lai mới có thể làm người trên người. Ba, ngươi, nghe vậy, Hoàng Nguyễn Hân trực tiếp là giật mình, nhìn một mặt âm trầm phụ thân, đột nhiên cảm giác người đàn ông này đã là đổi được vô cùng là xa lạ. Cái gì đó Vương Thiếu, La Thiếu, Lâm Thiếu, hắn phụ thân sở dĩ muốn cùng đối phương làm quan hệ tốt, bất quá chỉ là vì chính hắn làm ăn mà thôi. Mà ở thấy cái này người đàn ông dối trá mặt mũi, thật là giống như là muốn đem con gái mình bán đi, Trần Phi không nhịn được nói, người trên người. Cái gọi là người trên người, chính là đem con gái mình bán, đổi lấy mình lợi ích. Ngươi im miệng, Hoàng Thiên Sơn lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Phi, nói, đây là chuyện nhà chúng ta, mời ngươi tự trọng. Đủ rồi, ba, nhưng vào lúc này, Hoàng Nguyễn Hân giọng có chút kịch liệt nói. Ngươi! Hoàng Thiên Sơn kinh nghi nhìn con gái mình, nói, ngươi dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Có còn hay không hiếu tâm, có hay không tôn ti. Nghe vậy, Trần Phi thật sâu nhíu mày một cái. Người này, nhất định chính là một người cặn bã. Ba, ta bây giờ lại cuối cùng nói một lần, ta người không thích, coi như là ngươi cưỡng bách ta, ta đời này cũng không kết hôn, ta cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. Ngươi những thứ này giả mù sa mưa đạo lý. Ta cũng sắp đến 30, có thể nghe được, cho nên, mời chớ nói được không? Vậy Hoàng Nguyễn Hân trên mặt hiện ra nhàn nhạt tự giễu đau khổ nụ cười, xoay người, một cái tay kéo Trần Phi, nói, Trần Phi, chúng ta vào đi thôi, cùng ta uống hai ly. Ngươi, Hoàng Thiên Sơn trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa tức hôn mê bất tỉnh. Hắn không nghĩ tới con gái mình lại sẽ như vậy trực tiếp, trần trụi khỏa thân vạch trần hắn tư tâm, để cho hắn mặt mũi vô tồn. Thật là đại nghịch bất đạo. Đứng lại, hắn xoay người cả giận nói, Nguyễn Hân, ta là ba ngươi, ngươi chính là nói với ta như vậy. Ta biết ngươi là ba ta, nhưng là, chính ta chung thân đại sự, để cho ta tự làm chủ, không được sao. Hoàng Nguyễn Hân xoay người lại, ở trong mắt túi nước mắt, cắn môi, nói. Ngươi tự làm chủ, chẳng lẽ ta là ngươi làm nhiều như vậy, cũng còn sai rồi. Ngươi ra đi hỏi thăm một chút. Bên ngoài nhiều ít thiên kim tiểu thư muốn theo Vương Thiếu, Lâm Thiếu, La Thiếu bọn họ leo lên quan hệ, mà ngươi đâu? Hoàng Thiên Sơn giận giận đùng đùng nói. Vậy thì như thế nào?
Hoàng Nguyễn Hân bình thản nói nói, nhìn mình càng ngày càng cảm giác xa lạ phụ thân, than nhẹ một tiếng, nói, nếu là gia gia nãi nãi vẫn còn ở là tốt. Nếu là bọn họ ở đây, khẳng định cũng sẽ không cầm ta chung thân đại sự đi đổi lấy ngươi lợi ích. Ngươi, Hoàng Thiên Sơn lòng khẽ run lên, trầm mặc một chút, vẫn là lạnh lùng nói, ta cuối cùng nói lại lần nữa, đi vào, nếu không, từ bây giờ về sau, ngươi liền không ta cái này ba. Hoàng Nguyễn Hân thân thể chợt run rẩy. Rồi sau đó, liền gặp hắn ngẩng đầu lên, vô cùng thất vọng nhìn mình phụ thân, tự giễu vậy ngoác ngoác khóe miệng, kéo Trần Phi, nói, đi thôi, cùng ta đi vào. Hắn không thể đi vào, để cho hắn đi, Hoàng Thiên Sơn giận giận đùng đùng nói. Nhưng mà, Hoàng Nguyễn Hân lý đều không có lý nàng, cũng không quay đầu lại kéo Trần Phi đi vào hội trường chính giữa. Thấy tình cảnh này, Hoàng Thiên Sơn mặc dù tức giận, nhưng vậy là không thể làm gì. Chỉ có thể xóa bỏ. Đi vào vậy cỡ nhỏ phòng khách lớn sau đó, Hoàng Nguyễn Hân cả người cũng cho người cảm giác thấp đứng lên. Chôn đầu, không nói một lời. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười khổ lắc đầu một cái, nói tiểu đội trưởng, yên tâm đi, không có sao, chuyện này giao cho ta. Ngươi nhìn thấy không, từ ta ra ra nãi nãi sau khi chết, hắn và người phụ nữ kia liền càng tệ hại hơn, muốn cho ta gả ra ngoài, lấy mình chung thân đại sự đổi lấy hắn làm ăn phát triển. Ai, thật không biết tại sao, người này à, là càng ngày càng xa lạ. Hoàng Nguyễn Hân tâm trạng có chút thất thường, nói. Nghe vậy, Trần Phi cười khổ không nói. Lúc này hắn nên nói cái gì, tựa hồ nói gì cũng không tốt à. Hoàng Thiên Sơn mặc dù không phải là một món đồ, nhưng là, hắn dù sao cũng là Hoàng tiểu đội trưởng phụ thân. Vương Thiếu, ngươi xem, là Nguyễn Hân tới. Nguyễn Hân mau tới đây, ta là ngươi giới thiệu một chút. Nhưng vào lúc này, một đạo hiến mị thanh âm truyền tới. Chỉ thấy là Trịnh Khiết dẫn một vị áo quần bảnh bao người tuổi trẻ đi tới. Một xem hắn cả người trang điểm, khí độ, liền biết không phải là người bình thường. Hoàng Nguyễn Hân thân thể mềm mại run rẩy, trong lòng than nhẹ một tiếng, ai, nên tới, vẫn phải tới. Nguyễn Hân, tới tới tới, ta là ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Thiếu, ngươi hẳn biết chứ. Vương Thiếu phụ thân, là Trói Lọi Thực Nghiệp tổng giám đốc, trong nhà rất tốt, rất có tiền. Trịnh Khiết hết sức ân cần nói. Nguyễn Hân, đã lâu không gặp, vậy Vương Thiếu vừa thấy được Hoàng Nguyễn Hân, cặp mắt liền không cách nào từ nàng trên mình rời đi. Hoàng Nguyễn Hân vốn chính là hắn loại hình thích, hơn nữa trong nhà còn có chút chút tiền, nếu là có thể bắt lại, không chỉ biết diễm phúc không cạn, hơn nữa còn sẽ đối với trong nhà hắn lạ mặt ý có chút trợ giúp. Dù sao như thế nào đều là sẽ không thua thiệt được. Vừa nói, hắn cười tủm tỉm đưa tay ra, muốn cùng Hoàng Nguyễn Hân cầm một chút tay. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt vẫn là liếc rơi xuống Trần Phi trên mình. Thằng nhóc này, theo Hoàng Nguyễn Hân có quan hệ. Trần Phi, ngươi qua bên kia cùng ta chứ? Hoàng Nguyễn Hân cắn môi trần chờ một chút, hướng Trần Phi nói. Trần Phi hơi ngẩn ra. Tốt lắm, ta cũng đúng lúc đói, đi trước ăn một chút gì. Tiểu đội trưởng ngươi yên tâm, hết thảy có ta, bằng tâm của chính mình đi làm là được. Trần Phi cười nói, xoay người hướng phòng khách một cái khác khúc quanh đi tới, tạm thời không có ở đây can dự Hoàng Nguyễn Hân sự việc. Bất quá, vậy chỉ là tạm thời mà thôi. Bây giờ ngược lại là tự biết mình. Hừ, thứ gì? Trịnh Khiết hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lướt qua Trần Phi hình bóng. Nguyễn Hân, ba người nói đúng, loại người này, vẫn là cùng hắn giữ một khoảng cách đi. Hắn không xứng cùng ngươi có cái gì dính dấp, hoặc là quan hệ. Biết không? Trịnh Khiết, Trần Phi là bạn học ta, hy vọng ngươi không muốn ở nơi này sau lưng nói người nói xấu, nếu không. Hoàng Nguyễn Hân không nhịn được nhìn một cái Trần Phi hình bóng, đột nhiên cười, nói, nếu không, sợ rằng hắn sẽ không để ý lại cho ngươi một cái tát chứ. Ngươi nói sao? Không nói khác, mới vừa rồi một cái tát kia, hắn là thật xem rất thoải mái à? Ngươi, Trịnh Khiết ngay tức thì sắc mặt đại biến đứng lên, đỏ lên thành màu gan heo, bất quá, bây giờ Vương Thiếu ở trước mặt, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể là hung ác trợn mắt nhìn Hoàng Nguyễn Hân một cái. Lại đổi lại một bộ hiến mị diễn cảm, nhìn về một bên Vương Thiếu, nói. Vương Thiếu, nếu không ngươi và Nguyễn Hân đơn độc trò chuyện một chút. Vừa nói, nàng liền xoay người rời đi. Bất quá trước khi đi, nàng cho Hoàng Nguyễn Hân để lại một cái ánh mắt uy hiếp, cho Vương Thiếu, để lại một cái, ngươi hiểu được, ánh mắt. Hoàng Nguyễn Hân không lên tiếng.
Vậy Vương Thiếu hiện ra ngạo nghễ nụ cười. Cùng lúc đó, bên kia, ở khúc quanh một cái bàn cạnh sau khi ngồi xuống, Trần Phi Thuận tay cầm lên trên bàn dài điểm tâm, ăn. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên đầu về phía sau vừa nhìn, có người ở sau lưng hắn trực tiếp là sợ hết hồn. Ngươi là, nhìn vậy bị hắn sợ hết hồn nam tử, Trần Phi hơi ngẩn ra, nói. Ngài là Phi ca. Nam kia tử đỡ đỡ ngực, có chút kính sợ cùng cung kính nhìn Trần Phi, không xác định nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, cười lên, nói, ngươi là. Thật là ngài, trời ạ, nghe được Trần Phi biến hình thừa nhận, nam kia tử ngay tức thì tâm trạng kích động, nhìn Trần Phi, lại là cung kính, lại là kích động, nói, Phi ca ngươi kêu ta Tiểu La là được, trước kia ta đi theo Phong ca thời điểm, từng xa xa thấy qua ngươi một lần. Thật không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể ở cái này thấy ngài, thật là quá vinh hạnh. Phong ca, ngươi nói là Hoàng Phong thằng nhóc kia chứ? Tốt lắm, nếu ngươi biết hắn, vậy chính là người mình, đừng như vậy câu nệ, ngồi xuống trò chuyện. Uống chút gì không? Nghe đối phương như thế nói, Trần Phi lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, cười nói. Chính ta tới, cảm ơn Phi ca. Vậy tự xưng là Tiểu La người thụ sủng nhược kinh. Hai tay tiếp Trần Phi đưa cho rượu của hắn ly, trong lòng tràn đầy kích động. Phải biết, ban đầu hắn nhưng mà chính mắt thấy được bọn họ thành phố Bắc Sơn trong vòng lớn thứ nhất thiếu. Hiện đảm nhiệm bí thư thị ủy bí thư Hoàng Công Tử, Hoàng Phong Phong ca, ở Trần Phi trước mặt đó hoàn toàn là một cái ân cần, một cái sống sờ sờ chân chó, tiểu đệ hình dáng. Cho nên lúc đó, hắn đem Trần Phi mặt mũi nhớ vô cùng sâu sắc. Bây giờ, bực này nhân vật ngạo mạn ở hắn trước mắt. Vẫn cùng hắn vừa nói vừa cười, hắn có thể không kích động, có thể không ngạc nhiên mừng rỡ sao? Phi ca, lấy ngài thân phận, tối nay làm sao ở nơi này? Rồi sau đó, liền gặp vậy Tiểu La nghi ngờ nói. Này, nơi đó, nàng là ta bạn học chung thời đại học, lão tiểu đội trưởng, theo ta quan hệ rất tốt, mới vừa rồi ở bên ngoài gặp được, liền thuận tiện qua tới nhìn một chút. Trần Phi ánh mắt chen lấn chen. Hướng về phía Hoàng Nguyễn Hân chỗ ở phương hướng, cười nói. Nàng theo Phi ca ngài là bạn học, ta, vậy Tiểu La ngay tức thì trợn tròn mắt, lập tức đầu đầy mồ hôi. Ngày hôm nay hắn là tại sao tới, chính hắn có thể không biết sao. Mà bây giờ, hắn nguyên bản coi là mục tiêu người phụ nữ, lại là Phi ca bạn học, bạn tốt, đây không phải là phạm vào kiêng kỵ là cái gì. Nếu là vì vậy Phi ca trong lòng đối với hắn khó chịu, vậy không thì xong rồi. Nghĩ đến đây, cái này Tiểu La vẻ mặt chính là không nhìn được tái nhợt và sợ hãi đứng lên, lắp bắp nói, không phải, Phi ca, ta, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chân thực không biết nàng là bằng hữu ngài. Nếu biết, ta coi như là có thiên đại lá gan, cũng không dám làm như vậy à. Ngươi làm sao làm, Trần Phi nghỉ ngơi nhìn một cái hắn, bình thản uống một hớp rượu. Ta. Gặp Trần Phi đột nhiên đổi được thái độ bình thản, vậy Tiểu La lại là sợ choáng váng, cả người run lên, cả lâm, chiến sừng sững nói ta cái gì cũng làm. Phi ca ngươi phải tin tưởng ta à, ta thề, ta thật cái gì cũng không làm, tối nay, là ba nàng mời chúng ta tới. Ta thật sự là không biết nàng là Phi ca bạn ngài à. Đây thật là khóc không ra nước mắt. Được rồi, không biết không việc gì, bây giờ biết, vậy ngươi hẳn biết nên làm như thế nào chứ. Trần Phi lúc này mới cười lắc đầu một cái, nói. Biết, vậy Tiểu La lập tức gật đầu theo tựa như gà con mổ thóc được, như được đại xá, đầu đầy mồ hôi, trần chờ một chút, lại gặp mắt thần len lén liếc hướng vậy Hoàng Nguyễn Hân cùng Vương Thiếu bên kia, nhỏ giọng nói. Phi ca, muốn không muốn ta đi cho vậy họ Vương Tiểu Tử chỉ điểm. Còn nữa, còn có Hoàng Nguyễn Hân ba hắn. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, vừa định gật đầu đáp ứng. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Bót! Chỉ gặp vậy Vương Thiếu đột nhiên một cái tát hung hăng phiến ở Hoàng Nguyễn Hân trên mặt, rồi sau đó trực tiếp là tức miệng mắng to, nói, CMN, thúi bưu tử, trang cái gì trang? Ta Vương Lạc Diệp để ý ngươi là phúc khí của ngươi, CMN thật lấy là nhà các ngươi, là thứ gì? Cái này nháy mắt tức thì, Trần Phi con ngươi lập tức âm trầm xuống. Lóe lên nhàn nhạt sắc bén. Con bà nó! Vậy Tiểu La cũng là không nhìn được sổ một câu thô tục, dư quang khóe mắt liếc về hướng Trần Phi trên mặt, thấy vậy sắc mặt âm trầm, trực tiếp là không nhìn được tim chợt giật một cái.
CMN, lần này xảy ra chuyện. Mà trừ bọn họ ra, nguyên bản huyên náo phòng khách, cũng là lập tức liền an tĩnh. Tất cả mọi người đều là không nhìn được ánh mắt hướng Hoàng Nguyễn Hân còn có Vương Thiếu nhìn. Ngươi, bụng mặt, cảm giác được trên mặt truyền tới đau nhói, Hoàng Nguyễn Hân ngay tức thì là không nhịn được đỏ mặt, nóng hừng hực đau nhói. Hiển nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình lễ phép cự tuyệt, lại sẽ là đổi lấy như vậy kết quả, nhục mạ, cùng với bạt tai. Hoàng Nguyễn Hân mặt xinh đẹp trứng lên hiện ra tức giận, theo bản năng thì phải cầm trong tay rượu chát hướng trước mặt Vương Thiếu nhào tới. Có thể nhưng vào lúc này, một cái tay nhưng xuất hiện ở nàng trước mặt. Đem nàng ở. Hoàng Nguyễn Hân, người muốn làm gì? Chỉ gặp Trịnh Khiết chạy tới, kéo nàng, lớn tiếng quát lên. Người cái con gái bất hiếu, người có phải hay không muốn tức chết ta? Hoàng Thiên Sơn cũng là chạy tới, hung ác trợn mắt nhìn một cái Hoàng Nguyễn Hân, lại một mặt hiến mị theo lấy lòng nhìn Vương Thiếu, nói, Vương Thiếu thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, là tiểu nữ không hiểu chuyện, người đừng đi trong lòng đi, thật xin lỗi. Ta cái này thì để cho nàng hướng ngươi nói xin lỗi. Nói xong, hắn lập tức xoay người muốn Hoàng Nguyễn Hân, dùng giọng ra lệnh, nói, mau, lập tức hướng Vương Thiếu nói xin lỗi. Cái này Vương Thiếu phụ thân nhưng mà trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc, gia sản mấy chục triệu gần trăm triệu, và nhà hắn vậy một hai triệu tầng thứ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hôm nay Hoàng Nguyễn Hân lại dám chọc đối phương mất hứng, hắn có thể không kích động sao? Nói xin lỗi, ba. Ngươi để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Hoàng Nguyễn Hân một mặt xa lạ nhìn mình phụ thân, ngơ ngác nói. Rõ ràng là mình bị một cái tát, bị như vậy nhục mạ, bây giờ, còn muốn cho nàng nói xin lỗi. Đây thật là nàng phụ thân sao? Ngươi trong mắt có còn hay không ta cái này phụ thân? Ta để cho ngươi nói xin lỗi. Hoàng Thiên Sơn hung ác trợn mắt nhìn một cái con gái mình, hét. Ta. Hoàng Nguyễn Hân nước mắt rào rào liền dòng nước chảy xuống. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy bên trong lòng mình đều là nước đá, rất lạnh, rất lạnh. Hừ, thứ gì, Hoàng Thiên Sơn, nữ nhi ngươi có phải hay không lấy là nàng là vàng làm? CMN nếu là chưa nghĩ ra, vậy thì cút, thật lấy là ta Vương Lạc Diệp cách nữ nhi ngươi, liền không tìm được người phụ nữ. Hừ, đồ chơi gì? Vậy Vương Thiếu chỉ cao khí ngang, khinh thường hừ một tiếng. Vương Thiếu, chân thực ngại quá, ngươi nghe không gặp ta mà nói, mau cho Vương Thiếu nói xin lỗi. Gặp Vương Thiếu tức giận, Trịnh Khiết nóng nảy, trên mặt chất đầy nụ cười, dày Hoàng Nguyễn Hân. Phải, Vương Thiếu, thật không phải với, đây đều là con gái ta không hiểu chuyện. Chân thực thật xin lỗi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đừng động giận. Hoàng Thiên Sơn lại là hơi khom người. Trong nháy mắt, trong phòng khách. Rất nhiều người ánh mắt đều là không giống nhau. Có thể khi bọn hắn vừa nghĩ tới Vương Lạc Diệp bối cảnh, sau lưng hắn trói lọi thực nghiệp, đây chính là hơn trăm triệu cấp bậc công ty lớn. Như vậy nhiều bức thân phận, cái này Hoàng Thiên Sơn sẽ như vậy thấp kém, vậy là có thể hiểu. Cái này Hoàng Thiên Sơn nhà, nhưng mà hoàn toàn không đắc tội nổi Vương gia. Hừ, lãng phí ta thời gian. Vương Lạc Diệp Vương Thiếu hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt rơi vào cúi đầu Hoàng Nguyễn Hân trên mình, nhàn nhạt nói, không có nghe gặp ba ngươi nói. Biết cái gì gọi là nói xin lỗi sao? Lời này vừa ra miệng, mọi người thất kinh. Cái này Vương Lạc Diệp đều cho người một tát, cái này còn muốn được voi đòi tiên, để cho Hoàng Nguyễn Hân nói xin lỗi. Khi dễ người. Thật quá khi dễ người. Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết đầu tiên là sững sốt một chút. Cái trước trực tiếp là không chút do dự đưa tay ra ngoài. Muốn đẩy Hoàng Nguyễn Hân, lớn tiếng nói, ngươi điếc. Nghe không gặp, để cho ngươi cho Vương Thiếu nói. Có thể nhưng vào lúc này. Cùng dây. Một cái tay trực tiếp là đem hắn sắp đẩy tới Hoàng Nguyễn Hân tay, bắt được. Chủ nhân của cái tay kia không phải người khác, chính là Trần Phi. Đau quá đau, cảm nhận được trên cánh tay truyền tới đau nhức, Hoàng Thiên Sơn ngay tức thì mặt đỏ dần, nén giận, lớn tiếng bị đau nói. Dưới cơn thịnh nộ. Trần Phi một chảo này, đối với người bình thường mà nói, nhưng mà không nương tay. Trần Phi, Hoàng Nguyễn Hân ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi nắm mình tay của phụ thân, mặt đầy nước mắt, ngơ ngác nói. Cầm đi xoa một chút đi, tiếp theo, người chớ nói chuyện, giao cho ta đi. Trần Phi đưa tới khăn giấy. CMN là ai? Dám nhúng tay chuyện của lão tử mà, chán sống.
gặp Trần Phi lại dám đứng ra là Hoàng Nguyễn Hân ra mặt, Vương Lạc Diệp Vương Thiếu nhất thời nổi giận, quát lạnh. Ngươi cho ta cút, ai bảo ngươi tới, cút sang một bên, Hoàng Thiên Sơn cũng là cả giận nói. Lại là ngươi, bảo an đâu, mau đưa người này cho chúng ta đuổi ra ngoài, Trịnh Khiết cũng là hổn hển nói. Nguyên bản, bọn họ còn nghĩ chỉ cần Hoàng Nguyễn Hân cho Vương Thiếu nói xin lỗi, thì không có sao, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi thứ đáng chết này lại nhảy ra ngoài. Đây nếu là chọc được Vương Thiếu thật tức giận, nên làm thế nào cho phải à? CMN im miệng, các người hai cái thứ gì, dám như thế và Phi ca nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một đạo tức giận tiếng hét phẫn nộ từ bên cạnh truyền tới. Ngay tức thì, tất cả mọi người đều nán lại. La Thiếu, Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết đều là nán lại, nhìn người đến. Vậy người vừa tới không phải là người khác, chính là bọn họ tối nay được mời người chính giữa, thân phận tôn quý nhất một cái. Thị chánh pháp ủy phó bí thư công tử, La Thiếu. Có thể, nhưng bây giờ cái này, đây là tình huống gì? Phi ca là ai? La Thiếu, người đây là. Vậy Vương Thiếu cũng có chút nán lại, ngây ngẩn nhìn La Thiếu, không biết đây tột cùng là tình huống gì. Nếu bàn về thân phận bối cảnh, đối phương nhưng mà so hắn Vương Lạc Diệp lợi hại rất nhiều à? Có thể, nhưng còn bây giờ thì sao? Phi ca. Được rồi, mau im miệng. Vậy La Thiếu liền vội vàng cắt đứt Vương Lạc Diệp mà nói, điên cuồng cho hắn nháy mắt, nói, đều là hiểu lầm. Người mau cho Phi ca nói lời xin lỗi. Rào. Đám người một hồi xôn xao, ngơ ngác nhìn La Thiếu. Hắn đây là thế nào? Lại muốn để cho Vương Lạc Diệp Vương Thiếu nói xin lỗi. Cái này. La Thiếu không phải, người đây là. Vậy Vương Lạc Diệp cũng là bối rối, không biết tình huống gì, có thể để cho hắn nói xin lỗi, điên rồi sao, vậy không thể nào. Ngươi, vậy La Thiếu cũng là nóng nảy, cái này Vương Lạc Diệp, đầu óc có vấn đề chứ. Xem không hiểu ánh mắt. Tránh ra, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền tới. Nghe vậy, La Thiếu cả người run lên, quay đầu, nhìn Trần Phi, chiến sừng sững nói, Phi ca, ta. Người có phải hay không cảm giác được mình rất lợi hại, còn muốn là hắn ra mặt. Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn, nói. Không phải Phi ca ta không phải cái ý này. Ta thật không phải là cái ý này, ngài hiểu lầm, ngài thật hiểu lầm. Vậy La Thiếu ngay tức thì ánh mắt sợ hãi đứng lên, điên cuồng nói xin lỗi, cầu xin tha thứ. Không phải vậy thì cút sang một bên, chuyện này và ngươi không quan hệ, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có bản lãnh đi vào dính vào, vậy thì nói cho ta một tiếng. Ta liền ngươi cùng nhau thu thập, có thể không? Trần Phi lạnh lùng nói, trực tiếp là đem hắn cho đẩy ra. Người sau đặt mông ngay tại chỗ lên, không những không tức giận, còn vội vàng không chút do dự liền lăn một vòng trốn qua một bên đi. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là cực độ hối hận. Hối hận mình biết rõ Phi ca là một bực nào lợi hại nhân vật nghiêu bức, còn nếu không phải là hướng trên họng súng đụng, muốn xem ở dĩ vãng tình cảm lên, liền Vương Lạc Diệp một lần. Đây không phải là ngu sao? Đây nếu là đem Phi ca chọc giận, đừng nói là hắn, chỉ sợ là ba hắn, cũng được chơi xong. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cả người run lên, rồi sau đó đột nhiên giống như điên hướng về phía vẫn còn đang ngẩn ra đùi đẹp chính là một cước, đem đạp lộn mèo trên đất. Sau đó vừa mắng, một bên gần như cuồng loạn đối với hắn đạp mạnh. Còn bà nó CMN Vương Lạc Diệp ngươi là thứ gì, CMN cái gì cũng không phải. Còn dám xúc phạm Phi ca. Nghe được vậy cuồng loạn tiếng gào thét, tất cả mọi người ngu, thật ngu. Phòng khách lớn bên trong yên tĩnh, chỉ còn lại đánh người tiếng theo bị đánh tiếng. Tất cả mọi người nhìn lúc này giống như là ở phát phong đại nhân La Thiếu, đều cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người. Mà ở thấy La Thiếu cái này bây giờ giống như điên, đừng nói là những cái kia lúc này lớn bên trong phòng khách quý khách, coi như là Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng, Hoàng Nguyễn Hân đây, lúc này đều là hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn khó tin trước mắt một màn này. Cái này, làm sao xem cũng không giống là thật à. Mà bọn họ còn như vậy, Vương Lạc Diệp Vương Thiếu thành tựu người trong cuộc, lại là hoàn toàn mộng điệu, ôm đầu, liền kêu liền nói, La Thiếu. La Quang Khí, CMN điên rồi. Con bà nó, ngươi làm gì vậy?
Vậy Vương Lạc Diệp lớn lên so La Thiếu thân thể cường tráng một ít, hơn nữa lại là cái loại đó giá trị con người hơn 100 triệu gia đình công tử ca, chưa từng ăn rồi loại này thua thiệt, bị như vậy đánh. Hắn thật sự là không nhịn được, nhấc chân chính là một cước, đem vậy La Thiếu đạp bay ra ngoài. La Quang Khí, CMN chính là điên rồi. Đạp bay La Quang Khí, cũng chính là La Thiếu sau đó, Vương Lạc Diệp Vương Thiếu mặt đầy máu, dữ tợn hét. Mà vậy La Quang Khí nghe vậy xem cũng xem không Vương Lạc Diệp một cái, ác hung hãn nhìn đối phương một cái, vùng vẫy đứng lên, làm bộ lại muốn nhào tới. Có thể nhưng vào lúc này, một cái tay ngăn ở trước mặt hắn. Chủ nhân của cái tay kia, chính là Trần Phi. Phi, Phi ca ta, La Quang Khí chiến khẽ nói. Được rồi, không chuyện ngươi, đi sang một bên, Trần Phi nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, La Quang Khí mới là thở phào nhẹ nhõm, ôm bụng hướng vừa đi. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người tại đây sắc mặt lại là biến đổi. Thành phố Bắc Sơn hôm nay đã là ngồi vững vàng tỉnh Chiết Giang thành phố lớn thứ hai vị trí, chính trị địa vị rất cao, cho nên, như vậy một cái cường hãn thành phố, tất cả tầng thứ gia tộc, xí nghiệp dĩ nhiên là không thiếu hụt. Mà vậy các gia tộc, khí thế nội tình thực lực, vậy mà nói, đều là phân làm tam đẳng. Một, đó chính là giống như Vương Lạc Diệp Vương gia bọn họ loại này hơn 100 triệu cấp bậc buôn bán xí nghiệp, gia tộc lớn. Khổng lồ đến 9 con số tài sản đủ để cho bọn họ áp đảo thành phố Bắc Sơn 99% điểm 999 người trên, là trên mặt nổi mọi người hâm mộ tỷ phú. 2. Chính là như vậy La Quang Khí nhà bọn họ, trong nhà là trong chánh phủ quan lớn, tay cầm quyền hành, nắm trong tay là mọi người 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 cũng vô cùng là khát vọng, cùng hâm mộ chính trị quyền lợi. Loại này quyền lợi rất lâu, so tiền càng có mặt mũi, càng tác dụng. Cho nên nói, nghiêm ngặt nhắc tới. La Quang Khí La Thiếu nhà bọn họ, cùng Vương Lạc Diệp Vương Thiếu nhà bọn họ, mặc dù là đại khái ngang hàng, nhưng từ phía dưới, mọi người vẫn là phổ biến cho rằng người sau sẽ càng lợi hại hơn. Nhưng coi như là như vậy, La Quang Khí La Thiếu, nhà bọn họ có năng lượng cũng không phải có thể đạt tới, như thế chăng cho Vương Lạc Diệp Vương Thiếu nhà bọn họ mặt mũi đến nước à? Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, La Quang Khí La Thiếu mới vừa rồi còn gần như cuồng loạn cử động điên cuồng. Trực tiếp là để cho mọi người bối rối. Bởi vì, cái này ý vị như thế nào, chỉ cần là người không ngốc, sao có thể không đoán ra được. Chẳng lẽ thằng nhóc kia là có cái gì động trời lai lịch? Hoàng Thiên Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trịnh Khiết gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người, trừ Vương Lạc Diệp Vương Thiếu đầu óc này hỗn loạn người trong cuộc, đều là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Đồng loạt không nhịn được đổi một cái sắc mặt. Mà vào lúc này, Trần Phi lại đang bình tĩnh đi về phía vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu, khóe miệng nhàn nhạt nhấc lên lau một cái độ cong, có chút lạnh nhạt. Ngươi rất thích đánh người bạt tai. Nhìn đối phương, Trần Phi bình tĩnh nhàn nhạt nói. Có thể vậy bình tĩnh, nhưng là không nhịn được làm run sợ lòng người. Liên quan gì ngươi, đón Trần Phi vậy bình tĩnh ánh mắt, Vương Lạc Diệp Vương Thiếu run sợ chiến, nhưng lại vẫn là không nhịn được sắc lệ nội cha, không muốn mất mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Làm sao, ngươi muốn là tiểu tiện nhân kia ra mặt, phải, có bản lãnh lượng lượng chiêu à? Ta Vương Lạc Diệp ngược lại muốn xem, ngươi là thứ gì, có thể để cho La Quang Khí cái này người điên đối với ngươi như vậy coi trọng. Vậy Vương Lạc Diệp sắc lệ nội cha hét. Hắn lúc này đột nhiên chú ý tới, lúc này tiểu tử trước mắt này trên mình, toàn cả người hàng vỉa hè hàng. CMN, một cái quỷ nghèo mà thôi, là thứ gì? Loại người này, hắn Vương Lạc Diệp biết sợ sao? Thật là buồn cười, cười nhạo. Ha ha, người muốn xem đúng không? Trần Phi cười, rồi sau đó bỗng nhiên, liền gặp hắn giơ tay lên một cái. Bót! Một đạo vô cùng thanh thúy theo tiếng tát tai vang dội trùng trùng rơi vào mọi người trong lỗ tai, trực tiếp là làm bọn họ tim đều là không nhịn được hung hăng giật mình. Ngươi, đau! Bị một tát này hung hăng phiến đến trên mặt. Vương Lạc Diệp Vương Thiếu trực tiếp là cả người cũng mất đi trọng tâm, ngã nhào trên đất, cảm giác mặt cũng hoàn toàn là sưng, nóng hừng hực truyền tới đau đớn, để cho hắn hoài nghi mình mặt có phải hay không bị đối phương một tát này đã cho đánh nát. Thậm chí như vậy đau nhức tấn công tới, cái này Vương Lạc Diệp Vương Thiếu người lớn như thế, đều là không nhịn được khóc. Một màn này, làm tất cả mọi người tại chỗ buồn cười, nhưng như thế nào cũng không cười nổi. Ngươi,
CMN dám đánh ta. Ta nhớ, CMN cho ta chờ, ta Vương Lạc Diệp ngày hôm nay nếu là không giết chết ngươi, ta cũng không họ Vương. Một khắc sau, Vương Lạc Diệp Vương Thiếu một bên nước mắt túi cũng không gói được, một bên hung tợn giữ tợn trợn mắt nhìn Trần Phi, uy hiếp nói. Phải không? Trần Phi cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện, đột ngột, hắn bóng người cũng đã là xuất hiện ở vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu trước mặt. Hơn nữa, vẫn là một cái tay cắm ở Hồng Dĩnh trên cổ. Ói, ngươi, thả, buông ta ra. Vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu ngay tức thì cổ truyền tới to lớn áp lực, sắp hít thở không thông, sắc mặt đỏ lên, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Lần này trong mắt cuối cùng là có sợ hãi. Ừng ực. Mà vào lúc này, phòng khách lớn bên trong, rất nhiều người đều là không nhịn được chật vật nuốt nước miếng một cái. Toàn bộ phòng khách lớn bên trong, yên lặng liền một cây kim rơi xuống đất tiếng cũng có thể nghe gặp. Ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Bây giờ làm sao kinh sợ? Yên lặng trong, Trần Phi nhẹ bỗng mở miệng. Rồi sau đó lại gặp hắn hỏi, tiểu đội trưởng, thằng nhóc này là dùng cái tay kia đánh được ngươi. À cái gì? Hiển nhiên, Hoàng Nguyễn Hân lúc này còn ở vào nồng nặc trong rung động, nghe được Trần Phi mà nói, cũng có chút không có nghe rõ. Ta nói, hắn là dùng cái tay kia đánh được ngươi, còn nhớ không? Trần Phi lại lặp lại một lần, mình lời nói mới rồi. Ta không nhớ. Hoàng Nguyễn Hân lần này mới phản ứng được, ngơ ngác nói. Không nhớ, không nhớ vật thì dứt khoát hai cái tay cùng nhau đi. Trần Phi nghe vậy sờ cằm một cái, hất tay một cái, trực tiếp là đem vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu vùng ở trên mặt đất. Đồng thời, từ từ hướng hắn đi tới. Cùng lúc đó, phòng khách lớn bên trong, phàm là nghe được Trần Phi mới vừa rồi líu díu tiếng người, lúc này đều là không nhịn được tim ùm ùm cuồng loạn, sắc mặt cũng là đổi được trắng bệch. Hắn mới vừa rồi lời kia ý nghĩa, không phải là. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Cút sang một bên, vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu lúc này hoàn toàn điên rồi, sợ hãi hét. Phịch, à, ta, tay ta. Mọi người chẳng qua là nghe được một tiếng vô cùng im lìm người rên, rồi sau đó, vậy vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết, chính là điên cuồng được vang tới. Chỉ gặp, Trần Phi cứ như vậy ngay trước mặt của mọi người, đi tới vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu trước mặt, nhấc chân chính là một cước, nghiền ép ở đó người sau bên tay trái trên cánh tay, sau đó, rắc rắc một tiếng, cái tay kia, cánh tay bên trong xương đều là hoàn toàn bị hắn đạp gãy, máu thịt mơ hồ. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều bối rối, ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi. Cái này CMN người này vậy quá độc ác đi. Liền Vương Lạc Diệp Vương Thiếu như vậy thân phận công tử ca, hắn cũng lại là thật dám động. Còn bà nó CMN, lão tử làm tổn thương chết ngươi. Mà đang cảm thụ tới tay cánh tay truyền tới toàn tâm đau đớn, Vương Lạc Diệp Vương Thiếu cũng là điên rồi, tiện tay cầm lên một chi lăn xuống ở hắn thân bên trên rượu chát bình, hướng về phía Trần Phi đầu chính là liều mạng đập tới. Phi ca cẩn thận, vậy La Quang khí thần sắc đại biến, hét. Trần Phi, Hoàng Nguyễn Hân cũng là khẩn trương. Bót, đập chúng. Nhưng mà mọi người ngay trong ánh mắt rất là nhưng là bị vô cùng tận chấn động, cùng với kinh hãi cho tràn đầy. Bởi vì, làm vậy rượu chát bình như thiên nữ tán hoa vậy ở Trần Phi trên đầu nổ tung, bọn họ tưởng tượng, Trần Phi theo lý là bể đầu chảy máu, máu thịt mơ hồ cảnh tượng, lại là căn bản là không có xuất hiện. Chỉ gặp Trần Phi giống như là đánh bụi bặm vậy, đem trên người miếng thủy tinh cặn bã chỉnh sửa một chút. Rồi sau đó, lại gặp hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn vậy thần sắc hoảng sợ Vương Lạc Diệp Vương Thiếu. Nhấc chân, lại là một cước. À, lạnh thấu xương tiếng kêu thảm vang lên. Vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu một tay kia cũng là phế, xương thịt vỡ vụn, máu thịt mơ hồ, máu tươi, lại là chảy đầy đất. Ngay tức thì, tất cả mọi người đều là tĩnh nhược ve mùa đông an tĩnh lại. Cảnh tượng kia, đơn giản là yên lặng làm cho người khác sợ. Bây giờ cho ta 3 giây, cho Hoàng tiểu đội trưởng nói xin lỗi, nếu không, lần sau ta chân, sợ rằng còn biết ở trên mình ngươi những bộ vị khác đạp đạp. Rất nhanh, Trần Phi vậy thanh âm bình tĩnh lại lần nữa là vang lên. Có thể thanh âm này ở trong tai mọi người, nhưng thật giống như là ác ma vậy, đáng sợ. Điên rồi, thật là điên rồi. Một khắc sau, rất nhiều người đều là không nhịn được sắc mặt kinh nghi lắc đầu nở nụ cười khổ. Trước, Vương Lạc Diệp Vương bớt được voi đòi tiên, để cho Hoàng Nguyễn Hân nói xin lỗi, bây giờ thế nào?
bây giờ cái này nam tử lại để cho trước vậy người khi dễ tình cảnh, lần nữa tái hiện liền một lần. Chỉ bất quá, lần này nói xin lỗi theo bị trộm áy náy hai bên, nhưng đổi vị trí. Lúc này, Vương Lạc Diệp Vương thiếu hai cái tay cũng phế, còn muốn cho hắn nói xin lỗi. Đây không phải là khi dễ người sao? Bất quá bây giờ nhìn lại, cái này thật giống như chính là khi dễ người à. Còn nữa, thằng nhóc này đầu là thiết làm sao? Bị rượu chát bình đập trúng trên đầu, thủy tinh cặn bã hoành bay, còn dám chuyện không có, cái này còn là người sao? Để cho ta nói xin lỗi. Vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu nghe được Trần Phi mà nói, cũng là bạo giận lên, cảm giác mình đã bị liền vô cùng khuất nhục, nhưng mà, chỉ cần là làm hắn cảm nhận được hai tay truyền tới toàn tâm đau đớn, hắn liền vẫn là không nhịn được kinh sợ. Một mặt trắng bệch, ánh mắt run rẩy, đau đớn sợ hãi đứng lên. Đúng, thật xin lỗi. Hắn ngược lại hút khí lạnh, thần sắc sợ hãi, chôn đầu nhỏ giọng nói. Trần Phi bót lại một cái tát sẽ đi qua, cho hai người họ bên mặt tới một cả sảnh đường thải, lạnh lùng không nhịn được nói, không thể lớn tiếng điểm. Nghe không gặp. Qua. Vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu rốt cục thì không chịu nổi, bị Trần Phi một tát này đánh khóc, một cái nước mũi một cái nước mắt, lớn tiếng nói áy náy nói, thật xin lỗi, đừng, đừng đánh, thật xin lỗi, là ta. Cái này, rất nhiều người đều là không nhịn được con người co rúc lại. Trên thực tế, một màn này bình thường mà nói, Vương Lạc Diệp Vương thiếu như vậy tức cười hình dáng, bọn họ là hẳn sẽ không nhịn được muốn cười. Nhưng mà, lúc này bỏ mặc bọn họ như thế nào, cố gắng, bọn họ đều giống như làm sao cũng đều không cười nổi. Trong phòng khách, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có, tất cả mọi người sắc mặt đều là tái nhợt. Rất nhiều đạo ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phi, không nói ra lời, ở trong mắt tràn đầy nồng nặc sợ hãi. Tên này, nhất định chính là một người điên à. Cái này không vậy đúng rồi. Nếu không phải là làm ra vẻ, hơn nữa còn là ở trước mặt phụ nữ, người lấy là như vậy sẽ rất trâu, rất lợi hại. Tốt lắm, người và Hoàng tiểu đội trưởng giữa chuyện coi là giải quyết, bây giờ, mà tính coi là chúng ta giữa chuyện. Trần Phi híp mắt nhìn vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu, cười nói, người bây giờ, trong lòng nhất định là suy nghĩ làm sao làm chết ta chứ. Trần Phi bình thản thanh âm ở đó phòng khách lớn trong truyền ra, lần này, tất cả mọi người nghe vậy đều có chút sắc mặt phát khổ vẻ mặt rối rắm. Cái gì gọi là ngưu bức, cái này kêu là ngưu bức. Rõ ràng là đem Vương Lạc Diệp Vương thiếu chỉnh thảm như vậy, bây giờ còn đi hỏi người ta có muốn hay không trả thù. Đây là ngại người ngu, coi như là trong lòng giận dữ đến muốn đem người giết chết, Vương Lạc Diệp Vương thiếu hiện ở đây sao thảm, hắn dám nói sao. Nghĩ đến đây. Rất nhiều người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy run run cổ quái. Nguyên bản, bọn họ trước ở thấy Trần Phi, còn lấy là cũng chỉ là người bình thường, ai biết bây giờ, cái này CMN nhất định chính là một chỉ gửi điên nước lũ và mãnh thú à. Từ hắn như vậy vô cùng là kiêng kỵ đem vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu hai tay cũng cho phế bỏ cử động này tới xem, hoặc là, người này chính là một không đầu óc, coi trời bằng vung người điên. Hoặc là... chính là hắn căn bản liền không đem Vương Lạc Diệp Vương thiếu coi vào đâu. Còn như đến tột cùng là trạng huống gì? Rất nhiều người không khỏi nhớ lại trước La Quang Khí La Thiếu hắn cử động khác thường một màn kia, rồi sau đó, trong mắt là hung hãn run rẩy. Không, không phải đâu. Thằng nhóc kia bối cảnh, lai lịch thật có như vậy ngưu bức. Vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu như vậy hàng tỷ nhà giàu gia đình, cũng có thể, cũng dám tùy ý nghiền ép. Phàm là chỉ cần đầu óc không thiếu căn huyền mà, bây giờ, bọn họ chỉ sợ là cũng nghĩ tới một khối này mà đi. Tại sao không nói chuyện? Sẽ ở đó Vương Lạc Diệp Vương thiếu hận được cắn răng nghiến lợi, nhưng vẫn là không dám lên tiếng, Trần Phi vậy không đếm xỉa tới thanh âm, lại là nhàn nhạt mở miệng nói, đã như vậy, nếu không như vậy đi. Xem ngươi bây giờ vẻ mặt này thật giống như không phục lắm. Ta cho ngươi cái cơ hội, đi đem người ngươi có thể tìm được, cũng gọi tới, như thế nào? Cái gì, mọi người con ngươi hơi co lại, ánh mắt rung động nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái này, thằng nhóc này, hắn điên rồi sao? Cái này, đây là ngươi nói. Vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu cũng là ngay tức thì sắc mặt chấn động cùng điên cuồng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận, Trần Phi cười lắc đầu một cái, nói, ngươi đến lúc đó đừng hối hận là được. Vừa nói, Trần Phi ẩn núp.
ngón tay không lưu dấu vết đưa tay ở đó Vương Lạc Diệp Vương Thiếu trên mình chỉ một cái, nhất thời chính là có nhàn nhạt linh khí tràn vào thân thể đối phương bên trong, ngay tức thì, Vương Lạc Diệp Vương Thiếu lại cảm giác bản thân có khí lực một ít. Được, tốt, ta bây giờ liền cho ba ta gọi điện thoại, ta ngày hôm nay nếu là không đánh chết ngươi tên tạp chủng này, ta Vương Lạc Diệp tên chữ liền viết ngược. Khí lực trở về một ít, Vương Lạc Diệp Vương Thiếu lập tức là sắc mặt dữ tợn gầm hét lên. Trong mắt tràn đầy oán độc ý. Ngươi, chính là ngươi, giúp ta đem điện thoại lấy ra, cho ba ta gọi điện thoại. Hắn đi theo ánh mắt chính là rơi xuống bên người cách đó không xa trên người một người, diện mạo dữ tợn hét. Trần Phi, thấy tình cảnh này, Hoàng Nguyễn Hân có chút ngu, không nhịn được kéo Trần Phi. Yên tâm đi tiểu đội trưởng, nói, ngày hôm nay chuyện này giao cho ta, người cứ việc xem cuộc vui. Trần Phi cười một tiếng, lại nói, đi thôi, chúng ta đi một bên ăn một chút gì, bánh ngọt này thật giống như còn thật không tệ. Nói xong, liền gặp hắn thần sắc bình thản hướng một bên bàn dài bánh ngọt đi tới. Mà vậy Hoàng Nguyễn Hân nghe vậy, chỉ cảm thấy trong đầu ông, cái gì cũng không biết. Trần Phi ngươi đợi một chút ta, tốt hồi lâu sau, mới gặp có chút bừng tỉnh, thần sắc hốt hoảng nhìn một cái đang cho mình phụ thân gọi điện thoại Vương Lạc Diệp, sắc mặt lại là bối rối, xách tà áo hướng Trần Phi chạy tới. Trần Phi, muốn, nếu không ngươi bây giờ đi nhanh đi. Hoàng Nguyễn Hân cuống cuồng nói. Đi, tại sao phải đi? Trần Phi cười, hỏi ngược lại. Ngươi không biết Vương Lạc Diệp ba hắn là ai? Đây chính là trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc, tỷ phú, chúng ta thành phố Bắc Sơn Tinh Anh, tầng chót nhân vật, hắn nếu là chạy tới, ngươi thì thật xong rồi. Đi mau, còn ăn cái gì ăn, đi mau à? Vậy Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt kinh hoàng thất thố cuống cuồng nói. Ở hắn xem ra, Trần Phi trước làm vậy hết thảy. Tuyệt đối là thọt phá thiên. Là thiên đại lỗ thủng. Chỉ cần một khi là vậy trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc Vương Long chạy tới, thì xong rồi. Hết thảy cũng xong rồi. Rào rào. Điên rồi, đúng là điên. Ta đánh cuộc, thằng nhóc kia tuyệt đối là một người điên. Hắn lại còn nói phải chờ Vương Long di đờ Vương tới. Chờ tới để cho hắn chết sao? Nếu không chúng ta đi trước đi. Đây nếu là tiếp tục làm tiếp, Vương Long tới nổi điên. Nên làm cái gì? Đúng đúng đúng, chúng ta đi nhanh lên. Dù sao cũng đừng để cho Vương Long đem chúng ta cũng cho hận tới. Trong phòng khách, cuối cùng từ yên tĩnh biến thành xôi trào, xôn xao. Một mảnh hỗn loạn. Không có biện pháp, nếu như Vương Lạc Diệp Vương Thiếu như vậy cậu ấm công tử ca, ở trong lòng bọn họ mặt áp lực thật ra thì còn không lớn, mà vậy Vương Lạc Diệp phụ thân, Vương Long, vậy tính chất cũng không giống nhau. Người này ban đầu nhưng mà đi màu đen tuyến đường, cái gì không biết xấu hổ, cái gì làm trái pha loạn kỷ chuyện cũng làm. Cho tới sau này phối hợp ra mặt, mới dần dần giặt trắng. Người như vậy, ban đầu trong tay đều là không biết dính nhiều ít máu, mà bây giờ hắn nhi tử lại bị người phế bỏ hai tay, nếu như bị hắn biết, không điên liền mới là lạ. Người điên, người điên, người điên, xong rồi, lần này là thật xong rồi. Hoàng Thiên Sơn tự lẩm bẩm. Thần sắc trắng bệch, sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Vương Long nhi tử ở hắn Hoàng Thiên Sơn nơi cử hành trong dạ tiệc bị người phế hai tay, hắn trốn thoát khỏi liên quan. Nằm mơ còn không sai biệt lắm. Trịnh Khiết lúc này cũng là hù nhanh hơn tê liệt, cả người run lẩy bẩy. Xong rồi, là thật xong rồi. Nàng rất rõ ràng Vương Long có nhiều bảo bối hắn nhi tử này, nhưng bây giờ, nhưng bị người chỉnh thành như vậy, Vương Long sau khi biết sẽ như thế nào nổi điên. Như thế nào trả thù, hắn là thật không dám muốn à. Cứ như vậy một hồi công phu, bên trong đại sảnh người đã là đi thất thất bát bát. Còn dư lại, hoặc là chính là gan lớn, hoặc là chính là bối cảnh coi như trâu. Bọn họ từng cái sắc mặt phức tạp cùng rung động lưu lại, là muốn xem, vậy người điên người, sẽ như thế nào nghênh kích trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc Vương Long giận đùng đùng lửa. Tiểu đội trưởng, yên tâm đi, nói hết rồi tin tưởng ta. Tới, ăn khối bánh ngọt, vật này mùi vị thật không tệ. Trần Phi bình tĩnh cười một tiếng, đem một khối trang bị món ăn ngon bánh ngọt mâm đưa cho Hoàng Nguyễn Hân. Hoàng Nguyễn Hân ngây ngẩn, sững sốt hồi lâu, lúc này mới mặt đầy phức tạp cùng cười khổ nói, Trần Phi à, ta thật không nên nói ngươi cái gì tốt. Ngươi có biết hay không ngươi đây là sông bao lớn họa à, còn có tâm tình ăn. Bao lớn họa, Trần Phi cười lắc đầu một cái, nói thật. Ta còn thật không biết,
Yên rồi yên rồi. Ngươi thật không sợ, Hoàng Nguyễn Hân lại lần nữa không nói, nói. Sợ, tại sao phải sợ? Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói hết rồi, chuyện này giao cho ta, tiểu đội trưởng ngươi phụ trách cứ an tâm xem cuộc vui. Tên kia người phía sau muốn động được ta Trần Phi một sợi lông tơ, tên ta viết ngược, như thế nào? Ta tin ngươi mới là lạ. Hoàng Nguyễn Hân mặc dù là như thế nói, có thể nàng lúc này hốt hoảng nội tâm cũng là dần dần xu hướng tại an ổn. Ai, thôi, chết thì chết đi, dù sao cái này chỉ sợ cũng là không chạy thoát. Nàng ở trong lòng như vậy an ủi mình. Phi, Phi ca, muốn không muốn ta cho ba ta gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này, La Quang khí sắp tới gần nói. Vậy trói lọi thực nghiệp Vương Long ở hắn xem ra vẫn rất có năng lượng, trừ phi là hắn ra tay, nếu không khó khăn. La thiếu người có thể giúp một tay sao? Gặp La Quang khí như thế nói, Hoàng Nguyễn Hân ngay tức thì ánh mắt nhiều hơn một phần hy vọng. Nếu như La Quang khí phụ thân La thư ký có thể hỗ trợ một chút, coi như là Vương Long, cũng là cần kiêng kỵ chứ. Được rồi, không cần. Có thể Trần Phi lời kế tiếp, nhưng là trực tiếp làm trong lòng nàng hy vọng cho tan biến. Người điên rồi, Hoàng Nguyễn Hân không nhìn được tức giận xông lên nhìn Trần Phi, không hiểu hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như La thư ký có thể nguyện ra mặt, đây chính là có thể cứu mạng. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng cự tuyệt. Điên rồi, điên thật rồi. Ổn định, ổn định, chi ma lục đậu chuyện nhỏ, không cần phải như vậy phiền toái. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, hoàn toàn không đem vậy sắp đến cái gì Vương Long để ở trong lòng. Hoàng Nguyễn Hân thấy vậy, mặc dù quấn quýt, trong lòng hốt hoảng, nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể là thôi. Cùng lúc đó, trói lọi thực nghiệp Vương ra. Biệt thự sang trọng bên trong, mở tối trong thư phòng. Một người tóc hoa râm chừng 50 tuổi nam tử mới vừa nhận được mình nhi tử điện thoại không mấy giây, liền trực tiếp là sắc mặt thay đổi. Phịch! Ngươi nói gì? Hắn quả đấm nắm chặt kéo kẹt vang, hung hăng nện ở vậy trước mặt giá cả đắt giá gỗ lim trên bàn sách, thanh âm mang vô cùng giận dữ, cùng với tức giận, oán độc. Hắn chính là Vương Long, trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc, Vương Lạc Diệp lão tử. Lạc Diệp, người trước tiên ở vậy chờ trước, chống đỡ một chút. Ta bây giờ lập tức dẫn người tới. Rồi sau đó, liền gặp hắn phịch một tiếng thô bạo cúp điện thoại, rồi sau đó ngẩng đầu lên trực tiếp là hướng bên ngoài phòng cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, chiến đao. Chiến đao. Lão đại, một cái tướng cao to sát khí hán tử đẩy cửa ra đi vào. Người này ở trên đường tên gọi chiến đao, trước kia đây chính là người gặp người sợ lòng dạ ác độc sát thần, sau đó hắn theo Vương Long rửa tay gác kiếm, không có ở đây trên đường làm. Có thể vậy cả người cường hãn sức chiến đấu, nhưng cũng vẫn là so phổ thông lính đặc chủng lợi hại hơn gấp mấy lần. Rất khủng bố. Chiến đao, đem các huynh đệ đều gọi hết, đồ vậy cầm xong. Chúng ta bây giờ lập tức đi khách sạn California Garden. Vương Long mặt âm trầm, giận giận đùng đùng nói. Vậy chiến đao nghe vậy hơi biến sắc mặt một chút đổi, nói, lão đại, thế nào sao? Lạc Diệp bị người phế hai tay. Bây giờ người nọ ngay tại khách sạn California Garden cùng ta. CMN, có phải hay không ta Vương Long, điệu thấp quá lâu, cái gì con mèo, con chó cũng dám không biết cái gọi là chạy đến cản rỡ. Chiến đao, ngày hôm nay ta muốn giết chết thằng nhóc kia. Vương Long cặp mắt tràn đầy cuồng nộ, lạnh như băng nói. Cái gì, Lạc Diệp bị người phế. Vậy chiến đao sắc mặt lại thay đổi, rồi sau đó, liền gặp hắn vậy tấm hung ác gương mặt lạnh xuống. Liếm môi một cái, trong không khí dạo rực dậy một cổ mùi máu tanh gai mũi. Yên tâm đi lão đại, chuyện này tối nay liền giao cho các huynh đệ. Đi, lên đường, Vương Long âm lạnh, bước ra bước chân. Nguyễn Hân, nữ nhi, chúng ta đi nhanh lên, mau. Đi nhanh lên, họ đều là thằng nhóc kia một người xông đi ra ngoài, không quan hệ gì với chúng ta đi mau. Xuất ngoại đi tránh một hồi. Khách sạn California Garden. Vậy cỡ nhỏ phòng khách lớn bên trong, đi qua một lúc lâu tâm trạng ổn định, Hoàng Thiên Sơn cuối cùng là rõ ràng mình nên làm cái gì. Hắn đã nghĩ xong, lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn trong tay sản nghiệp bán đi, sau đó xuất ngoại. Xuất ngoại đi tránh một hồi. Nếu không nếu như bị Vương Long tìm được nhà bọn họ, thì thật là xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Không, ta không đi. Hoàng Nguyễn Hân không chút do dự lắc đầu một cái, nói, ba. Nếu không các người đi trước đi. Trần Phi là bởi vì là ta mới,
ta không thể đi. Ngươi điên rồi, thằng nhóc này mình xông đi ra ngoài họa, và ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi nếu là không đi nữa, Vương Long tới, thì xong rồi. Hoàng Thiên Sơn sắc mặt đại biến, hét, ngươi nếu là không đi nữa, ta có thể đi trước. Hoàng Nguyễn Hân nghe vậy thân thể run rẩy, rồi sau đó im lặng gật đầu một cái, nói, ừ, ba, ngươi và Khiết Di đi trước đi. Lão Hoàng ngươi còn ở đây và nàng nói nhảm cái gì? Ngươi không biết Vương Long biệt thự đến cái này muốn 10 phút. Ta, chúng ta đi nhanh đi, nữ nhi bảo bối của ngươi muốn tìm cái chết, cản nàng làm gì? Ta còn muốn sống đâu, đi mau, Trịnh Khiết đi tới kéo Hoàng Thiên Sơn. Ta, Nguyễn Hân, nếu ngươi không phải nếu như vậy hồ làm không phải là, tốt lắm, vậy ta cái này làm phụ thân, bỏ mặc ngươi. Hoàng Thiên Sơn sắc mặt chẳng qua là vùng vẫy một giây đồng hồ, thì trở nên được lãnh khốc đứng lên, vô tình ném xuống một câu nói như vậy, chuẩn bị xoay người rời đi. Nữ nhi không có, còn có thể sống lại, nhưng mà mất mạng, vậy nhưng mà cái gì cũng bị mất. Trong lòng của hắn, hiện vào lúc này chính là như vậy nghĩ. Ta, Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt đổi được hết sức tái nhợt, trong ánh mắt nhiều vẻ đau thương. Đại nạn ập lên đầu mỗi người bay sao? Đây chính là nàng sao? Ai, thật là tuyệt tình à? Nàng không nói nữa nói, chẳng qua là ánh mắt bình thản nhìn mình phụ thân giống như là chim sợ ná vậy đoạt môn mà chạy. Cùng lúc đó, trong lòng nàng một ít tình cảm, cũng là dần dần biến mất. Ai, mặc dù như thế nói có chút không tốt lắm, bất quá tiểu đội trưởng, người cái này ba. Thật không phải là một món đồ. Trần Phi bình tĩnh cắm dậy bánh ngọt tiếp tục ăn, trong lòng còn có một lời. Đó chính là, và ta như nhau. Không việc gì không tốt lắm, quả thật không phải là một. Ai, thôi, chúng ta bây giờ nên làm gì, chờ chết sao? Hoàng Nguyễn Hân cũng là bình tĩnh lại, tự giễu vậy nói. Tiểu đội trưởng, ngươi cứ như vậy không tin ta. Nói, thứ cho ta nói thẳng, cái gì đó Vương gia đều là rác rưởi, muốn đến tự tìm cái chết, tùy tiện thôi. Trần Phi cười nói. Ngươi miệng này, không đi nói tương thanh thật là đáng tiếc. Hoàng Nguyễn Hân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Hoàng Thiên Sơn, hai người còn muốn chạy. Chỉ nghe được một tiếng rên, và một tiếng hét thảm, một đạo vô cùng âm trầm giận dữ thanh âm chính là ở đó phòng khách bên ngoài vang lên. Tới, là Vương Long tới. Đám người ánh mắt co giúp một cái, khẩn trương nói. Một khắc sau, rất nhiều người hung dữ tràn vào, mấy chục. Người cầm đầu chính là vậy trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc Vương Long. Hắn sau lưng, vậy to cao, sát khí đằng đằng chiến đao, lại là vô cùng là rõ ràng. Tiện bưu tử, chó má, nhi tử ta bị các người hại được thảm như vậy, còn muốn chạy. Chỉ gặp Vương Long thần sắc giận dữ, một tay chứa ở Hoàng Thiên Sơn trên tóc, một tay chộp vào Trịnh Khiết trên tóc, dùng sức đi cùng nhau đụng. Còn dùng chân hung hãn đạp. Vương, Di Đờ Vương, không, không. Chuyện này không liên quan đến chúng ta con a, đều là vậy người điên, hết thảy đều là hắn làm. Trịnh Khiết thét lên, sợ hãi vạn phần cầu xin tha thứ, cầu khẩn nói. Đúng vậy, chuyện này không liên quan đến chúng ta, Di Đờ Vương, cái này thật chuyện không liên quan tới chúng ta mà. Hoàng Thiên Sơn cũng là như vậy, một mặt run rẩy, một mặt sợ hãi, run rẩy cầu xin tha thứ. Bộ dáng kia nhìn như phải nhiều thảm, thì có bao thê thảm. Lúc này, lại là một cước. Hoàng Thiên Sơn trực tiếp là bị Vương Long một chân đạp lật. Con bà nó CMN ngươi có phải hay không làm ta Vương Long là ngu đần? Nhi tử ta ở các người cái này phá trong yến hội bị người phế hai tay, ngươi bây giờ nói, và các người không quan hệ. Vương Long một ngày giận dữ, rồi sau đó hướng về phía người bên cạnh nói, đem hai người bọn họ tay cho ta cắt đứt. Chân cũng phải. Nhất thời, bên trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh đứng lên. Quả nhiên à, cái này Vương Long năm đó nhưng mà từ trên con đường kia tẩy trắng xuống, có thể là cái mềm lòng chùn tay người sao. Cái này vừa lên tới, thì phải đem Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng tứ chi toàn cắt đứt. Thật ác độc à. Không, không muốn à. Di Đờ Vương ngươi phát tử bi, cầu ngươi, cái này thật theo ta không có quan hệ gì. Đều là Hoàng Nguyễn Hân vậy tiện bưu tử, còn có hắn người bạn kia, là hắn làm. Và ta không quan hệ. Van cầu ngươi Di Đờ Vương, không nên cắt đứt ta tay, không nên cắt đứt chân ta. Van cầu ngươi thả qua ta đi, ta dập đầu cho ngươi.
Trịnh Khiết điên cuồng cầu xin tha thứ, thét lên, quỳ xuống cho Vương Long dập đầu. Hoàng Thiên Sơn lúc này càng bị sợ choáng váng, cổn địa lên ôm đầu, một bộ tuyệt vọng hình dáng. Đều là người lớn, hắn làm sao biết nghe không ra cái này Vương Long căn bản cũng không định bỏ qua cho bọn họ. Trần Phi, ta, thấy tình cảnh này, Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là trong lòng không đành lòng trần trờ nói. Ta biết, giao cho ta đi, Trần Phi gật đầu một cái, đi lên phía trước. Ngươi là ai, gặp Trần Phi như vậy đi tới, Vương Long ngay tức thì sắc mặt phiền muộn lạnh lùng nói. Vương, Di Đờ Vương chính là hắn chính là cái đó người điên. Ngươi nhi tử là bị hắn phế bỏ hai tay, cái này thật theo chúng ta không bất luận quan hệ gì à. Vừa thấy được Trần Phi đi lên, Trịnh Khiết không chút do dự giọng the thé nói. Đem tất cả hết thảy cũng đi Trần Phi trên đầu đẩy. Ba, giết chết hắn. Ngươi nhất định phải giúp ta trả thù, giết chết hắn. Vậy Vương Lạc Diệp lúc này cũng là một mặt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lời nói tràn đầy sát ý lạnh như băng. Vô cùng dữ tợn. Nguyên lai chính là ngươi. Dám ở trên đầu con hổ động thổ. Rất tốt sao? Nghe vậy, Vương Long con người hung hăng rụt một cái, rồi sau đó trực tiếp là hướng về phía Trần Phi toát ra xâm nhiên hàn mang, chữ từ băng hàn nói. Lão hổ, xin lỗi, ta có chút không có nghe quá rõ. Trần Phi khấu trừ trừ lỗ tai, khóe miệng kéo qua một tia độ cong, nhàn nhạt nói, ngươi là nói ngươi sao? Xin lỗi, ở trong mắt ta, đừng nói là lão hổ, ngươi thật giống như, liền mèo đều không phải là à. Nói thực, mà ngươi nhì tử nhanh lên cút, nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi, ta còn có thể tâm tình tốt tha ngươi, nếu không, ha ha. Rào rào, đám người một hồi xôn xao. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Phi. Cái này, thằng nhóc này thật CMN là một người điên, còn là một ngu đần. Vương Long cũng đích thân tới, hắn còn dám như thế phách lối. Mèo đều không tính là, tốt, rất tốt, thật rất tốt. Giống như ngươi như vậy dám cùng ta nói như vậy người tuổi trẻ, ha ha, ta thật là cực kỳ lâu đều không gặp được. Ngày hôm nay, ta nếu là không cho ngươi điểm sâu sắc dạy bảo, ta cảm giác Vương Long thật là có lỗi với ngươi à. Vương Long trên mặt hiện ra uy nghiêm vẻ, vô cùng làm ác độc, hướng bên cạnh chiến đao đạo, chiến đao, trước cho ta đem hắn làm tàn tật, sẽ chậm chậm bóp vỡ hắn xương. Nhớ, đừng giết chết. Ừ, lão đại, vậy chiến đao đi lên, hắn liếm môi một cái, ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng với đáng thương nhìn Trần Phi, khinh thường nói, thằng nhóc, đừng trách ta lòng dạ ác độc, muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi cái này đầu óc tựa hồ là có chút không quá linh quang. Cút sang một bên. Trần Phi nghiêng nhìn xéo hắn một cái, lãnh đạm nói. Ừ, mọi người con người có giúp một cái, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là ở xem kẻ ngu. Vương Long vậy nhìn như tướng cao to sát khí hộ vệ, vừa thấy cũng biết là cái loại đó lưỡi đao liếm máu nhân vật hung ác. Cái này Trần Phi không cầu tha thứ cũng được đi, bây giờ còn dám chủ động gây chuyện mà. Thật sự là, hiềm mạng lớn sao? Gặp qua điên. Cũng không gặp qua như thế không muốn sống điên. Ngươi là thật muốn tìm cái chết. Vậy chiến đao con ngươi nóng giận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nâng lên cánh tay, to lớn giống như là bao cát quả đấm đã chuẩn bị ra tay. Phải biết ban đầu lăn lộn vậy mấy chục năm, đừng nói là đánh người, giết người đều là chuyện thường ngày, mà bây giờ, giống như là Trần Phi loại này không biết cái gọi là tôm chân mềm lại dám khiêu khích hắn. Đây không phải là tự tìm cái chết, là cái gì? Ngươi nghe không hiểu ta nói, nhưng mà, nghe vậy, Trần Phi quả thật chân mày cau lại. Ta nghe ngươi ma cái ép, vậy chiến đao nổi giận, giơ tay lên chính là một quyền. Phịch, có thể tiếp theo, hắn một quyền này, lại bị Trần Phi tiếp nhận. Hơn nữa còn là một cái tay, cực kỳ dễ dàng. Cái gì, thấy tình cảnh này Vương Long, Vương Lạc Diệp phụ tử chợt sắc mặt đổi một cái này chiến đao. Nhưng mà liền một cái gấu xám cũng có thể chính diện cứng rắn thép, thậm chí đánh chết hình người máy móc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nắm đấm của hắn, vậy nhìn như gầy yếu vô cùng tiểu tử, có thể một cái tay, dễ dàng như vậy mượn. Ngươi, ngươi, vậy chiến đao lúc này cũng là mặt mày kinh hãi nhìn Trần Phi. Bởi vì lúc này hắn đã có thể cảm giác đến, Trần Phi tiếp một quyền này của hắn bàn tay, là biết bao chững chạc, biết bao có lực lượng. Làm hắn cái tay kia bây giờ hoàn toàn là, cũng nhúc nhích không được à.
ta người này giống nhau nói cho tới bây giờ không thích nói lần thứ hai, cho nên, không muốn cút sang một bên đúng không? Phải, vậy ta giúp ngươi. Trần Phi nhấc chân chính là một cước, phịch một tiếng, vậy chiến đao thân thể cao lớn liền giống như là đạn đại bác vậy, hung hăng phóng bay ra ngoài, đụng vào vậy trên sàn nhà, đụng ra một cái bắt mắt cái hố mà, vết nứt chặt chẽ vải. T, nhất thời, phòng khách lớn bên trong này thay nhau vang lên nhớ lại nồng đậm ngược lại hút khí lạnh tiếng thở. Bọn họ gắt gao nhìn trên đất vậy chật vật như chó chết chiến đao, ánh mắt, trực tiếp là thử ra. Rồi sau đó chính là có vậy điên cuồng sợ hãi cướp lấy, xông ra, vô cùng rung động. Trong một cái chớp mắt này, Vương Long, Vương Lạc Diệp phụ tử trợn tròn mắt. Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng cũng vậy, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Trừ bọn họ, coi như là Hoàng Nguyễn Hân, La Quang Khí lúc này cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một mặt bình tĩnh Trần Phi, cùng với vậy bây giờ lúc này đang nằm ngã ở trong vũng máu chiến đao, trong ánh mắt, vậy rung động vẻ hoàn toàn là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Không chịu nổi một kích phế vật, trong yên tĩnh, Trần Phi lạnh lùng nhìn một cái vậy trong vũng máu người, rồi sau đó trực tiếp là đem hắn không thấy, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng rơi xuống Vương Long trên mặt. Nhàn nhạt nói, ngươi chính là mang loại rác dưới này, đến tìm ta báo thù. Ngươi, ngươi, Vương Long nghe nói như vậy, cảm giác giống như là đang làm nhục hắn, răng cắn kéo kẹt vang, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt oán độc. Bây giờ, thay thế ngươi nhi tử thật tốt cho ta tiểu đội trưởng nói lời xin lỗi, ngày hôm nay chuyện này, ta liền đại phát từ bi bỏ qua cho ngươi, nếu không, ngươi cũng có thể tiếp tục cùng ta vui đùa một chút thử một chút. Gặp Vương Long một mặt kiêng kỵ hắn hình dáng, Trần Phi nhún vai một cái, bình thản nói nói. Cái gì, nói xin lỗi. Nhưng hắn lời vừa nói ra, mọi người tại đây vẫn là không nhịn được ngu. Hắn, bọn họ không nghe lầm chứ. Thằng nhóc này, hiện, bây giờ là nói muốn để cho Vương Long di đờ Vương, đạo đạo áy náy. Đây là điên rồi sao? Trên mặt tất cả mọi người đều là hoang đường vẻ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Giết hắn cho ta. Vương Long cuối cùng là bị Trần Phi cái này cực độ cuồng ngông, phách lối thái độ bị chọc giận. Nhìn về phía người phía sau, thanh âm khàn khàn. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, cái này Trần Phi coi như là lại có thể đánh, chẳng lẽ còn có thể đem sau lưng hắn mấy chục tên tiểu đệ cũng quật ngã. Vậy CMN nằm mộng cũng còn không sai biệt lắm. Phải biết những thứ này có thể đi theo hắn gì đờ Vương bên người làm hộ vệ. Đều là trước trên đường từng thấy máu nhân vật hung ác. Đều là, trên đường mà, tinh anh. Cho nên, bọn họ tuyệt đối có thể đem thằng nhóc kia giết chết, tuyệt đối làm. Lão đại, sau lưng hắn một phiếu hung thần ác sát hắc tây trang tiểu đệ nghe vậy, lập tức là hướng Trần Phi vây lại. Coi như bọn họ biết Trần Phi rất lợi hại, trong bọn họ lợi hại nhất chiến đao đều không ở trong tay đối phương chống nổi một chiêu, nhưng vấn đề là... Bọn họ bây giờ nhưng mà mấy chục đánh một cái này còn sợ cái dám à? Nhóc, dám đắc tội chúng ta Vương ca, xem lão tử không giết chết ngươi. Một cái khóe mắt có vết sẹo hắc tây trang móc ra một cái sáng chói đoạn đao giống như là hướng Trần Phi đâm tới, mang trên mặt hung tợn tàn nhẫn vẻ. Hiển nhiên, đối với giống như là bọn họ như vậy, từng là trên đường mà lẫn vào côn đồ mà nói, móc đao thọt người cái này quá bình thường, căn bản cũng không coi là cái gì, không coi vào đâu. Trần Phi cẩn thận, thấy tình cảnh này, chỗ xa kia Hoàng Nguyễn Hân không nhịn được trợt mặt liền biến sắc, kinh hoàng nói. Phi ca, vậy La Quang Khí cũng vậy, lúc này sắc mặt tràn đầy khẩn trương, vẻ bối rối. CMN, những người này, thậm chí không chỉ là bọn họ, coi như là thật ra thì lúc này sớm liền đã tới cái này cỡ nhỏ phòng khách lớn ra, lại không lựa chọn tiến vào Cao Chí Nam, hắn lúc này sắc mặt đều là không nhịn được thay đổi. Thay đổi vô cùng là âm lạnh theo khó khăn xem. CMN những người này lại dám theo Trần Tiên Sinh móc đao, CMN cái này nhất định chính là tìm chết. Phịch. Nhưng vào lúc này, mọi người bên tai đột nhiên vang lên một đạo nặng nề rên. Sát theo, tất cả mọi người trong mắt cũng đã là kịch liệt teo lại tới. Tràn đầy rung động, còn có vẻ hoảng sợ. Bởi vì bọn họ lúc này thấy, vậy móc đao xông về Trần Phi muốn thọt người hắc tây trang. Lúc này lại có thể bị Trần Phi một quyền quật ngã, trùng trùng đụng vào trên đất, máu chảy ra, đem hắn chìm ngập, trở thành vũng máu. Bộ dáng kia, thậm chí giống như là đã hoàn toàn mất đi tiếng thở, một hơi một tí. Làm tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, thân thể cũng hoàn toàn là cứng lại.
Giết, giết người, rất nhiều người ánh mắt run rẩy, khó tin nói. Đi theo Vương Long bên người, như vậy một cái không sợ trời không sợ đất thứ liều mạng, trong tay còn cầm đao, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể như bây giờ nguy hiểm phỉ đồ, lại là ở Trần Phi trong tay vẫn là không có đi qua một chiêu, giống như là chết. Trong nháy mắt, cái này cỡ nhỏ phòng khách lớn bên trong an tĩnh lại. Thậm chí vậy yên lặng, đều có chút đáng sợ. Ai, vẫn là ra tay nặng, liếc mắt một cái vậy cũng ở trong vũng máu người, Trần Phi lắc đầu một cái đầu, lẩm bẩm nói. Lực lượng bây giờ của hắn quá mạnh mẽ, nhất là thân xác, hơi không chú ý, thì có thể xảy ra vấn đề, liền giống bây giờ. Lên, tất cả lên cho ta, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Nếu ai giết chết hắn, ta Vương Long liền cho hắn 1 triệu. Không, là 5 triệu. Một khắc sau, liền gặp Vương Long ánh mắt sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không để ý hết thảy cuồng loạn hét. Người như vậy, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu là không diệt trừ, trong lòng của hắn khó an. 5 triệu. Vương Long như vậy giá trên trời cam kết vừa ra, vậy vốn có chút lui về phía sau hộ vệ, lập tức từng cái hoặc như là ánh mắt đánh máu gà. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, người trước gục ngã người sau tiến lên điên cuồng xông lên đi lên. Dẫu sao đây chính là 5 triệu à, bọn họ nếu có thể đạt được, có thể chính là cả đời ăn uống không lo. Cũng CMN cho ta dừng tay, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy phòng khách bên ngoài Cao Chí Nam thật sự là không nhịn được, nổi giận gầm lên một tiếng, mang tối om om một đám người vọt vào. Ai CMN dám nhúng tay ta Vương, Cao, giám đốc Cao. Vậy tâm trạng kích động Vương Long trước còn có chút không phân rõ tình trạng, có thể làm một khắc sau, hắn thấy rõ ràng Cao Chí Nam vậy tấm nổi giận đùng đùng mặt, nhưng giống như là một chậu nước lạnh ngay đầu tưới xuống, hoàn toàn ngu. Giống như là bọn họ loại này người làm ăn, hơn nữa còn là ở nơi này thành phố Bắc Sơn trong vòng lẫn vào, ai không nhận biết Cao Chí Nam, cái này bọn họ tỉnh Chiết Giang thứ nhất Long thể xí nghiệp bá chủ boss. Có thể CMN cái này. Tại sao Cao Chí Nam giám đốc Cao sẽ xuất hiện ở đây? Cái gì? Vậy, đó là tập đoàn Thương Hải giám đốc Cao. T, tốt, thật giống như thật sự là hắn. Ta ở trên TV gặp qua. Tại sao Cao Chí Nam giám đốc Cao vậy đám nhân vật sẽ xuất hiện ở đây à? Đúng vậy, chờ một chút. T, chẳng lẽ nói. Đám người một hồi xôn xao, khó tin giống như là Cao Chí Nam giám đốc Cao như vậy. Trong lòng bọn họ hoàn toàn là thiên đại nhân vật, lại sẽ xuất hiện ở đây. Đây là vì cái gì? Thậm chí có chút đầu óc hơi linh quang chút người, lúc này mặc dù không dám tin tưởng, nhưng trong lòng bọn họ, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, đều là không khỏi đặt lên một tầng vô hình dùng mình. Cao, giám đốc Cao hắn không phải là thằng nhóc này tới chứ? Theo sát phía sau, một giây kế tiếp, đáp án công bố. Chỉ gặp vậy Cao Chí Nam giám đốc Cao hoàn toàn là không thấy đầu đầy mồ hôi Vương Long Di Đờ Vương, ánh mắt mang ngạc nhiên mừng rỡ, lại có chút kính sợ, đi nhanh đến Trần Phi trước mặt, nhìn cái đó đã là hơn 3 năm không thấy khuôn mặt quen thuộc, hơi khom người, nói Trần tiên sinh, xin lỗi, là ta đến chậm. Trần tiên sinh. Liền một câu nói này, loại thái độ này, ở trong một cái chớp mắt này. Trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ hù được chân cũng trực tiếp là mềm nhũn. Bọn họ không nhìn được hung hăng véo mình một cái, hoặc là mãnh liệt xoa xoa mình ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cao Chí Nam giám đốc Cao, giống như là xem người này là không phải những người khác giả mạo giả mạo. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là biết mình có phải là đang nằm mơ hay không. Dẫu sao Cao Chí Nam giám đốc Cao là ai à? Dưới tay hắn tập đoàn Thương Hải, đây chính là bọn họ thành phố Bắc Sơn. Thậm chí còn toàn tỉnh Chiết Giang thứ nhất đầu rồng, là bọn họ tỉnh Chiết Giang nhà giàu nhất. Bực nào nghiêu bức, thân phận bực nào tôn quý. Nhân vật như vậy, đừng nói là Trần Phi như vậy người tuổi trẻ, coi như là trong tỉnh mặt những cái kia siêu cấp đại lão, cũng không thấy có thể làm hắn là như vậy một mực cung kính, thậm chí khom lưng khuỵu gối thái độ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể, nhưng bây giờ bọn họ cái này thấy, đến tột cùng là cái gì à? Trong nháy mắt. Vương Long, Vương Lạc Diệp phụ tử ngu. Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng cũng ngây dại. Thậm chí liền vậy Hoàng Nguyễn Hân, La Quang Khí hai người lúc này đều là bị một màn này dọa cho được trợn mắt hốc mồm. Miệng há thật to, thật lâu hợp không được. Trách,
Trách không được Phong thiếu năm đó ở cái này phi ca trước mặt ngoan theo cháu trai chết, nguyên lai cái này phi ca, thật là trâu bò như vậy à. Con bà nó, CMN cái này thật là. Vậy La Quang khí càng bị rung động đến hổ ngôn loạn ngữ. Vui mừng mới vừa rồi mình thông minh. Cái này, điều này sao có thể? Vương Long lúc này cơ hồ muốn đem mình răng đều cắn đứt. Ta đây là đang nằm mơ sao? Điên cuồng tiếng thở, kịch liệt tim tăng tốc độ, đem hắn cả người cũng che mất. Vốn cho là Trần Phi sở dĩ phách lối, là có bối cảnh gì, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Người này lại có thể làm cao chí nam giám đốc cao cũng giống như là tiểu đệ vậy, khom lưng khuỷu gối gọi hắn một tiếng Trần tiên sinh. Cái này, CMN cái này, chẳng lẽ cao chí nam giám đốc cao như vậy tôn quý thân phận, cũng kém hơn cái đó người điên sao? Nghĩ đến đây, Vương Long thật là sắp điên rồi, đầy mặt sợ hãi. Nếu là hắn sớm biết như vậy, cái này người điên mới có thể có như vậy như bước đến thông thiên năng lượng, CMN hắn loại rác dưới này. Tôm chân mềm kia có gan dám chạy tới báo cái gì thù. Đây không phải là muốn chết sao? Vương Long không nhìn được mặt đầy đờ đẫn, trực tiếp là ngu. Bởi vì, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm mà. Dẫu sao loại chuyện này ngươi để cho hắn như thế nào có thể đủ nghĩ thông suốt? CMN cái này cả người quần áo hàng vỉa hè người điên, có thể để cho cao chí nam giám đốc cao vậy dạng người như bức vật đối với hắn khom lưng khuỵu gối. Nói ra, ai tin? Giám đốc cao, ở bên ngoài nhiều xem không phải thật tốt sao? Ta cũng còn không đánh đủ đây. Nhìn thật lâu không thấy cao chí nam, Trần Phi cười một tiếng, trêu ghẹo nói. À, nghe vậy cao chí nam hơi ngẩn ra, chợt nở nụ cười khổ, bót một tiếng hơi đánh mình óc, nói, ngài nhìn ta cái này tính nhẫn nại, thật sự là không nhịn được, Trần tiên sinh ngại quá. Được rồi, giám đốc cao, đều là bạn cũ. Như thế câu nệ làm gì? Còn dư lại giao cho ngươi. Trần Phi cười ở hắn vai vỗ lên một cái, giống như là trưởng bối và giọng vãn bối, nói. Không thành vấn đề, Trần tiên sinh ngươi yên tâm, còn dư lại giao cho ta. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cao chí nam không chút do dự vỗ ngực một cái nói. Loảng xoảng. Thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi cùng cao chí nam giám đốc cao như vậy đối thoại. Gần như tất cả mọi người đều là nhanh không nhịn được cả người không có sức rớt ngã xuống. À, thằng nhóc này đến tột cùng là CMN người nào? Tại sao liền giám đốc cao, ở trước mặt hắn đều giống như là ngoan theo cháu trai như nhau? Cái này thật không khoa học. Một khắc sau, liền gặp vậy cao chí nam xoay người, hai hạng mục sắc bén bắn ra bốn phía từng cái quét qua mọi người mặt, cuối cùng, là rơi xuống vậy mặt đầy kinh hoàng thất thố Vương Long trên mình. Lạnh lùng mở miệng nói, CMN rất trâu à. Liền Trần tiên sinh cũng dám trêu chọc. Thật ra thì Vương Long hắn có chút ấn tượng, coi là biết, có thể là một cái như vậy không lên sân khấu nhân vật nhỏ, lại dám ở Trần tiên sinh trước mặt đùa bỡn uy phong, làm khó dễ, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Loại hóa sắc này, hắn cao chí nam tùy tiện tiện liền có thể thu thập một đống. Cao, giám đốc cao, ta là thật không biết cái này. Vị tiên sinh này là bằng hữu ngài, cho nên. Mắt thấy cao chí nam càng phát ra lạnh nhạt ánh mắt, Vương Long sớm mất trước muốn, giết chết người, kiêu căng phách lối, thần sắc tái nhợt cầu xin tha thứ. Thiếu chút nữa thì kém không quỳ xuống. Đừng xem hắn ở trước mặt người yêu ngũ hát lục, nghiêu bức ngất trời, có thể ở cao chí nam như vậy nhà giàu nhất, buôn bán cự đầu trước mặt, hắn chính là rác dưới, chính là con kiến. Người ta nhúc nhích một chút ngón tay là có thể bóp chết hắn, để cho hắn phá sản. Như vậy, hắn làm sao có thể đủ không sợ? Không biết ngươi liền có thể ở Trần tiên sinh trước mặt làm bậy đúng không? Con bà nó, cao chí nam quăng lên một bên rượu chát bình, hướng về phía Vương Long đầu chính là hung hăng một chút. Phịch, đỏ tươi máu theo trán hắn chính là chảy xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cao. Giám đốc cao, Trần tiên sinh tha mạng à. Ta là thật sai rồi, van cầu các người đại nhân có đại lượng, sẽ bỏ qua ta cái này một con ngựa đi. Vương Long đầu đều bị cao chí nam nở hoa, nhưng cái này lần, hắn liền tức giận lá gan cũng không có, mặt đầy trắng bệch, cầu xin tha thứ. Tốt lắm, giám đốc cao, để cho bọn họ đi thôi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng mất lại muốn thu thập bọn họ hứng thú. Phất phất tay. Tỏ ý cao chí nam có thể tính. Cảm ơn Trần tiên sinh,
cảm ơn Trần tiên sinh. Gặp Trần Phi mở toang ra kim khẩu, Vương Long bây giờ nhưng mà không ngạo mạn, thiếu chút nữa khóc, kích động đến mừng đến chảy nước mắt, một cái nước mũi một vệt nước mắt nói cảm ơn. Trở về thật tốt quản quản chỗ ngươi tử, còn có chính ngươi, đừng một ngày muốn giết cái này muốn giết cái đó, nếu không một ngày nào đó đảm bảo không cho phép mình là chết như thế nào, cũng không biết, hiểu không? Trần Phi bình tĩnh phất phất tay, nói. Là Trần tiên sinh, ta biết, là. Trần tiên sinh gặp lại, giám đốc Cao tạm biệt. Vương Long nghe vậy cả người run lên, liền vội vàng gật đầu, liền lăn một vòng trốn ra phòng khách. Những thứ khác những người hộ vệ kia cũng vậy, mang Vương Lạc Diệp áo não lăn. Thấy tình cảnh này, phòng khách lớn bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại. Trần Phi ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi bây giờ. Một hồi yên lặng sau đó, Hoàng Nguyễn Hân mặt đầy hoang đường nhìn Trần Phi. Hoàng tiểu đội trưởng, nói hết rồi phải bình tĩnh, ổn định. Nói hết rồi cái gì đó Vương gia là chỉ búng không đứng lên con kiến nhỏ, bây giờ tin. Trần Phi cười một tiếng, cầm lên một khối bánh ngọt mâm đưa cho Cao Chí Nam, nói, giám đốc Cao, tới nếm thử một chút vị, mùi vị không tệ. Đa tạ Trần tiên sinh, gặp Trần Phi chủ động cho tự cầm đồ ăn, Cao Chí Nam không nhìn được cặp mắt hiện ra nhàn nhạt vẻ kích động, vội vàng tiếp, đem trứng kia Cao ăn một miếng đến trong miệng. Cười nói, đúng vậy, trái trứng này Cao mùi vị xác thực là không tệ. Trần Phi ngươi và giám đốc Cao hắn, thấy tình cảnh này, Hoàng Nguyễn Hân lại là nán lại, không nhịn được ngây ngốc hỏi. Bạn cũ, chúng ta quan hệ rất tốt, tới, ta cho các người giới thiệu một chút. Trần Phi chỉ vậy Hoàng Nguyễn Hân, hướng Cao Chí Nam nói, giám đốc Cao, đây là ta lớn nhất thời tiểu đội trưởng, quan hệ rất tốt. Nàng kêu Hoàng Nguyễn Hân, ngươi khỏe. Cao Chí Nam lập tức đưa tay ra, hướng Hoàng Nguyễn Hân, cười nói, nếu là không ngại, tiểu Hoàng ngươi sau này thì kêu ta Cao Thúc Thúc chứ. Ngươi là Trần tiên sinh bằng hữu, vậy chúng ta chính là từ người nhà. Cao Thúc Thúc, nghe vậy, Hoàng Nguyễn Hân ngay tức thì có chút mặt kìm nén đỏ, lại là bàng hoàng, lại là kích động, giống như là bị thiên đại may mắn tạp chủng sau ngắn ngủi thất thần. Không có biện pháp. Nếu như nàng có thể theo Cao Chí Nam giám đốc Cao cái này dạng người như bức vật leo lên quan hệ, tương lai, còn dùng cân nhắc tiền đồ gì vấn đề sao? Chỉ sợ cả đời cũng cái gì cũng không buồn. Còn nữa, hắn là Hoàng Phong thằng nhóc kia bằng hữu, nhìn như cũng không tệ lắm. Có thể quen biết một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Phi do dự một chút, lại hướng vậy một bên La Quang Khí chỉ đi. Nghe vậy, vậy người sau trong nháy mắt sắc mặt đổi được vô cùng kích động đứng lên. Người khỏe người tốt, vẫn là câu nói kia, chỉ cần là Trần tiên sinh bằng hữu, vậy đều là người mình. Không ngại, liền kêu ta Cao Thúc Thúc chứ. Vậy Cao Chí Nam lập tức cười nói. Cao Thúc Thúc người tốt, ta kêu La Quang Khí. Ba ta ngài có lẽ biết, là La Thu Điền. Vậy La Quang Khí vô cùng kích động nói. La Thu Điền, Cao Chí Nam hơi ngẩn ra, rồi sau đó hồi tưởng lại, cười nói, đó không phải là Hoàng Đào tên kia người sao. Như vậy vừa vặn, thì càng là người trong nhà. Cao, giám đốc Cao, Trần tiên sinh các người tốt. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thiên Sơn cùng với Trịnh Khiết một mặt hiến mị xông tới. Trần Phi, Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt cũng thay đổi theo đổi. Thấy Trần Phi cùng Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt biến hóa, Cao Chí Nam sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lạnh nhạt nói các người là. Bẩm giám đốc Cao, chúng ta là Nguyễn Hân phụ mẫu. Con gái ngoan ngươi nói là chứ. Trịnh Khiết lập tức nói, giả bộ một cái rất thân thiết dáng vẻ đi dắt Hoàng Nguyễn Hân tay. Nhưng mà, Hoàng Nguyễn Hân nhưng là trực tiếp tránh thoát. Ta và nữ nhân này không có quan hệ gì. Hoàng Nguyễn Hân nhìn vậy một mặt rối trá nụ cười Trịnh Khiết, chán ghét nói. Không phải, Nguyễn Hân, ta nhưng mà ngươi mẹ ghẻ, ngươi làm sao có thể như thế nói sao? Lão Hoàng, ngươi nghe một chút, cái này. Trịnh Khiết lập tức hiện ra một bộ ủy khuất khí, nhìn về một bên Hoàng Thiên Sơn. Đúng vậy, con gái ngoan, người Khiết A-di nói thế nào đi nữa đều là người mẹ ghẻ, người làm sao có thể nói như vậy? Như vậy không tốt, Hoàng Thiên Sơn lập tức nói. Rồi sau đó lại gặp hắn móc ra một bản danh thiếp, mặt đầy hiến mị hai tay đưa cho liền Cao Chí Nam. Cao, giám đốc Cao, đây là ta danh thiếp, Hoàng Nguyễn Hân là con gái ta, sau này chúng ta liền là người mình. Được thân cận hơn một chút à. Cái này Cao Chí Nam nhưng mà bọn họ tỉnh Chiết Giang nhà giàu nhất, thứ nhất đầu rồng,
đây là nhà mình nữ nhi và như vậy đại lão leo lên quan hệ, nếu có thể thuận can leo lên, ôm lên cái này cây bắp đùi, nhà bọn họ sau này còn sợ không thể nghiêu bức. Đúng vậy, giám đốc Cao ngươi xem, con gái chúng ta và bạn ngươi có thể là bạn học cũ, tốt như vậy quan hệ, ngài sau này có thể được dìu dắt nhà chúng ta à? Trịnh Khiết cũng là một mặt nằm mơ chen miệng nói. Nhà bọn họ nếu có thể ôm lên tập đoàn Thương Hải, ôm lên Cao Chí Nam giám đốc Cao cái này cây bắp đùi, có thể thì thật có tiền. Còn biết Thành là người trên người. Nhưng mà, Cao Chí Nam lại không có thời gian đầu tiên đi đưa tay tiếp Hoàng Thiên Sơn danh thiếp. Mà là đem hỏi thăm ánh mắt, nhìn về Trần Phi. Nói thật, cái này hai người như vậy chán ghét người dáng vẻ, hắn là thật không thích. Thật là chướng mắt. Hai người, nói thật, thật đúng là da mặt đủ dày à. Thấy Cao Chí Nam hỏi ánh mắt mình, Trần Phi không nhịn được sờ cằm một cái, trong lòng, là có chút tâm phục khẩu phục, thở dài nói. CMN cái này trước đều đã là làm thành như vậy, kết quả bây giờ, cái này hai người thấy mình đột nhiên đổi được châu bò như vậy, lại còn không biết xấu hổ liếm trên mặt tới kết giao tình. Thật là nghiêu bức, ứng câu kia cổ thoại, người không biết xấu hổ, vô địch. Trần Phi, ta và bọn họ, không có quan hệ gì, nhưng vào lúc này, Hoàng Nguyễn Hân đột nhiên cúi đầu, nói. Nguyễn Hân ngươi. Nữ nhi, ngươi nói bậy nói bạ chút cái gì chứ? Ta nhưng mà ba ngươi. Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết nghe vậy, sắc mặt hai người biến. Trên mặt trực tiếp là hiện ra một ít kinh hoàng. Ừ, vậy ta biết nên làm như thế nào? Trần Phi gật đầu một cái, nhìn về Cao Chí Nam, nói, giám đốc Cao, ta xem bọn họ không phải thật thích tiền sao? Như vậy. Nếu không sẽ để cho bọn họ biến thành nghèo rớt mồng tơi đi. Không, không muốn à. Trịnh Khiết mặt liền biến sắc, không nhịn được hét dầm lên. Hoàng Thiên Sơn cũng ngây dại, không nghĩ tới sự việc lại sẽ là biến thành như vậy. Ừ, được, vậy Cao Chí Nam gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng, từ bên trong bọc móc ra liền một nguyên tiền. Cầm đi, nhiều như vậy, đem nhà các ngươi tất cả sản nghiệp. Tất cả tiền gửi ngân hàng cũng bán cho ta. Cao Chí Nam lạnh lùng nói. Ta sát liệt. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, Cao Chí Nam tay này có thể à? Một nguyên tiền mua BMW Mercedes-Benz biệt thự công ty. Có chút thô bạo à? Giám đốc Cao, ta, chúng ta. Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng trực tiếp là ngu, kinh hoàng thất thố ngây ngẩn nhìn Cao Chí Nam. Một khối này tiền mua bọn họ toàn bộ gia sản. Cái này phải bọn họ sống thế nào? Làm sao, không muốn. Xem thường ta Cao Chí Nam. Cao Chí Nam nhướng mày một cái, lạnh lùng nói. Không, không phải giám đốc Cao, ta, chúng ta không phải cái ý này. Hoàng Thiên Sơn đầu đầy mồ hôi, thần sắc trực tiếp là sợ hãi đứng lên. Không thấy rõ Cao Chí Nam. Hắn loại này thằng bụi đời, nào có như vậy thiên đại lá gan. Vậy liền quyết định như vậy, Tiểu Chu. Người mang bọn họ tới xử lý, tìm lại người đi điều tra một chút, một nguyên tiền đều không thể thiếu, biết chưa? Cao Chí Nam trực tiếp là hướng bên cạnh thư ký nói. Giám đốc Cao, bí thư kia một mặt cổ quái nhìn tuyệt vọng Hoàng Thiên Sơn vợ chồng. Một mao tiền mua BMW, trước kia nghe người ta nói qua, nhưng lại không gặp qua, ngày hôm nay, thật đúng là kiến thức rộng à. Hoàng Thiên Sinh, Trịnh nữ sĩ, xin mời. Rất nhanh. Bí thư kia liền đem một mặt tuyệt vọng, đờ đẫn Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng cho, mời, đi. Rồi sau đó hai người, còn hoàn toàn trầm tĩnh ở dù sao cũng phú ông đến một nguyên nghèo rất mồng tơi như vậy thay đổi. Không tiếp thụ nổi như vậy thực tế. Đến khi hai người kia bị, mời, đi liền sau đó, Cao Chí Nam trên mặt lạnh lùng mới tản ra, nhìn về còn cúi đầu Hoàng Nguyễn Hân, cười nói tiểu Hoàng, nhà các ngươi những cái kia sản nghiệp, đến lúc đó ta chiết thành tiền cho ngươi chứ. Dĩ nhiên, trực tiếp là sản nghiệp vậy không thành vấn đề, thúc thúc ta có thể phái người giúp ngươi xử lý, ngươi không cần bận tâm cái gì. À, Hoàng Nguyễn Hân nghe vậy lấy làm kinh hãi, liền vội vàng lắc đầu nói, không, không được, Cao thúc thúc cái này kia được. Được rồi tiểu đội trưởng, đây vốn chính là nhà các ngươi, ngươi cầm đi, lý sở ứng làm. Trần Phi cười cắt đứt Hoàng Nguyễn Hân nói, sau đó liền gặp hắn len lén cho Cao Chí Nam thua ngón tay cái. Không hổ là làm ăn, phương pháp xử sự chính là lợi hại chút. Muốn nếu đổi lại là hắn, chắc chắn sẽ không nghĩ tới như vậy chu toàn. Rồi sau đó, liền gặp khóe miệng lộ ra một ít nụ cười,
nói, giám đốc Cao, Hoàng thúc vậy ở bên ngoài. Cao Chí Nam nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó gật đầu một cái, nói, ừ, Trần tiên sinh ngươi biết lão Hoàng hắn thân phận, chuyện này không tốt lắm ra mặt, cho nên. Ngươi cũng chớ để ý à? Nhìn ngươi lời nói này, ta giống như là hẹp hòi như vậy người sao? Trần Phi dở khóc dở cười oán trách một câu, hướng bên cạnh Hoàng Nguyễn Hân nói, vậy tiểu đội trưởng, ta liền đi trước, có bạn ở bên ngoài cùng ta đây. Lần sau có rảnh rỗi mới đi ra chơi, tụ họp một chút. À, thật tốt, vậy ngươi đi làm việc trước đi. Hoàng Nguyễn Hân lập tức gật đầu nói. Phi ca đi thong thả, vậy La Quang Khí cũng là lập tức có mắt sức lực nói. Đồng thời hắn thật ra thì vẫn thấy được Trần Phi, cùng Cao Chí Nam trong miệng mà nói, họ Hoàng, ngoan ngoãn, không phải là Phong ca bố hắn cũng tới đi. Ngay tại hắn trong lòng như vậy rung động, Trần Phi đã cùng vậy Cao Chí Nam đi ra cỡ nhỏ phòng khách lớn. Cách đó không xa vừa đi hành lang khúc quanh sau đó, Hoàng Đào người mặc vào tây trang, thần sắc có chút nóng nảy, bất an qua lại ở đó trên hành lang đi thong thả bước. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười vang truyền tới. Hoàng Thúc, đã lâu không gặp à, có tốt không? Hoàng Thúc, đã lâu không gặp à, có tốt không? Nghe được quen thuộc kia tiếng gọi, Hoàng Đào ngay tức thì là không nhìn được thân thể run rẩy, xoay người, nhìn Trần Phi vậy một bản hồi lâu không thấy khuôn mặt, có chút không nhìn được kích động, nói Trần tiên sinh, đúng vậy, đã lâu không gặp. Ta rất tốt, người đâu, nhìn như vẫn không thay đổi à. Trên thực tế, cái này cũng đã là hơn 3 năm đi qua, không chịu già hắn, hiện nay cũng là đầu đầy bằng thêm không thiếu sợi tóc màu trắng, mặc dù tinh thần xếp như cũ rất đầy đủ. Có thể hắn bây giờ cũng đích xác là so 3 năm trước già rồi một ít, cũng hơn 50 tuổi. Nhưng chính là như vậy, hơn 3 năm 5 tháng tẩy rửa, Trần Phi Trần tiên sinh hôm nay mặt mũi diện mạo, hôm nay vừa gặp, lại cũng vẫn là cùng hơn 3 năm trước kia không kém nhiều ít, thậm chí, còn càng lộ vẻ được trẻ một ít. Bực này biến hóa, không đổi dung nhan, để cho Hoàng Đào không khỏi âm thầm cảm khái, cái này Trần Phi Trần tiên sinh, không hổ là hắn trong suy nghĩ nhân vật như thần tiên vậy. Cái này các thủ đoạn, đúng là thực lợi hại à. Mà trong lòng càng nghĩ như vậy, Hoàng Đào liền càng không nhịn được trong lòng kính sợ và kích động, lại lần nữa hướng Trần Phi khom người chào hỏi, Trần tiên sinh, thật là đã lâu không gặp, có thể gặp lại ngươi, thật là thật cao hứng à. Lúc này Hoàng Đào, nào có hắn ngày thường bí thư thị ủy khí chất, mà là một cái người diễn người bình thường. Hoàng thúc ngươi đây chính là ở bẩn thỉu ta, đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi đâu. Nghe nói đã là chúng ta thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy. Đây chính là lợi hại à? Trần Phi cười một tiếng, thân thiết nói. Đừng, Trần tiên sinh, người khác như thế nói cũng được đi, người như thế nói ta trong lòng thầm được hoảng à. Ta bây giờ điểm này mà thành tựu, và ngươi so với, đó hoàn toàn là khác biệt một trời, không có ở đây một cái tầng bên trên à. Ngươi vẫn là đừng bẩn thỉu ta. Nghe gặp Trần Phi như vậy thổi nâng mình. Hoàng Đào không nhịn được liền liền dừng tay, sợ hãi nói. Bẩn thỉu cái gì à? Hoàng thúc ngươi cái này thì quá khiêm nhường. Bí thư thị ủy đây chính là chúng ta Bắc Sơn người đứng đầu, cái này còn không lợi hại. Trần Phi cười nói. Ai, lợi hại hơn nữa ở Trần tiên sinh ngươi trước mặt vậy cũng là cặn bã. Trần tiên sinh ngươi sợ rằng không biết, ngươi trước vậy phi báo vị trí của tổng huấn luyện viên, bây giờ đã lại lên chức. Hoàng Đào khiêm yếu ớt cười nói. Thăng chức, thăng thành cái gì? Trần Phi hơi ngẩn ra, lúc này mới hồi tưởng lại trên đầu mình còn cõng cái, phi báo tổng giáo quan, danh tiếng. Ngẩn ra, hắn lại không nhịn cười được, nói ta đều biến mất lâu như vậy, phía trên chẳng lẽ còn không đem ta rút lui? Rút lui, Hoàng Đào trên mặt hiện ra một nụ cười, cười nói, trước 2 năm, phía trên nghe nói là có cân nhắc đem Trần tiên sinh vị trí của ngài rời một chút di chuyển, sau đó phái đi một mình. Kết quả, Trần tiên sinh ngươi đoán thế nào? Thế nào? Trần Phi tò mò hỏi. Lúc ấy à, nghe nói toàn bộ phi báo bên trong căn cứ đều trống, một người cũng không có, toàn chạy, phía trên phái tới người nọ ở đó trong làm nửa tháng tư lệnh không quân, chết ở mất thể diện không đi xuống, liền lại hồi kinh đô đi. Hoàng Đào cười ha hả nói. Phốc suy, Trần Phi không nhịn cười được, nói, những người này có thể à, tất cả đều chạy. Một cái đều không ở, La Lão không sửa chữa bọn họ. La Lão hắn, Hoàng Đào nghe vậy hơi biến sắc mặt, rồi sau đó có chút sắc mặt ảm đạm xuống, nói Trần tiên sinh ngươi biến mất 1 năm sau,
La lão hắn cũng đã qua đời. Bất quá đi khi đó rất dễ dàng, không thống khổ gì. Như vậy, Trần Phi sắc mặt hơi đổi một chút, rồi sau đó lắc đầu một cái bình tĩnh lại, thở dài nói, sanh lão bệnh tử, đây là đại tự nhiên lẽ thường, không có biện pháp. Bất quá nhắc tới, Hứa lão gia tử hắn chắc đã. Phải biết hắn ban đầu lúc rời đi, cũng đã là cho Hứa lão gia tử xuống chẩn đoán. Nhiều nhất một năm, hoặc là nửa năm, mà bây giờ cái này cũng đã là hơn ba năm đi qua, sợ rằng, cũng đã là không có ở đây chứ. Không, có thể ngoài dự đoán của mọi người là, Hoàng Đào nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút khẩn trương nói, Trần tiên sinh, ta ngày hôm nay vội vã tới đây gặp ngươi, cũng có bởi vì chuyện này ở bên trong. Hứa lão hắn còn sống, không có qua đời, bất quá, Hứa lão hắn bây giờ tình huống rất nguy hiểm, đã tại kinh đô núi Long Hổ Viện dưỡng bệnh nằm nửa tháng, ngài xem, có không có cách nào. Hắn bây giờ mặc dù có thể ngồi vào thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy như vậy cao vị, nói thật, chính là bởi vì năm đó Trần Phi để lại mặt mũi, làm cho nhà ở phương diện này nâng đỡ hắn một chút, mới có hôm nay hắn, vậy vì vậy, hắn Hoàng Đào hôm nay cũng coi là Hứa gia vậy cái người trên thuyền. Hiện nay Hứa lão gia tử bệnh tình nguy kịch, nguyên bổn đã là bó tay, chỉ có không biết làm sao tiếp nhận thực tế, nhưng bây giờ, Trần Phi Trần tiên sinh bực này thế ngoại cao nhân trở về, lại để cho trong lòng của hắn lần nữa dấy lên hy vọng. Bởi vì nói không chừng, Trần Phi Trần tiên sinh, sẽ có biện pháp có thể sẽ giúp Hứa lão gia tử lần này. Hứa lão gia tử có thể nhiều đi nữa sống một ngày, vô luận là đối với Hứa gia, hay là đối với bọn họ Hứa gia cái này cái người trên thuyền. Đối với hắn Hoàng Đào mà nói, vậy cũng là chỗ ích lợi vô lượng thiên chuyện thật tốt. Hết sức trọng yếu. Cái gì, nghe vậy, Trần Phi sắc mặt hơi sững sờ, ngây ngô nói, Hứa lão gia tử còn chưa có chết. Hiển nhiên, đối với cái hiện thực này hắn vẫn là có chút bất ngờ. Hứa lão gia tử lại còn không có chết, chẳng lẽ nói, là hắn năm đó chẩn đoán sai. Hẳn sẽ không chứ, năm đó hắn y thuật, cũng đã là xuất thần nhập hóa cấp bậc à. Cho bên kia gọi điện thoại, hỏi hỏi tình huống. Ta điện thoại di động không có, trước kia điện thoại cũng đều đã không có ở. Bất quá rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là đem cái này không cần phải suy tính vấn đề hoàn toàn quên đi. Hứa lão gia tử không có chết, hắn vậy cao hứng, cho nên bây giờ việc cần kíp là đem người trước cứu trở lại hãng nói. Lấy hắn hiện nay thực lực, đừng nói là bệnh tình nguy kịch, cho dù là còn dư lại nửa giọng, không xuống đất phủ. Hắn cũng có thể làm cho người lại thay đổi vui sướng. Thậm chí nhiều đi nữa sống mấy năm hết Tết đến cũng dễ dàng, không thành vấn đề. Trần tiên sinh ngươi có biện pháp. Vừa nghe Trần Phi lời này, Hoàng Đào trực tiếp là kích động, vội vàng mò ra mình điện thoại. Trần tiên sinh ngươi chờ một chút, ta lập tức cho kinh đô bên kia gọi điện thoại. Hoàng Đào lục soát mình số điện thoại bộ. Hắn tựa hồ cũng không có kinh đô Hứa ra bên kia trực tiếp điện thoại liên lạc. Cho nên liền đem bọn họ tỉnh Chiết Giang hiện đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, nguyên tỉnh trưởng, Triệu Chính Thành điện thoại lật đi ra, đã gọi đi. Tít tít, điện thoại tiếp thông. Này, Hoàng Đào, đã trễ thế này, có chuyện gì không? Micro bên trong truyền đến Triệu Chính Thành khí lực đầy đủ thanh âm, bất quá nhưng hơi có chút lộ vẻ được mệt mỏi. Bất quá đây cũng chính là gần gũi biểu hiện, như không phải người mình, hắn Triệu Chính Thành cũng không biết biểu hiện tùy ý như vậy. Triệu bí thư, là như vậy. Hoàng Đào vừa định muốn nói rõ tình huống, Trần Phi đưa tay qua tới, nói, vẫn là ta lại nói đi. Hoàng Đào hơi ngẩn ra, lập tức đem trong tay điện thoại đưa cho Trần Phi tốt lắm. Triệu tỉnh trưởng là ta, Trần Phi, cầm điện thoại, Trần Phi bình tĩnh nói. Nghe vậy, ngay tức thì, bên đầu điện thoại kia Triệu Chính Thành trực tiếp là cả người run rẩy dữ dội, bá một tiếng trực tiếp là thần sắc kích động đứng lên. Trần tiên sinh, thật là ngươi, hắn lời nói có chút rung động kinh nghi nói. Và Hoàng Đào bất đồng, Triệu Chính Thành nhưng mà toàn bộ hành trình liền hiểu rõ ràng, năm đó Trần Phi trước khi rời đi, ở đó kinh đô tung lên sóng to gió lớn. Loại người như vậy, hoàn toàn và bọn họ những người bình thường này không phải một cái thế giới. Hơn nữa hắn còn rất rõ ràng, Trần Phi ở Hứa gia, ở phi báo, ở chính giữa cảnh vệ cục địa vị, phân lượng là có kinh khủng dường nào trọng yếu. Nhưng đối phương không phải đã biến mất hơn 3 năm sao? Bây giờ, đây là lại lần nữa trở về. Nghĩ đến đây, coi như là lấy Triệu Chính Thành hôm nay quyền bính lớn cầm, bí thư tỉnh ủy, đại quan biên cương cường hãn thân phận,
cũng là không nhịn được tâm trạng kích động, giọng mang chút cung kính, nói Trần tiên sinh ngươi tốt, rất vinh hạnh, có thể lần nữa nghe được ngươi thanh âm. Nơi nào, Triệu tỉnh trưởng ngươi như thế nói liền chân thực có chút quá đề cao ta. Là như vậy, ta trước không vội vàng và ngươi nói chuyện cũ, nghe nói hứa lão gia tử hắn. Trần Phi cười nói, đem lời đề lấy được chính đề lên. Hứa lão gia tử, nha, đúng, hứa lão. Trần tiên sinh ngươi bây giờ có thể hay không đi kinh đô một chuyến. Ta tin tưởng, lấy ngươi vậy quỷ thần khó lường y thuật, nhất định sẽ có biện pháp. Hứa lão hắn bây giờ đã sắp có chút không chịu nổi. Triệu Chính Thành cũng có chút kích động. Hứa lão gia tử bây giờ tình huống hết sức nguy hiểm, đã mau không thời gian. Đã như thế nghiêm trọng sao? Triệu tỉnh trưởng ngươi đừng vội, như vậy, ngươi cho hứa ra gọi điện thoại cho, để cho bọn họ hiện đang liên lạc ta, ta xem tình huống. Trần Phi khẽ cau mày, rồi sau đó nói. Phải, vậy ta bây giờ lập tức cho ta Uông Dương gọi điện thoại. Trần tiên sinh ta cũng cúp. Cúp điện thoại, may là Triệu Chính Thành Triệu Bí Thư hiện nay thân phận, cũng là không nhịn được tim khẩn trương ùm loạn nhảy cỡn lên. Cái này thật là quá tốt, không nghĩ tới, Trần tiên sinh lại xuất hiện. Lấy hắn thủ đoạn, nhất định có thể được, lần này hứa lão là được cứu rồi. Kích động tự lẩm bẩm, Triệu Chính Thành lập tức bấm hứa Uông Dương điện thoại. Kinh đô, núi Long Hổ viện dưỡng bệnh. Trông chừng ngoài cửa phòng. Hứa Uông Dương khoác cả người quân trang đang dựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, Tuần lão đẩy cửa ra, từ bên trong phòng đi ra. Tuần thúc, như thế nào? Ba hắn tỉnh lại rồi sao? Gặp Tuần lão từ vậy bên trong căn phòng đi ra, Hứa Uông Dương lập tức mở mắt ra, đi lên, cặp mắt hiện đầy tia máu, nói. Nguyên lai, ngay tại trước mấy giờ, ba hắn cũng đã là bỗng nhiên lâm vào đang ngủ mê man, một ngủ không tỉnh. Thân thể số liệu vậy đang chậm rãi phơi bày tuột xuống khuynh hướng. Nghe vậy Tuần Lôn Tuần lão nhìn một cái Hứa Uông Dương, trầm mặc một chút, vẫn lắc đầu, nói, sanh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên. Thủ trưởng sống lâu như vậy, cũng không coi là thua thiệt, Uông Dương ngươi tâm tính để nằm ngang và một ít đi. Nghe lời này một cái, Hứa Uông Dương ánh mắt chợt run lên, rồi sau đó trực tiếp là trầm mặc không nói ra được, trong lòng than thở một tiếng, ai, nên tới. Cuối cùng là tới sao? Nhưng vào lúc này, đoàn người từ vậy cách vách gian phòng đi ra. Là Hứa Bội Nghi, còn có mấy vị tóc hoa râm áo khoác dài màu trắng ông già, cùng với nhân viên y tế. Chỉ gặp mấy vị kia tóc hoa râm ông già, một vị trong đó giống như là người cầm đầu sắc mặt ngưng trọng nhìn Tuần lão, nói Tuần lão, chúng ta bên kia từ số liệu lên xem, lão thủ trưởng thân thể đã là. Ừ, thông báo một tiếng đi, tựa hồ, cũng chỉ có mấy giờ thời gian. Ai, Tuần lão trước vẫn là bình tĩnh nói trước, sau đó, vẫn là không nhịn được thật sâu thở dài. Gần trăm năm giao tình, người nói bỏ được, vậy khẳng định là giả. Có thể đây chính là thực tế, cái này chính là sinh mạng, có thể có biện pháp gì? À, vậy Hứa Bội Nghi mặt liền biến sắc, trực tiếp là đổi bạch khởi tới, thân thể vô lực sụi lơ tới đất lên. Tiểu cô, một bên, vậy mặt đầy mệt mỏi Hứa Tế vội vàng đưa tay đi đỡ nàng. Ta không có sao. Hứa Bội Nghi vùng vẫy muốn đứng lên, có thể nhưng bây giờ là thật giống như không khí lực, vùng vẫy đến một nửa, lại sụi lơ rớt ngã xuống, cặp mắt vô thần, ngơ ngác nói. Tiểu tế, đi đem người tiểu cô mang đi nghỉ ngơi một chút. Đinh đinh đinh, thấy tình cảnh này, Hứa Uông Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Có thể nhưng vào lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên, là hắn điện thoại vang lên. Ừ. Cầm lấy điện thoại ra, gặp điện thoại lại là Triệu Chính Thành đánh tới, Hứa Uông Dương khẽ cau mày, tiếp thông điện thoại, nói, này, Chính Thành bí thư sao? Là ta là Hứa Uông Dương. Uông Dương, tin tức tốt, thiên đại tin tức tốt, Trần tiên sinh trở về. Điện thoại bên trong, vang lên Triệu Chính Thành kích động thanh âm. Cái gì, Trần tiên sinh trở về? Nghe vậy, Hứa Uông Dương cũng là thần sắc lập tức cả kinh, giọng không nhịn được lập tức dương cao lên. Cái gì, Trần tiên sinh, chẳng lẽ là... Vậy Tuần Lôn Tuần lão nghe được Hứa Uông Dương lời này, vội vàng sắc mặt ngẩn ra. Trần tiên sinh, là Trần tiên sinh trở về. Thật, đại ca, mau để cho Trần tiên sinh đến kinh đô tới. Mau để cho hắn tới nhìn chúng ta một chút ba à. Vậy Hứa Tế, Hứa Bội Nghi nghe vậy cũng là ngay tức thì sắc mặt kinh động tới. Người sau lại là trực tiếp có khí lực, đứng lên.
ta, Chính Thành, Trần tiên sinh hắn bây giờ ở đâu? Ở các người Chiết Giang vẫn là cái gì? Có thể hay không để cho chúng ta lập tức liên lạc với hắn? Ba ta hắn tình huống bây giờ đã đặc biệt không xong, người mau nói cho ta làm sao liên lạc Trần tiên sinh. Mau! Hứa Uông Dương cũng có chút kích động đến lời nói không có mạch lạc, nói. Uông Dương ngươi trước đừng kích động, ta lập tức đem phương thức liên lạc phát cho ngươi. Là thành phố Bắc Sơn bí thư thị ủy Hoàng Đào điện thoại, hắn bây giờ hãy cùng Trần tiên sinh chung một chỗ. Triệu Chính Thành sau khi nói xong, lập tức cúp điện thoại, đem Hoàng Đào phương thức liên lạc phát cho Hứa Uông Dương. Tới, vừa thấy được Triệu Chính Thành phát tới tin nhắn ngắn phương thức liên lạc, Hứa Uông Dương lập tức là kích động, bấm cái số kia. Tít tít, tiếp lời tiếp thông. Uy, là Trần tiên sinh sao? Là ta là Hứa Uông Dương, Trần tiên sinh là ngươi sao? Hứa Uông Dương lập tức hướng về phía vậy điện thoại không kịp đợi kích động nói. Là ta, Hứa Thúc Thúc, ngươi trước đừng kích động. Hứa lão gia tử tình huống thế nào? Ngươi yên tâm, có ta ở đây, không có chuyện gì. Nghe gặp Hứa Uông Dương vậy thất thường kích động tiếng, Trần Phi hơi nhướng mày một cái, Trần An nói. Là Trần tiên sinh thanh âm. Thật sự là Trần tiên sinh thanh âm. Hứa Uông Dương nghe được Trần Phi thanh âm, lập tức rõ ràng là tự mình. Mà nhưng vào lúc này, tuần lão đột nhiên đi tới, diễn cảm nghiêm túc, nói Uông Dương, đưa điện thoại cho ta. Mặc dù nói thật, hắn không hề tin Trần Phi mới có thể làm Hứa Đông Điền cải tử hồi sanh nghịch thiên bản lãnh, nhưng là, coi như là không tin, Trần Phi bản lãnh thủ đoạn cũng là hắn tuần luôn tâm phục khẩu phục. Cho nên, nếu là Trần Phi Trần tiên sinh thật có biện pháp gì nói. Được, tốt tuần thúc ngươi mà nói. Hứa Uông Dương cuối cùng là trấn định lại, vội vàng đem điện thoại đưa cho Tuần Lôn. Này, Trần tiên sinh sao? Là ta là Tuần Lôn. Tuần lão nghe điện thoại, nghiêm túc nói. Là ta, Tuần lão, tình huống thế nào? Trần Phi nghe được vậy Tuần lão thanh âm nghiêm túc, chân mày hơi sốc tung, cũng là nghiêm túc nói. Tình huống rất gay gâu. Nói thật, ở ta xem ra lão thủ trưởng đã là đại hạn lấy tới, nhiều nhất mấy giờ, hẳn thì phải không được, cho nên, Trần tiên sinh ngươi bên kia, còn có cái gì khác biện pháp sao? Tuần Lôn, dựa vào sự thực lấy đáp, nói. Đại hạn buông xuống, Trần Phi cười một tiếng, nói chỉ cần người không có chết, vậy thì không có gì vấn đề. Như vậy đi, các người bên kia có thể video sao? Trước hết để cho ta xem tình huống. Chỉ nghe được Trần Phi nửa đoạn trước nói, Tuần lão liền trực tiếp là không nhìn được con ngươi co giúp một cái, giật mình nói, Trần tiên sinh ngươi nói thật, lão thủ trưởng đại hạn lấy tới, ngươi thật biện pháp. Không phải hắn không tín nhiệm Trần Phi, chính là bởi vì tin tưởng, lúc này mới càng làm hắn bây giờ không nhịn được khiếp sợ vạn phần. Nếu như Trần Phi liền lão thủ trưởng bây giờ loại này, ít nhất là năm đó 10 lần khó khăn tình huống, cũng vẫn có thể cứu được. Cải tử hồi sanh, như vậy và thần tiên có cái gì khác biệt? Cái gì, Tuần thúc thúc Trần tiên sinh hắn nói như vậy? Hắn có biện pháp? Một bên, nghe hiểu Tuần lão ý của lời này, Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nghi đều là không nhịn được kích động. Hứa Bội Nghi ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên mừng rỡ, hỏi. Tuần lão ngươi còn chưa tin ta? Yên tâm đi, chỉ cần Diêm Vương không có tới, những thứ khác, một cái chuyện nhỏ. Trần Phi ngang ngược nói. Vậy, tốt lắm. Vậy Tuần lão nghe vậy cũng là kích động, lập tức hướng bên người vậy áo khoác dài màu trắng tóc hoa dâm ông già nói, tiểu cung, mau để cho người đem cái này viện dưỡng bệnh internet mở ra, để cho Trần tiên sinh xem lão thủ trưởng bệnh tình. Có thể, nhưng mà, Tuần lão, cái này có phải hay không có chút không phù hợp quy củ? Vậy tóc hoa dâm ông già trần chờ nói. Nói thật, hắn mặc dù có chút biết Tuần luôn bọn họ trong miệng vậy cái gọi là Trần tiên sinh. Nhưng lại đối với hắn khịt mũi coi thường. Phải biết bọn họ kinh đô chuyên gia chữa bệnh thành viên tiểu tổ, đây chính là cả nước lợi hại nhất Tây Y tạo thành. Bọn họ cũng không có biện pháp, những người khác, sao có thể có biện pháp? Đó không phải là đùa giỡn hay sao? Nghe vậy, Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nghi sắc mặt đều là không nhịn được đổi một cái. Ừ, vậy Tuần luôn lại là nhướng mày một cái, nói cung Trịnh Xuân. Ta bây giờ lấy y thánh đường đường chủ thân phận, ra lệnh ngươi, lập tức dựa theo ta nói đi làm. Tuần lão, cung Trịnh Xuân, cũng chính là kinh đô chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ tổ trưởng, sắc mặt trực tiếp là tăng được đỏ bừng, thần sắc hết sức khó khăn xem.
hắn cùng Trịnh Xuân thân là kinh đô chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ tổ trưởng, đồng thời cũng là cái này núi Long Hổ viện dưỡng bệnh viện trưởng, nhưng là, Tuần Lôn y thánh đường đường chủ thân phận, so với hắn cao nửa cấp, hơn nữa còn là thẳng hạt. Cho nên Tuần Lôn như bây giờ chính trọng chuyện lạ ra lệnh hắn, hắn căn bản không cách nào cự tuyệt. Là, Tuần lão, rồi sau đó, liền gặp hắn bất đắc dĩ gật đầu một cái, sắc mặt âm trầm, hướng người bên cạnh nói, đi, dựa theo Tuần lão nói làm. Rất nhanh, hai bên chuẩn bị công tác cũng đã là hoàn thành. Viện dưỡng bệnh bên này khai thông xem nhiều lần quyền hạn. Bên kia, Trần Phi cũng là ở khách sạn California Garden tìm được một máy phối trí rất tốt máy vi tính. Hai vừa bắt đầu video. Kinh đô núi Long Hổ viện dưỡng bệnh dụng cụ, không thể nghi ngờ là cả nước, thậm chí còn toàn cầu đều là vô cùng là đứng đầu cái loại đó. Mà Trần Phi ở khách sạn California Garden bên này vậy dùng tốt nhất dụng cụ, cho nên hỗ thông màn ảnh hạ, Trần Phi liền cơ hồ hoàn toàn hiểu rõ ràng liền Hứa lão gia tử bây giờ tình huống. Trần tiên sinh, như thế nào? Màn ảnh sau này, Tuần Lôn Tuần lão thần sắc ngưng nhiên hỏi. Ừ, hẳn còn có thể chống đỡ cái 3 giờ chứ? Trần Phi trầm ngâm nói. Hứa lão gia tử bây giờ trạng huống này không phải bởi vì những thứ khác, chính là bởi vì lớn tuổi, cơ năng thân thể lão hóa, cho nên không có biện pháp. Vậy, vừa nghe gặp Trần Phi như thế nói, Tuần Lôn nhất thời con người đông lại một cái, nói. Tuần lão yên tâm đi, không có sao. Ta còn có chút biện pháp. Như vậy, người đem các người bây giờ vị trí nói cho ta bây giờ đi qua một chuyến. Trần Phi cười một tiếng, trong lòng có dự tính nói. Trần tiên sinh ngươi thật có làm, tốt lắm, ta bây giờ liền đem núi Long Hổ viện dưỡng bệnh vị trí phát cho ngươi. Nghe được Trần Phi như thế nói, Tuần Lôn lại mâu thuẫn lấy làm kinh hãi. Rồi sau đó liền gặp hắn xoay người nhìn về Hứa Uông Dương, thần tình nghiêm túc nói, Uông Dương. Trần tiên sinh bây giờ muốn đuổi tới kinh đô, cũng chỉ có hơn 3 tiếng thời gian, người đi chuẩn bị một. Ừ, Hứa Uông Dương cũng đã là thần tình kích động, cùng khó giải quyết gật đầu đáp ứng. 3 tiếng, muốn cho một người từ Chiết Giang đến bọn họ kinh đô tới, cái này thật khó khăn một chút, không phải đơn giản sự việc. Nhưng bây giờ, cho dù là lại không đơn giản, hắn cũng chỉ có nhắm mắt đi làm, đụng một cái. Không cần như vậy phiền toái. Có thể nhưng vào lúc này, điện thoại bên trong truyền đến Trần Phi thanh âm. Ừ, Tuần Lôn ngẩn người, không nhịn được nói, Trần tiên sinh, người không phải nói lão thủ trưởng cũng chỉ còn lại có 3 tiếng thời gian sao? Như thế trong thời gian ngắn, nếu không phải để cho Uông Dương là người an bài, người làm thế nào? Đúng rồi, chẳng lẽ là phi báo, người muốn cho phi báo giúp người an bài? Tuần Lôn, bừng tỉnh hiểu ra, quả thật, hiện nay phi báo... Đây chính là lĩnh Nam 3 tỉnh đầu rồng, hơn nữa Trần Phi vậy vẫn là vậy phi báo đầu lĩnh, để cho bọn họ ra mặt, không thể nghi ngờ so để cho Hứa Uông Dương cách xa như vậy lại đi tuyển người ra mặt, muốn thuận lợi rất nhiều. Ừ, không kém bao nhiêu đâu, Trần Phi cười một tiếng, nói Tuần lão, Uông Dương thúc thúc, bội nghi a di, các người yên tâm đi, có ta ở đây, lão gia tử nhất định sẽ không có chuyện gì. Địa chỉ phát cho ta, sau đó cùng ta tới được rồi. Ừ, Trần tiên sinh ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Hứa Bội Nghi không nhịn được kích động nói. Từ mới bắt đầu đến bây giờ, quả thật, Trần Phi một mực không để cho bọn họ thất vọng qua. Cho nên bây giờ cũng vậy, nàng tin tưởng hắn, sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Rồi sau đó, Tuần lão liền cúp điện thoại, đem kinh đô núi Long Hổ viện dưỡng bệnh vị trí phát cho Hoàng Đào điện thoại di động. Tít tít, Hoàng Đào trên điện thoại di động phát tới một cái tin nhắn ngắn. Trần Phi lật ra nhìn xem, ngay tức thì trong lòng có đếm. Rồi sau đó liền gặp hắn cười hướng bên trong căn phòng Hoàng Đào nói, Hoàng thúc, điện thoại di động này ngươi chỉ sợ là muốn mượn ta cả đêm. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hoàng Đào vội vàng không chút do dự gật đầu, rồi sau đó lại gặp hắn trần chờ hồi lâu, không nhịn được khẩn trương hỏi, Trần tiên sinh, hứa lão gia tử bên kia, thật không thành vấn đề sao? Yên tâm đi, ta bảo đảm. 100 cái không có hỏi. Trần Phi cười vỗ ngực một cái. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo quang ảnh lóe lên, một đạo xinh đẹp ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng. Ai ai ai, ngươi là ai, ngươi thế nào? Ngay tức thì, Hoàng Đào còn có Cao Chí Nam hai người cũng bị giật mình. Cái này là quỷ sao? Sao,
làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở bọn họ bên trong căn phòng, cái này, cái này. Bọn họ hai người không nhìn được sắc mặt trắng bệch, tứ chi vô lực. Không có biện pháp, như vậy một màn quỷ dị, thật sự là có chút dọa người. Ừ, ngược lại thì Trần Phi thấy người đến, hơi sững sờ, rồi sau đó cười, nói, Hoàng Thúc, Giám Đốc Cao, chớ khẩn trương, người mình. Uyển Tình, tu luyện song thành. Nguyên lai vậy xinh đẹp ảnh không phải người khác, chính là Bùi Uyển Tình. Còn không có, không quá ta mới vừa rồi nghe gặp ngươi gọi điện thoại, thế nào sao? Chuyện gì xảy ra? Bùi Uyển Tình thân mật hướng Trần Phi đi tới, cau mày hỏi. Trước kia quan hệ rất tốt một vị trưởng bối đại hạn đến, ta chuẩn bị đi xem, muốn cho hắn sống lâu mấy năm thời gian. Nếu không ngươi ở nơi này chờ ta mấy ngày chứ, ta xem ngươi, thật giống như đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3. Cảm nhận được Bùi Uyển Tình trên mình xốc xếch hơi thở, Trần Phi con ngươi hơi sáng lên, nói. Vậy cũng tốt, chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Bùi Uyển Tình chu mỏ một cái, tựa hồ có chút chưa hài lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái, nói. Nàng bây giờ đích xác là không thời gian lúc nào, vừa vặn gặp phải còn muốn đột phá. Trần tiên sinh, cái này, vị này là. Nhưng vào lúc này, vậy một mặt đờ đẫn Cao Chí Nam cùng với Hoàng Đào không nhịn được hỏi. Ngươi nhìn ta trí nhớ này, quên giới thiệu. Trần Phi vỗ đầu một cái, cười giới thiệu, Uyển Tình, đây là Cao Chí Nam giám đốc Cao. Đây là Hoàng Đào Hoàng Thúc, và ta quan hệ rất tốt, người mình. Giám đốc Cao ngươi tốt, Hoàng Thúc. Hoàng Thúc thúc ngươi khỏe. Bùi Uyển Tình nghe vậy lập tức hướng Cao Chí Nam hai người chào hỏi một tiếng. Ngươi tốt, ngươi khỏe. Vậy Cao Chí Nam, Hoàng Đào hai người lập tức câu nệ đáp lại, nói. Giám đốc Cao, Hoàng Thúc đừng như thế câu nệ, nói hết rồi là người mình. Đây là lão bà ta Bùi Uyển Tình, hi hi. Nói xong lời cuối cùng. Trần Phi không nhịn được lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lão bà, Cao Chí Nam, Hoàng Đào không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng hướng Bùi Uyển Tình lại lần nữa cung kính nói, Bùi nữ sĩ, ngươi khỏe. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ mặt cũng là không nhịn được đang cảm thán. Nữ nhân này, tuyệt đối là thế ngoại cao nhân kiểu kỳ nữ tử, hơn nữa vậy là thật đẹp, nhân gian tuyệt sắc à. Cũng chỉ có Trần Tiên Sinh vậy đám nhân vật. Mới có tư cách có phụ nữ như vậy đi. Nghĩ đến đây, Hoàng Đào, Cao Chí Nam trước đối với Bùi Uyển Tình cái loại đó quỷ dị xuất hiện phương thức kinh hãi, hiện vào lúc này cũng là dần dần tiêu lui xuống. Một khắc sau, liền gặp vậy Hoàng Đào nhìn Trần Phi nói, Trần Tiên Sinh, ngươi lúc nào lên đường? Lúc nào lên đường, ngay bây giờ đi, Trần Phi sờ cằm một cái, vung tay lên, vậy ngoài cửa sổ trực tiếp là xuất hiện một tòa thật to hắc kim chiến hạm. Phía trên lưu chuyển yên lặng lạnh như băng sáng bóng, kim tưới thiết xây, hơi thở bàng bạc. Một màn này, trực tiếp là làm vậy Cao Chí Nam, Hoàng Đào hai người trợn mắt hốc mồm, sợ ngây người. Cái này, đây là... Vậy Cao Chí Nam, Hoàng Đào hai người trực tiếp là ngu, cái này, CMN cái này là đồ chơi gì? Đóng phim sao? Uyển Tình, Giám Đốc Cao, Hoàng Thúc, vậy ta liền đi trước, hồi gặp. Trần Phi thân hình chớp mắt. Biến mất ở bên trong phòng, rồi sau đó, vậy hắc kim chiến hạm liền giống như là lưu quang vậy, chợt bay bắn ra, biến mất ở chân trời, tốc độ nhanh tới cực điểm. Đạp 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 Cao Chí Nam chạy đến vậy bên cửa sổ lên, hung hăng xoa xoa mình ánh mắt, chợt không nhịn được một bộ, mới vừa rồi đó là hắn đang nằm mơ sao, thần sắc, trợn mắt hốc mồm, ngơ ngác lẩm bẩm, không, không có. Cái này, Giám Đốc Cao, Hoàng Thúc Thúc, ta đi về trước tu luyện. Nhưng vào lúc này, Bùi Uyển Tình nhẹ nhàng nói. À, nhà tốt, tốt lắm, Bùi nữ sĩ người tùy ý đi. Hoàng Đào lạnh lùng lắp bắp nói, có chút lúng túng. Hoàng Thúc Thúc các người kêu ta Uyển Tình là tốt, đều là người mình, không cần như vậy lạnh nhạt. Bùi Uyển Tình nhoẻn miệng cười, nói. Uyển Tình, vậy cũng tốt, chúng ta liền khinh thường một chút, kêu người Uyển Tình chứ. Vậy Hoàng Đào trần chờ một chút, vẫn là gật đầu nói. Bọn họ gọi Trần Phi là Trần Tiên Sinh, là về tình thì có thể lượng thứ, hơn nữa cũng không biết lộ vẻ được lạnh nhạt, nhưng nếu là như vậy gọi Bùi Uyển Tình là Bùi nữ sĩ, nói thật, nghe là có chút không quen. Cảm giác không tốt lắm. Ừ, Hoàng Thúc Thúc, Giám Đốc Cao, vậy ta về phòng trước ở giữa đi. Bùi Uyển Tình lúc này mới cười gật một cái, thân hình chớp mắt,
trực tiếp là biến mất, tiêu, biến mất. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam cùng Vậy Hoàng Đào trực tiếp là nhìn lẫn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng là đồng loạt không nhịn được thở một hơi thật dài. Vậy Cao Chí Nam lắc đầu một cái, thở dài nói, cái này Trần tiên sinh, thật đúng là kỳ nhân à. Quá đáng sợ. Hoàng Đào nghe vậy, sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Cái này các thủ đoạn, bay lên trời chui xuống đất, là có chút quá dọa người. Nhất định chính là siêu người à. Không tới nửa giờ, Tuần Lão cùng với Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nghi cùng người Hứa gia đang núi Long Hổ Viện dưỡng bệnh lo lắng chờ đợi, Hứa Uông Dương điện thoại, đột nhiên lại chói tai vang lên. Ừ, Hứa Uông Dương nhíu mày một cái, cầm ra điện thoại vừa thấy, chợt ánh mắt trực tiếp là run rẩy, vội vàng nhấn tiếp thông kiện, hơi cung kính nói, Trần tiên sinh chuyện gì? Là có cần gì giúp một tay sao? Ta đã đến cái này cái gì viện dưỡng bệnh dưới núi, bất quá giữ cửa cảnh vệ không để cho ta tiến vào. Uông Dương thúc thúc các người tìm một người đi ra tiếp ta một chút. Micro bên trong, truyền đến Trần Phi Bình thản tiếng cười. Cái gì, Trần tiên sinh ngươi đã đến, đến. Hứa Uông Dương nghe vậy không nhịn được bá một tiếng đứng lên, mặt đầy thần sắc kinh động cùng rung động. Bọn họ lúc này mới vừa cúp điện thoại không tới nửa giờ, Trần Phi lại có thể liền đã đến. Cái này, đây tột cùng là như thế nào làm được? Cho dù là bay, vậy không nhanh như vậy đi. Hắn dĩ nhiên không biết, Trần Phi thật đúng là bay tới. Từ thành phố Bắc Sơn bay đến cái này kinh đô tới. Uông Dương, thế nào? Nghe gặp Hứa Uông Dương rung động tiếng, Tuần Lão hơi biến sắc mặt, con người cả kinh, không nhịn được hỏi. Đến, đến, đã đến, cái này không thể nào đi. Tuần thúc thúc, Trần tiên sinh nói hắn đã đến. Bây giờ đang ở núi Long Hổ dưới chân, để cho chúng ta đi xuống tiếp hắn. Hứa Uông Dương nghe vậy, cơ hồ là ngây ngẩn nhìn sang, nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ tiếp Trần tiên sinh. Ngược lại thì Hứa Bội Nghi không suy nghĩ nhiều như vậy, hoặc là nàng trái tim bây giờ hoàn toàn là ở mình lão phụ thân nguy tình phía trên. Vừa nghe đến đại ca của mình mà nói, nàng liền vội vàng chạy chậm ra đi đón người. Ta cũng đi, Hứa Tế cũng là đi theo lên. Nhất thời, cái này trông chừng phòng bên ngoài trên hành lang. Cũng chỉ còn lại có một mặt rung động Tuần Luân Tuần Lão, cùng với Hứa Uông Dương hai người. Chỉ gặp bọn họ nhìn nhau một cái, người sau thật sự là không nhìn được rung động, nói Tuần thúc thúc, ngươi nói Trần tiên sinh hắn thật là từ Bắc Sơn tới đây. Lúc này mới nửa giờ à, hắn kết quả, đến tột cùng là làm sao làm được. Tuần Luân nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói ta cũng không biết. Đúng vậy. Nửa giờ từ Bắc Sơn đến bọn họ kinh đô tới, hơn nữa còn là một vòng bên trong viện dưỡng bệnh, cái này có phải hay không có chút quá khủng bố, quá phóng đại. Bất quá, vậy có lẽ chính vì vậy, Trần Phi Trần tiên sinh mới có thể có nắm chặt như vậy, có thể chữa khỏi lão thủ trưởng bây giờ cái này đại hạn buông xuống chứ. Cái này 3 năm sau hắn, kết quả đã đổi được lợi hại tới trình độ nào. Tuần Luân không dám tưởng tượng, vậy không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, bên kia, Trần Phi cũng bị Hứa Bội Nghi mang vào núi Long Hổ Viện dưỡng bệnh chính giữa. Trần tiên sinh, ngươi có thể nhất định phải mau cứu ta đi, van cầu ngươi, nhờ ngươi. Hứa Bội Nghi cặp mắt đỏ bừng, nhìn Trần Phi khẩn cầu. Bội Nghi A-di, yên tâm đi, có ta ở đây, không thành vấn đề. Trần Phi cười một tiếng, trong lòng có dự tính, rồi sau đó lại gặp hắn hướng hàng trước Hứa Tế nhìn lại, cười chào hỏi, Hứa Tế ca, đã lâu không gặp à? Đừng Trần tiên sinh, ngươi gọi như vậy ta chân thực có chút thẩm được hoảng, ngươi hay là gọi ta tiểu tế, hoặc là kêu tên ta đi. Hứa Tế vội vàng lắc đầu một cái, lại không nhịn được hướng Trần Phi hỏi, Trần tiên sinh, ra ta tình huống, trước kinh đô chữa bệnh chuyên gia thành viên tiểu tổ, còn có Tuần Lão đều nói là lớn giới hạn đến. Loại chuyện này, thật có thể lại cứu một lần. Không có biện pháp, hắn chẳng qua là người bình thường. Cho nên hắn chân thực không cách nào tưởng tượng đại hạn đến, vẫn có thể lại cứu một lần sao? Yên tâm đi, tin tưởng ta, không thành vấn đề, Trần Phi cười một tiếng, rất xác định nói. Chỉ chốc lát sau, vậy xe Audi chạy nhanh lên núi Long Hổ Viện dưỡng bệnh. Xuống xe, Hứa Bội Nghi vội vàng dẫn Trần Phi đi vào bên trong. Đợi một chút, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền tới. Chỉ thấy là một vị tóc hoa râm ông già. Ở một đám áo khoác dài màu trắng ông già vây quanh, đi ra. Cung viện trưởng,
Hứa Bội Nghi thấy người đến, sắc mặt hơi đổi một chút, hỏi cung viện trưởng, người có chuyện gì không? Nguyên lai vậy kêu là ở người hắn không phải người khác, chính là vậy kinh đô chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ tổ trưởng, cái này núi Long Hổ viện dưỡng bệnh viện trưởng, cung Trịnh Xuân. Chỉ gặp hắn cau mày nhìn một cái Hứa Bội Nghi, rồi sau đó ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mình, dùng một loại thẩm vấn giọng, nói, Hứa Phó Bộ trưởng, thằng nhóc này là người nào? Chúng ta núi Long Hổ viện dưỡng bệnh là địa phương nào? Người ngoài không thể tùy tiện vào tới. Nghe vậy, Trần Phi khẽ cau mày. Vậy Hứa Tế vội vàng mở miệng nói, cung viện trưởng, vị này chính là Trần Phi Trần Tiên Sinh. Hắn là tới là ra ra ta xem bệnh. Cái gì? Hứa Tế không mở miệng khá tốt, vừa mở miệng, những cái kia cái áo khoác dài màu trắng lão đầu nhi trực tiếp là nổ lật. Nguyên bản, trước tuần luôn tuần lão lực lượng lớn thổi nâng cái gì đó cái gọi là Trần Phi Trần Tiên Sinh, bọn họ những thứ này kinh đô chữa bệnh chuyên gia thành viên tiểu tổ trong lòng chính là nín một hơi. Rõ ràng bọn họ mới là cả nước tốt nhất nhất bác sĩ lợi hại, có thể tuần luôn tuần lão nhưng liền nhìn thẳng nhìn bọn họ cũng không có, coi thường bọn họ, hơn nữa bây giờ còn như vậy coi trọng một cái không biết từ đâu đi ra ngoài người nhà quê, điều này có thể không làm bọn họ tức giận sao. Mà bây giờ, khi bọn hắn thấy Trần Phi đây, trẻ tuổi như vậy, nhìn như hoàn toàn chính là một lần đầu rời nhà tranh tay mơ. Trong lòng bọn họ mặt vậy cổ khí, vậy cổ tử ghen tị lửa, chính là càng ngày càng cháy vượng. Hứa Bội Nghi Phó Bộ trưởng, thứ cho ta nói thẳng, các người đây là hồ đồ sao? Liền hắn tiểu tử như vậy, mới bao nhiêu tuổi? Hắn hiểu cái gì gọi là y thuật, cái gì gọi là cứu người? Theo ta xem, các người có phải hay không bị gạt? Không sai, liền tiểu tử như vậy, sợ rằng vội tới ta làm đồ tôn ta cũng còn không muốn. Hắn có thể hiểu cái gì gọi là y thuật sao? Chớ có nói đùa, từng tuổi này người tuổi trẻ, khẳng định cái gì cũng không hiểu. Không tệ không tệ, Hứa Bội Nghi Phó Bộ trưởng, các người đây là cũng quan tâm sẽ bị loạn, bị thằng nhóc này thừa dịp hư mà vào, nắm lấy cơ hội đi lừa gạt. Ngươi xem hắn, mặt hơn 30, giống như bác sĩ sao? Oanh! Nhất thời, vậy một đám chuyển áo khoác dài màu trắng kinh đô chữa bệnh chuyên gia thành viên tiểu tổ liền vỡ lở lên. Ngươi một lời ta một cái, trong lời nói tràn đầy đối với Trần Phi khinh miệt, khinh thường, giễu cợt, các loại cong chua. Tràn đầy nồng nặc ghen tị lửa. Hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, Trần Phi bực này tuổi người tuổi trẻ, đừng nói là có hay không tư cách đi cho lão thủ trưởng khám bệnh. Sợ rằng tiểu tử này vậy cái gọi là y thuật, cho trong bọn họ bất kỳ một người nào sách giày, cũng không xứng. Đúng vậy, trong bọn họ bất kỳ một người nào, đều có như vậy tự tin. Bọn họ nhưng mà kinh đô chữa bệnh chuyên gia thành viên tiểu tổ, là toàn bộ nước trên dưới tốt nhất Tây Y, ở bọn họ trước mặt. Trần Phi loại người này, là thứ gì? Hứa Bội Nghi Phó Bộ trưởng, thứ cho ta nói thẳng, các người nếu là muốn để cho hắn cho lão thủ trưởng xem bệnh, ta cảm thấy, vì lão thủ trưởng an toàn dậy gặp, lúc này, phải được thảo luận kỹ hơn. Nhưng vào lúc này, cung Trịnh Xuân lạnh lùng mở miệng nói. Rồi sau đó, liền gặp mắt thần khinh miệt rơi xuống Trần Phi trên mình, dùng mắt nhìn xuống, giọng ra lệnh, còn như ngươi, nếu như ngươi bây giờ còn có một chút tự biết mình. Hoặc là vẫn là có chút tiểu thông minh, liền cút nhanh lên đi. Nếu không, cùng ta để cho người đến bắt ngươi, đến lúc đó thì không phải là chuyện đơn giản như vậy. Bắt ta, Trần Phi nghe vậy, con ngươi hàn mang hơi nhanh tránh. Bội Nghi A-di, chúng ta đi thôi, đừng để ý tới bọn họ. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng bên cạnh Hứa Bội Nghi nói, trực tiếp là đem những người đó không thấy. Càn rỡ, to gan. Nhất thời. Những người đó nổi giận, từng cái nghĩa tránh ngôn từ giống to. Rất tốt sao? Xem ra ngươi là lấy là ta cung Trịnh Xuân là ở nói đùa với ngươi. Ngươi cái này tên lường gạt là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Cung Trịnh Xuân cũng là tức giận cười lạnh, rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là hướng viện dưỡng bệnh bên ngoài cảnh vệ hét lớn, người đâu? Mau cho ta tới đi, đem thằng nhóc này bắt đi. Lại dám đi lừa gạt đến chúng ta núi Long Hổ viện dưỡng bệnh tới, đơn giản là vô cùng gan dạ, tội không thể tha thứ. Bá, bá, bá. Một đám mặc người súng thật đạn thật cảnh vệ lập tức vọt vào. Một cái trong đó giống như là đầu lĩnh vậy nhân vật, hướng cung Trịnh Xuân hỏi, cung viện trưởng, chuyện gì xảy ra sao? Hắn, chính là hắn, cho ta mang đi. Lừa gạt thủ trưởng thân nhân, ý đồ đối với một vị thủ trưởng gây rối.
đơn giản là đại nghịch bất đạo tội. Kim đội trưởng, ngươi lập tức cho ta đem hắn bắt đi, nghiêm ngặt thẩm vấn, nhất định phải bắt được bàn tay đen sau màn là ai, là phải hay không chính hắn tự mình. Cung Trịnh Xuân một mặt cười lạnh gài tang vật giá hỏa. Vô cùng âm trầm. Kim đội trưởng nghe vậy, cũng là lập tức hung tợn hướng Trần Phi vây lại. Mang đi, hắn phất tay nói. Dừng tay, ngươi, các người làm gì? Vậy Hứa Bội Nghi kinh hoàng. Dừng tay, một món khác tiếng hét thất thanh truyền tới, nhưng là Hứa Uông Dương cùng với Tuần Lôn vội và từ vậy viện dưỡng bệnh bên trong chạy đến. Thấy tình cảnh này, Hứa Uông Dương cùng với Tuần Lôn đều là không nhịn được cả giận nói. Các người làm gì, đều tránh ra, nghe không? Tránh ra, Hứa Uông Dương giận dữ hét. Hứa Tư lệnh, Kim đội trưởng trần chờ. Hứa Bội Nghi hắn có thể không coi vào đâu, có thể cái này Hứa Uông Dương, hắn cũng không dám coi thường. Hơn nữa, Y Thánh Đường Tuần lão vậy vẫn còn ở. Trần tiên sinh, chỉ gặp vậy Tuần Lôn hướng Trần Phi hơi khom người, rồi sau đó liền thần sắc ánh mắt lạnh lùng rơi xuống Kim đội trưởng trên mình, lạnh lùng hỏi Kim đội trưởng, ngươi có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra không? Các người, tại sao phải dẫn độ Trần tiên sinh? Ta, Kim đội trưởng xuất mồ hôi chán, nói Tuần lão, là bởi vì là cung viện trưởng nói, người này lừa gạt thủ trưởng thân nhân, ý đồ đối với một vị thủ trưởng gây rối. Nói bậy nói bạ, Hứa Uông Dương lúc này nổi giận, nhìn cung Trịnh Xuân lạnh lùng nói, cung viện trưởng, người đây là ý gì? Trần tiên sinh là chúng ta mời tới là ba ta xem bệnh thánh thủ, người lời này. Là nói chúng ta cũng là người ngu, lão hồ đồ, Trần tiên sinh là tên lường gạt. Cung Trịnh Xuân sắc mặt đổi một cái, đỏ lên mặt, mạnh chống nói, chẳng lẽ không phải là. Hứa quân đoàn trưởng, người xem nghiêm túc xem, thằng nhóc này hắn mới bây lớn. Liền cháu ta cũng so hắn còn muốn lớn tuổi một ít, người cảm thấy loại người này, coi như là biết y thuật, mới có thể có ta 10%. Lão thủ trưởng bây giờ tình huống, là lớn giới hạn đến, liền ta cũng bó tay không thuật, hắn là thứ gì. Có thể làm được ta Cung Trịnh Xuân cũng không làm được sự việc. Đầy mặt hắn vặn vẹo hét lớn, tướng mạo vô cùng là xấu xí. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, hắn Cung Trịnh Xuân không làm được sự việc, những người khác khẳng định vậy tuyệt không có thể làm được. Cho nên hắn mới có thể ngăn lại Trần Phi, ngăn trở hắn. Bởi vì nếu là Trần Phi thật làm được, đây chẳng phải là chứng minh hắn Cung Trịnh Xuân bất lực. Hắn nhưng mà kinh đô chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ trưởng, núi Long Hổ viện dưỡng bệnh viện trưởng, là toàn bộ nước tốt nhất Tây Y. Làm sao biết bất lực? Ngươi không được, vậy chỉ có thể là chứng minh ngươi rác dưới, bất lực mà thôi. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi bình thản âm như lợi kiếm vậy vang lên, trực tiếp là đem hắn vậy dối trá ngụy trang cho đâm rách không còn. Được rồi, Uông Dương thúc thúc, Tuần lão, đừng tìm loại phế vật này vậy kiến thức, không cần phải, vậy lãng phí thời gian. Chúng ta vào đi thôi, ta đi cho lão gia tử xem bệnh. Xem đều không xem Cung Trịnh Xuân một cái. Trần Phi hướng trong viện dưỡng lão mặt đi tới. Đứng lại, người đứng lại cho ta, người muốn cho lão thủ trưởng xem bệnh. Ta không đồng ý, thấy tình cảnh này, Cung Trịnh Xuân lập tức tức giận hét lớn. Mặt đầy xấu xí cùng dữ tợn. Không đồng ý, người dựa vào cái gì không đồng ý. Trần Phi quay đầu lại, dùng xem kẻ ngu giống vậy ánh mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Chỉ bằng ta là cái này núi Long Hổ viện dưỡng bệnh viện trưởng. Ta nói không đồng ý, đó chính là không đồng ý. Ngươi nếu là dám tự mình cho lão thủ trưởng xem bệnh, xảy ra vấn đề, người nào chịu trách nhiệm? Cung Trịnh Xuân hổn hển lạnh lùng nói. Ta tới phụ trách, nhưng vào lúc này, Tuần Lôn Tuần lão nhàn nhạt nói, Cung Trịnh Xuân, ta tới phụ trách, có thể chứ? Ngươi, Cung Trịnh Xuân ngay tức thì sắc mặt đỏ lên gan heo, không nói ra lời. Y Thánh Đường, Tuần Lôn. Là so bọn họ kinh đô chữa bệnh chuyên gia tiểu tổ càng bị phía trên đồng ý theo coi trọng tổ chức cơ cấu. Cho nên Tuần Lôn, tự nhiên là có tư cách tới thua cái này trách. Tuần lão, ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi làm như vậy, là ở đem lão thủ trưởng đi dưới vách đá đẩy. Cung Trịnh Xuân mặt mũi hoàn toàn không có, không cam lòng hổn hển nói. Cái này không dùng ngươi nhiều lo nghĩ bậy bạ. Ngươi nếu là cảm thấy có vấn đề, hoàn toàn có thể hướng phía trên phản ảnh. Ngươi không phải có cái quyền lợi này sao? Bây giờ, tránh ra. Vậy Tuần Lôn nghe vậy, lạnh lùng nói. Ngươi, các người sẽ hối hận. Ta bây giờ lập tức đi ngay tìm phía trên người. Các người đây là đang mưu sát.
đưa lão thủ trưởng an nguy không để ý. Vậy Tuần Lôn cả giận nói. Phịch. Nhưng vào lúc này, một cái chân đột nhiên đá vào bụng hắn lên. Đem hắn trực tiếp đá ra viện dưỡng bệnh ngoài cửa lớn. Ta chờ ngươi, ngươi đi phía trên phản ảnh đi, bất quá bây giờ, ngươi trước hay là cút đi. Trần Phi nhàn nhạt bĩu môi, hướng bên cạnh Tuần Lôn, Hứa Uông Dương đám người nói, tốt lắm, Tuần lão, Hứa thúc thúc chúng ta đi vào xem lão gia tử đi. Ngươi, CMN lại dám. Được, rất tốt sao. Ngươi trâu bò, họ Trần, ngươi cho ta chờ, nếu như ta cung Trịnh Xuân không tìm người giết chết ngươi, coi là ngươi lợi hại. Cung Trịnh Xuân trên đất lăn mấy vòng, đụng được cả người đều đau, tức giận mặt cũng xanh biếc, buông xuống một câu lời độc ác, sau đó lập tức rời cứu binh đi. Tiến vào viện dưỡng bệnh sau đó, Hứa Bội Nghi sắc mặt hơi đổi một cái, vẫn là không nhịn được một mặt lo lắng nói, Trần tiên sinh, ngươi lần này là có chút xung động. Cung Trịnh Xuân, nhưng mà cung ra người. Được rồi, Hứa Uông Dương vội vàng uống dừng lại em gái mình mà nói, hướng Trần Phi nghiêm túc nói, Trần tiên sinh ngươi yên tâm, cung Trịnh Xuân nếu là dám đến tìm ngài phiền toái, ta tới xử lý, ngươi không cần lo lắng. Cung gia, Trần Phi hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, Tôn gia, Lưu gia, Trần gia, Hứa gia. Dường như 3 năm trước, cái này kinh đô hẳn không có lợi hại gia tộc, gọi là làm cung gia chứ. Ai, vậy cũng là 3 năm trước chuyện. Bây giờ kinh đô, đã sớm không phải 3 đại gia tộc thiên hạ. Vậy Hứa Bội Nghi than nhẹ một tiếng, lại không nhịn được nói, được rồi, Trần tiên sinh, không nói những chuyện phiền lòng này, người đi nhanh xem ba ta đi. Không tệ, Hứa Uông Dương cũng là lập tức gật đầu một cái, nói Trần tiên sinh, ba ta hắn. Liền giao cho ngươi à? Trần tiên sinh, mời theo cho ta tới. Tuần Lôn ở một bên nói. Hắn lại hướng Hứa Uông Dương cùng với Hứa Bội Nghi hai người nói, hai người hiện ở bên ngoài đợi tí đi. Ừ, Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nghi gật đầu một cái. Được, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, đi theo Tuần Lôn Tuần lão đi vào viện dưỡng bệnh chỗ sâu, Hứa lão gia tử trông chừng phòng bệnh. Vừa tiến vào bệnh kia phòng chính giữa, đập vào mặt chính là một cổ tử nồng đậm thuốc đông y vị, còn có nước khử trùng, làm người ta nôn mửa. Trần Phi ánh mắt dừng lại ở trên giường bệnh. Trên giường bệnh, Hứa lão gia tử đã lâm vào hôn mê, phổ biên yên lặng, cả người quanh quẩn một cổ nhàn nhạt tử khí. Thật là đại hạn đến à, thấy tình cảnh này, Trần Phi không nhịn được tự lẩm bẩm một tiếng. Lấy hắn tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra, Hứa lão gia tử đây là thật đại hạn đến, cho nên mới vững vàng như vậy, chỉ còn lại vậy nhàn nhạt tử khí đang từng bước xâm chiếm hắn sau cùng sinh mạng. Trần tiên sinh, phải làm sao? Tuần Lôn Tuần lão ở một bên hỏi. Nói thật, loại chuyện này thật không rõ ràng, coi như là hắn Tuần Lôn được gọi là y thánh đường đường chủ, y thánh, cũng là như vậy. Cho nên hắn bây giờ rất muốn biết, Trần Phi kết quả sẽ dùng dạng gì phương pháp, tới cứu lão thủ trưởng, hơn nữa còn sẽ thành công đâu. Kim, Trần Phi chậm rãi mở miệng. Tuần Lôn Tuần lão hơi ngẩn ra, rồi sau đó lập tức đưa lên hắn mang theo người một bộ châm cứu. Bá, bá, bá. Đem bộ ngân châm kia tiếp tới trong tay, Trần Phi trực tiếp là ngón tay như con bướm bản nhẹ nhàng múa lên, hành châm đứng lên. Màu vàng kia ánh sáng nhàn nhạt, vậy trong không khí hình thành sáng chói hình ảnh, một lát sau, Hứa lão gia tử trực tiếp là ừ nhẹ một tiếng, dần dần tỉnh lại. Cái này, cái gì? Thấy tình cảnh này vậy Tuần Lôn Tuần lão không nhịn được thất kinh, mặt đầy trợn mắt hốc mồm đứng lên. Nói thật. Hắn cũng còn nhìn không hiểu Trần Phi cái này hành châm thủ pháp dụng ý, ở nơi nào, lão thủ trưởng nhưng cư, thì đã là thức tỉnh. Cái này, điều này sao có thể? Cái này, đây là đùa giỡn chứ? Lão gia tử, đã lâu không gặp, mà ở thấy Hứa lão gia tử dần dần tỉnh lại, Trần Phi cười gọi, nói. Ừ, là thằng nhóc ngươi. Trần Phi, Hứa lão gia tử dần dần tỉnh hồn, trước mắt là xuất hiện Trần Phi hình ảnh. Không nhịn được con ngươi chợt co rúm một cái, trợn tròn cặp mắt, giật mình vô cùng nói. Hiển nhiên, đối với đã biến mất hơn 3 năm Trần Phi, lại sẽ lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, may là Hứa Đông Điền Hứa lão gia tử nhân vật như vậy, tất cả đều là không nhịn được giật mình không thôi. Lão đầu tử trước đừng kích động, ta ở giúp ngươi chữa bệnh đây. Tốt lắm, trước rời giường xem có thể hay không mình thức dậy. Trần Phi tỏ ý lão gia tử đừng kích động. Mở miệng nói.
đợi một chút, lão thủ trưởng bây giờ tình huống, không thể. Vậy tuần luôn tuần lão theo bản năng còn muốn ngăn cản, bởi vì ở hắn xem ra, lão thủ trưởng, Hứa lão gia tử bây giờ tình huống, có thể tỉnh lại cũng đã là vạn hạnh. Muốn cho chính hắn đứng lên lại, trước không nói có thể hay không có thể, nếu như xảy ra vấn đề gì, nên làm cái gì. Có thể nhưng vào lúc này, một giây kế tiếp nơi sự tình phát sinh, trực tiếp là để cho hắn vị này hoa hạ trung y giới đứng đầu nhất ngôi sao sáng trực tiếp là ngậm miệng. Hắn chặt chặt nhìn đã đứng lên Hứa lão gia tử, trợn mắt hốc mồm, không nói ra lời. Cái này, tuần lão rung động đến á khẩu không trả lời được. Cái này thì đứng lên, cái này cũng quá khoa trương đi. Ha ha, lão tuần, hiện ngươi là chịu phục chưa? Trần Phi tiểu tử này y thuật thật là. Hứa lão gia tử vui vẻ cười to nói, không nhịn được cho Trần Phi dựng lên một ngón tay cái. Nói thật, từ một tháng trước lên bệnh này giường, hắn cũng chưa từng nghĩ mình còn có thể xuống lần nữa tới. Dẫu sao liền liền tuần lão cái này hoa hạ trung y giới đứng đầu ngôi sao sáng đều đã bế tắc, những người khác lại còn có thể có biện pháp gì chứ? Nhưng bây giờ, Trần Phi xuất hiện, lại lần mang đến cho hắn quang minh, mang tới hy vọng. Hắn lại có thể thật, thật lần nữa đứng lên. Đây quả thực hãy cùng nằm mơ như nhau. Vậy thật lợi hại chứ? Nhất định chính là thần tiên sống. Phục, lần này ta là triệt để phục, ta y thuật, sợ rằng liền Trần Tiên Sinh trong 1% cũng chưa tới. Trần Tiên Sinh, thật là ta hoa hạ trung y giới đại năng à. Tuần lão cái này bây giờ vậy còn có thể nói không phục. Cái này đặc biệt đơn giản là phục đến phục sát đất. Quả nhiên, Trần Phi 3 năm trước có thể đem hắn vùng được xa xa, cái này bây giờ, lại là hắn không thể nào đuổi kịp như bức nhân vật hung ác. Đơn giản là thần y. Đơn giản là đổi tai. Nơi nào, ta đây cũng chỉ là vận khí tốt. Tuần lão ngươi như thế thổi nâng ta, ta nhưng là sẽ kiêu ngạo. Ha ha, lão gia tử, trước đừng cố hưng phấn, chỗ này có ngâm thuốc tắm thùng nước tắm không? Ngươi bây giờ thân thể này, còn cần điều chỉnh mới được. Trần Phi cười ha ha nói, lại mở miệng nói. Có, ở nơi này cách vách gian phòng, tuần luôn liền vội vàng nói. Rồi sau đó dìu đỡ Hứa lão gia tử đi tới bên cạnh gian phòng. Ở bên trong phòng này, bất ngờ là trung y ngâm thuốc tắm thùng nước tắm đặt ở trong đó. Lão gia tử, quần áo cởi hết, vào đi thôi. Trần Phi vừa nói, chợt sờ một cái cảm của mình, trong lòng nắm lấy muốn dùng linh dược gì cho Hứa lão gia tử vào bổ thân thể, sẽ tốt hơn. Trên thực tế, hắn mới vừa rồi mặc dù có thể như vậy lợi hại, lập tức là có thể làm đại hạn buông xuống. Bất tỉnh ngủ không tỉnh Hứa lão gia tử đứng lên, bất quá là bởi vì hắn tạm thời khu trừ lão gia tử trên thân thể vậy cổ tử khí, làm hắn hồi quang phản chiếu mà thôi. Nếu như sau này chữa trị không thể theo vào, như vậy lấy lão gia tử bây giờ hồi quang phản chiếu trạng thái, sợ rằng, nửa giờ cũng rất khó chống nổi đi. Dẫu sao đây là đại hạn buông xuống, không có thọ nguyên, cũng không phải đơn giản như vậy. Mà hắn bây giờ nói điều chỉnh thân thể, nói trắng ra, chính là muốn là Hứa lão gia tử bổ sung lại một ít thọ nguyên. Mà có thể bổ sung thọ nguyên phương pháp, trừ tu luyện, đó chính là những cái kia có kéo dài tuổi thọ năng lực thiên tài túi thuốc. Nghĩ đến đây, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, nhiều hơn một viên lóe màu xanh tia sáng mận gai thực. Vậy trái cây cây có gai lên phụt ra phụt vô sáng mờ, vô cùng sáng chói, làm người ta nhìn chăm chú. Cái này... Mắt thấy Trần Phi trên tay đột nhiên nhiều hơn đồ, Hứa lão gia tử, cùng với tuần lão đều là sợ hết hồn. Bất quá, bọn họ giàu gì cũng là người có kiến thức, rõ ràng người tu chân tồn tại, cũng chỉ tự nhiên không có quá lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Hơn nữa, bọn họ hiện vào lúc này sự chú ý, đều ở đây vậy màu xanh mận gai thực phía trên. Không rời ra ánh mắt. Đây là cái gì? Vậy tuần lão cặp mắt tràn ngập rung động vẻ, hỏi. Ở đó trái cây phía trên, hắn lại có thể cảm nhận được sức sống bừng bừng lực lượng, vậy làm sao có thể đủ làm hắn không kinh hãi, không rung động vạn phần. Thanh liên phàm tâm quả, có thể đồ kéo dài tuổi thọ, Trần Phi cười nói, ngón tay một nặn, vậy thanh liên phàm tâm quả liền nứt ra. Tí tách, bên trong suốt chất lỏng theo kẽ hở chảy ra, giọt lộ đến vậy thùng nước tắm trong nước, nhất thời, hà thải vọt lên, bọt khí như suối, không ngừng lao ra. Làm vậy nguyên bản bình thản thủy quang, lại là đổi được mờ mịt thải vụ đứng lên, rất là kinh người,
sáng chói vô song. Cái này, nhìn một màn thần kỳ này, Hứa lão gia tử cùng với Tuần Luân Tuần lão đều là ánh mắt cũng nhìn thẳng, ngây ngẩn. Có lẽ, bọn họ đời này cũng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thần bí cảnh tượng, quá kinh người. Được rồi, lão gia tử, vào đi thôi. Ngâm đầy một ngày một đêm thời gian, liền tu thành chánh quả. Trần Phi cười nói. Vậy, tốt lắm, vậy ta tiến vào. Hứa lão gia tử nói chuyện có chút run run, là bởi vì là kích động, trên mặt hơi hiện lên ánh đỏ, cởi xuống quần áo, tiến vào vậy trong thùng nước tắm. Được, rất thoải mái. Nồng nặc dược lực theo ấm áp nước ấm tiến vào hắn thân thể, nhất thời, Hứa lão gia tử không nhịn được thoải mái kêu thành tiếng. Lúc này, hắn coi như là không hiểu, vậy rõ ràng thân thể mình tuyệt đối là liền hướng tốt vô cùng phương hướng phát triển. Loại cảm giác này, thật sự là quá kỳ diệu, làm người ta rung động. Lão gia tử, vội vã, người bây giờ thân thể quá yếu, cho nên nhất định phải ở nơi này trong thùng nước tắm ngâm đầy một ngày một đêm chỉnh, nếu không, hiệu quả sẽ có không thiếu lãng phí. Mặc dù thời gian dài điểm, nhưng vẫn là hơi nhịn một chút đi. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phi vỗ tay một cái, nói. Một ngày một đêm mà thôi, không thành vấn đề, nhịn một chút liền đi qua. Hứa lão gia tử gật đầu một cái, không khỏi vui vẻ cười to đứng lên, lần này lại là thằng nhóc ngươi cứu ta, nói như vậy đứng lên, ta bộ xương già này cũng đều phải thiếu ngươi hai cái mạng. Lớn như vậy ân tình, lại thế nào à? Cái này còn không đơn giản, lão gia tử ngươi sống lâu mấy năm, từ từ còn không được sao? Trần Phi cười nói. Trần tiên sinh, lão thủ trưởng hắn, lần này có thể nhiều đi nữa sống thời gian bao lâu? Một bên, Tuần Luân Tuần lão không nhịn được hỏi. Bảo thủ phỏng đoán, 5 năm đi, vận khí nếu là hơi tốt một chút, 7-8 đến 10 năm vậy vấn đề không lớn. Trần Phi sờ cằm một cái, nói. 5 năm, 10 năm, Tuần Luân Tuần lão ra mặt run một cái, mặt đầy rung động. Vậy Hứa lão gia tử cũng là bị Trần Phi lời này sợ hết hồn. Sửng sốt hồi lâu, mới không nhịn được lắc đầu thở dài nói, 3 năm trước, ta cũng cảm giác thằng nhóc ngươi là đầu long, bây giờ nhìn lại, ta đối với ngươi đánh giá sợ rằng vẫn là nhẹ chút. Không có biện pháp, có thể để cho hắn nhiều đi nữa sống 5 năm, 10 năm, cái này vô luận là đặt ở trên người người đó, cũng thật sự là có chút quá dọa người, quá phóng đại. May là Hứa lão gia tử bực này trước núi lớn sụp đổ mà không đổi sắc nhân vật hung ác. Lúc này cũng là thu liễm không dừng được cái loại đó tâm trạng. Trong lòng tràn đầy rung động, kinh ngạc, thật lâu không cách nào lắng xuống. Nơi nào, lão gia tử, Tuần lão các người quá thổi nâng ta. Điểm chính vẫn là cái này thanh liên phàm tâm quả, ta, nhiều nhất bất quá là có chút kỳ ngộ mà thôi. Trần Phi khiêm tốn nói. Rồi sau đó lại gặp hắn con người chớp mắt, giống như là nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, có chuyện ta gắng gượng kỳ quái. Lão gia tử ngươi là làm sao? Làm sao sống đến bây giờ? 3 năm trước ta lúc rời đi, ngươi không phải chỉ còn lại không tới 1 năm sao? Chẳng lẽ là ta chẩn đoán sai? Không phải Trần tiên sinh ngươi chẩn đoán sai, mà là lão thủ trưởng hơn 2 năm trước, khác có kỳ ngộ. Nói đến đây Tuần lão hơi dừng lại một chút, lại là mở miệng nói. Trần tiên sinh, 3 năm trước, ngươi sau khi rời đi, trong nước xảy ra một đại sự. Việc lớn. Đại sự gì? Trần Phi bĩu môi, nói. Vẫn là ta lại nói đi. Thùng nước tắm bên trong, lão gia tử thân thể bị một tầng sương mù cùng với nhàn nhạt màu xanh sáng mở bao phủ, chậm rãi mở miệng nói, 3 năm trước, người đi liền sau đó, trong nước đột nhiên xuất hiện một ít người thần bí. Những người đó rất cường đại, cho dù là kinh đô 4 bộ chung vào một chỗ, cũng đều đối với những người đó không tạo được bất kỳ uy hiếp. Như vậy, Trần Phi nhẹ di một tiếng. Tiếp tục nghe. Bất quá như vậy nhắc tới nói, đổ có chút ý tứ. Chẳng lẽ là người tu chân giới? Sau đó, phía trên bí mật điều động quân đội, cùng với các loại lực sát thương cực lớn hỏa tiễn uy hiếp, mới đưa những người đó rung động. Sau đó hai bên nói gì, âm thầm ký kết điều khoản theo ràng buộc, khi đó chúng ta mới biết, những người đó, là tới từ một cái tên là Cự Linh Bí Cảnh, địa phương. Lão thủ trưởng nói đến đây hơi dừng một chút. Lại hỏi, vậy Cự Linh Bí Cảnh, phải cùng ngươi 3 năm đi trước địa phương, hẳn không phải là một chỗ chứ? Không phải, Trần Phi rất dứt khoát lắc đầu một cái, quay đầu, hướng một bên Tuần Luân Tuần lão hỏi, Tuần lão, những người đó là thân phận gì? Cổ võ giả vẫn là, thực lực gì?
bọn họ phải cùng ngươi như nhau, đều là người tu đạo. Tuần Luân Tuần lão chậm rãi mở miệng, lại không nhịn được sắc mặt ngưng nhiên nói, hơn nữa bọn họ thực lực rất mạnh. Rất đáng sợ, trong bọn họ mỗi một người, cơ hồ đều có đủ để sánh bằng võ đạo tiên thiên đại tông sư thực lực, thậm chí, nghe nói bọn họ bên kia, còn có lợi hại hơn, đủ để sánh bằng trong truyền thuyết võ đạo thần thoại truyền kỳ tồn tại. Tiên thiên đại tông sư, võ đạo thần thoại, Trần Phi con người hơi híp một chút. Tiên thiên đại tông sư, hẹn tương đương với luyện khí tầng 7 đến cửu trọng viên mãn. Võ đạo thần thoại, vậy dĩ nhiên chính là tương đương với tu chân giới trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại. Mặc dù tầng thứ này sớm đã là có thể không bị hắn để ở trong mắt, nhưng mà, nếu là ở trên trái đất này, vậy chờ tu vi người ở trong mắt người khác, vậy vẫn là đích xác có chút đáng sợ. Nếu không phải quốc gia có cái loại đó lực sát thương cực lớn hỏa tiễn binh khí, sợ rằng, vẫn là có thể không trấn áp được những người đó à. Chẳng qua là vậy cự linh bí cảnh là cái gì? Ẩn thân trên trái đất tiểu bí cảnh. Trần Phi lắc đầu một cái, lười để ý những thứ này, lại hỏi, vậy, cái gì đó cung gia lại là chuyện gì xảy ra? Cung gia, Hứa lão gia tử khẽ nhíu mày, hỏi, làm sao, bọn họ có ai trêu chọc tới ngươi? Không phải, là, Tuần lão, ngươi cho lão gia tử giải thích một chút đi. Ta không biết nên nói như thế nào. Trần Phi trong chốc lát không biết nên nói như thế nào. Hướng bên cạnh Tuần Luân Tuần lão nhờ giúp đỡ nói. Lão thủ trưởng, là như vậy. Tuần Luân Tuần lão gật đầu một cái. Khốn kiếp. Bót. Hứa lão gia tử nghe vậy chợt tức giận, một cái tát trùng trùng vỗ vào vậy cùng đau bên bờ lên, phát ra nặng nề tương thanh, thùng nước tắm chấn động. Rồi sau đó liền gặp hắn thần tình nghiêm túc nói, chuyện này ngươi yên tâm, cung gia những cái kia cái không có mắt thằng nhóc con nếu là dám đến tìm ngươi phiền toái, sẽ để cho bọn họ đến tìm ta. Cái này ngược lại không cần, một ít không biết cái gọi là tên hề nhảy nhót mà thôi, ta tùy tiện là có thể thu thập, hy vọng bọn họ có thể đừng tự tìm chết, là được. Trần Phi lắc đầu một cái, cười nhạt nói. Hứa lão gia tử nghe vậy chân mày gạt gạt, không nhịn được nói, thằng nhóc ngươi muốn làm gì. Có thể đừng xung động, bây giờ cung gia, tại kinh đô có chút đặc thù. Yên tâm đi, ta có đúng mực. Trần Phi gật đầu cười, lại hỏi, lão đầu tử. Cung gia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ trước kia kinh đô, không phải cháu, Trần, Lưu, còn có lão gia tử ngươi Hứa gia lợi hại nhất sao? Cái gì có lợi hại hay không? Vậy cũng là ngươi xưa. Hứa lão gia tử lắc đầu một cái, nói, ngươi đi sau đó, Trần gia, Tôn gia, Lưu gia vậy ba cái lão gia lần lượt qua đời. Mất đi cột trụ chống đỡ, Trần gia, Tôn gia, Lưu gia trước cho dù là lại huy hoàng, bây giờ cũng là không được. Ngược lại thì vậy cung gia, còn có Vân gia. Nói đến đây Hứa lão gia tử hơi dừng lại một chút, nói, hai năm trước, phía trên theo cự linh bí cảnh những người đó hòa đàm tốt sau đó, cung gia đã tới Vân gia người, liền lần lượt và vậy nghe nói là cự linh bí cảnh bên trong nhân vật lớn cùng chiến tuyến. Từ vậy sau đó, cung gia, Vân gia ở nơi này thủ đô phân lượng cùng với địa vị, vậy là theo chân nước lên thuyền lên. Bây giờ cung gia, Vân gia, thì tương đương với là ba năm trước Trần gia. Lưu gia, Tôn gia. Thậm chí còn muốn cường thế hơn một ít. Tuần Luân Tuần lão ở một bên chen miệng nói. Nguyên lai là như vậy à, như thế nói, ta liền biết rõ. Trần Phi búng tay, cười nói. Cho nên nói, đừng xung động, ta biết thằng nhóc ngươi bây giờ sợ rằng đã là rất lợi hại, bất quá, cái này dù sao cũng là trên trái đất. Hứa lão gia tử tiếng nói trọng tâm dài, nói. Hắn bây giờ là rất sợ Trần Phi một cái xung động. Và vậy cung gia ồn ào, lớn chuyện rồi, vậy thì phiền toái. Dẫu sao vậy cung gia, thật ra thì cũng còn. Trọng yếu nhất vẫn là vậy cung gia sau lưng, cự linh bí cảnh nhân vật lớn, đây mới thực sự là làm hắn kiêng kỵ, theo làm người nhức đầu địa phương. Nói thật, nếu không phải phát động chiến tranh, những quái vật kia, ai chọc nổi. Cho dù là Trần Phi bây giờ cũng có thể rất lợi hại, có thể cùng những quái vật kia so với, vậy còn chưa có thể so với chứ. Hứa lão gia tử suy tính rất nhiều, trong lòng nghĩ như vậy. Yên rồi, lão gia tử ngươi vẫn chưa yên tâm ta. Ngươi cứ không phải quên, ta nhưng mà còn có một tầng thân phận, phi báo tổng giáo quan, hơn nữa ta nghe nói, ta vị trí kia ở ta đi sau đó, còn lên chức. Trần Phi phất phất tay, cười nói. Phi báo tổng giáo quan, Hứa lão gia tử hơi ngẩn ra, rồi sau đó vỗ trán một cái,
cười nói, ngươi không nói ta cũng còn thật quên mất. Đúng vậy, ngươi còn có tầng này thân phận, vậy cũng được không vấn đề gì. Không sai, 2 năm trước, kinh thành 4 bộ cải cách, ngươi vậy phi báo vị trí của tổng huấn luyện viên vậy là theo chân thăng 1 cấp. Phi báo tổng giáo quan, trước khi chức cấp chính là phó xâng bộ cấp, mà bây giờ lại đi lên lại thăng 1 cấp, dĩ nhiên là thành đang xâng bộ cấp. Mà loại đẳng cấp này thân phận, cũng đích xác là có thể danh tránh ngôn thuận tránh rất nhiều phiền toái. Tốt lắm, lão gia tử ngươi trước nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi. Ngoài ra, nếu là có thể, liên quan tới ngươi đã khôi phục sự việc, trước đừng để lộ ra ngoài, chậm 2 ngày. Trần Phi chuẩn bị rời đi, nói. Trước đừng để lộ ra ngoài, ngươi muốn làm gì? Thôi, ta biết, tùy ngươi đi. Lão gia tử lắc đầu 1 cái, chẳng qua là đáp ứng, liền không hỏi nhiều nữa. Tuần lão, ta đi trước, lão gia tử giao cho ngươi. Trần Phi hướng tuần lão nói, xoay người rời đi gian phòng. Trần Trước sinh ra, gặp Trần Phi một mình đi ra trông chừng phòng, Hứa Uông Dương các người đều là diễn cảm kích động cùng khẩn trương, nhanh chóng xông tới, đang muốn đặt câu hỏi, có thể nhưng vào lúc này ngoài hành lang lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hơn nữa người rất nhiều. Không được nhúc nhích, đàng hoàng một chút, hai tay ôm đầu. Đội một toàn bức võ trang cảnh vệ vọt vào, bàn tay vũ khí lại là lên nòng, ống nhắm hồng ngoại tuyến nhắm ngay Trần Phi đầu. Dừng tay, các người là ai, muốn làm gì, ta là Hứa Uông Dương. Hứa Uông Dương thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến. Quốc an tổ làm việc, một người trong đó đi tới lấy ra một tờ màu đen chứng kiện, làm Hứa Uông Dương trong miệng, trực tiếp là biệt đoạn ở trong miệng. Đáng chết, quốc an tổ. Hứa Uông Dương sắc mặt đổi được dị thường khó khăn xem. Lúc này, lại có 2 người đi vào. Một người trong đó chính là vậy trước bị Trần Phi đạp ra ngoài viện dưỡng bệnh cung Trịnh Xuân. Một cái khác ăn mặc đặc biệt cảnh vệ phục, và hắn tướng mạo có chút giống. Chính là hắn, Vạn Hòa, mau đưa hắn bắt lại cho ta. Người này ý đồ đối với lão thủ trưởng ý đồ bất chính, đem hắn bắt đi bắn chết. Mang tới người giúp. Cung Trịnh Xuân bây giờ lại là cảm giác mình như bước đứng lên, quát to. Mặt đầy cười nhạt. Cái này người trung niên là hắn ngoại xanh Cung Vạn Hòa, cũng là bọn họ cung gia thứ thế hệ 2 chót hết sức ưu tú người, hôm nay là ở 2 năm trước mới thành lập quốc an tổ đảm nhiệm cao tầng. Bọn họ quốc an đội là hành động đặc biệt đội, là đặc biệt nhằm vào cổ võ giả, thậm chí người tu đạo thành lập, mặc dù biết người thiếu, nhưng là ngành nhưng không phải chuyện đùa. Chính là ngươi. Dám đối với lão thủ trưởng ý đồ bất chính. Cung Vạn Hòa lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Phi, nói. Ta là bác sĩ, Hứa thúc thúc còn có tuần luôn tuần lão mời ta tới là lão gia tử xem bệnh. Cho dù là tay còng lại, Trần Phi sắc mặt như cũ hết sức bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Bác sĩ, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng xứng. Có biết hay không đây là đâu? Đây là núi Long Hổ viện dưỡng bệnh. Thúc thúc ta cùng Trịnh Xuân là toàn bộ nước nhất bác sĩ lợi hại. Chỉ bằng ngươi, vậy dám ở nơi này nói y thuật. Ta xem ngươi là muốn đối với lão thủ trưởng ý đồ bất chính chứ. Mang đi, Cung Vạn Hòa khinh thường trước, mặt đầy giễu cợt, vung tay lên. Dừng tay, Hứa Uông Dương không nhịn được quát to, đứng ra, cung đội trưởng, ta có thể chứng minh, Trần Tiên Sinh là chúng ta mời tới là ba ta xem bệnh. Các người làm như vậy, có phải hay không lầm? Lầm, Cung Vạn Hòa cười lạnh cười, nói, Hứa tư lệnh, ngại quá. Ta là không lầm, mà ngươi, hình như là lầm chứ. Lão thủ trưởng thân phận gì, là ai tùy tùy tiện tiện tới cũng có thể là hắn xem bệnh. Cái này không phù hợp quy củ, biết không? Ngươi, Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nghi đám người sắc mặt ngay tức thì thay đổi. Không phù hợp quy củ. Quả thật, lấy bọn họ 3 thân phận, âm thầm tìm người cho hắn xem bệnh đây quả thật là không phù hợp quy củ. Cái này bô cứ trừ đi, cho dù ai vậy không chịu nổi. Mang đi, Cung Vạn Hòa lần nữa vung tay lên, đem Trần Phi mang đi. Trần Phi bị quốc an tổ người mang đi, còn sót lại Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nghi đám người nhất thời có chút bối rối. Không biết làm sao. Đại ca, Trần Tiên Sinh bị quốc an tổ người bắt đi, vậy phải làm sao bây giờ à? Hứa Bội Nghi mặt đầy ưu sầu nói. Quốc an tổ là trước 2 năm mới thành lập tổ chức, chỉnh hợp ban đầu kinh thành 4 bộ chi 3, cho nên không phải so tầm thường. Rất khó giải quyết. Đáng chết, cung ra những tên khốn kiếp kia. Đừng có gấp, ta bây giờ lập tức gọi điện thoại tới. Hứa Uông Dương sắc mặt có chút khó khăn xem,
móc ra điện thoại mình. Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, Tuần Lôn Tuần lão tử vậy trong viện dưỡng lão mặt trông chừng phòng đi ra, cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra, làm sao cãi nhau? Trần tiên sinh người đâu? Tuần thúc thúc xảy ra chuyện lớn. Trần tiên sinh hắn bị quốc an tổ người mang đi. Gặp Tuần Lôn Tuần lão đi ra, Hứa Bội Nghi lập tức xin lo lắng nói. Cái gì? Tuần lão mặt liền biến sắc. Tuần thúc thúc thật xin lỗi, là ta không tốt, là ta không có theo coi trọng Trần tiên sinh, là ta trách nhiệm. Hứa Uông Dương mặt đầy tự trách nói. Hắn lúc này, ngày thường lãnh đạo dáng vẻ đã sớm không còn gì vô tồn. Được rồi, ta biết, hẳn không cái gì, có thể nhưng vào lúc này, Tuần Lôn Tuần lão nhưng nhàn nhạt nói. Không việc gì, vậy Hứa Bội Nghi hơi ngẩn ra, không nhịn được kích động nói, Tuần thúc thúc, lần này là cung Trịnh Xuân dở trò quỷ. Là hắn tìm người tới bắt Trần tiên sinh, cũng điều động quốc an tổ, đây là muốn đem Trần tiên sinh vào chỗ chết mặt đúng à? Chúng ta nhất định phải mau sớm đi cứu hắn. Đúng vậy, hôm nay cái này quốc an tổ thế lớn, hơn nữa cơ bản lại là cung gia cùng Vân gia liên hiệp cầm quyền. Trần tiên sinh một khi đi vào cái loại địa phương đó, thật thì phiền toái. Hứa Uông Dương cũng có chút không bình tĩnh, vội vàng nói. Uông Dương, Bội Nghi, các người trước không nên gấp gáp. Yên tâm đi, Trần tiên sinh chẳng lẽ các người vẫn chưa yên tâm? Cái này sợ rằng, là hắn cố ý. Tuần Lôn Tuần lão cười nói. Cố ý, Hứa Uông Dương, Hứa Bội Nghi nghe vậy đều ngẩn ra. Không rõ cho nên. Ha ha, được, Tuần Lôn Tuần lão phất phất tay, nhàn nhạt cười nói, tốt lắm, các người trước vào xem một chút đi, lão thủ trưởng đã tỉnh, bây giờ đang ở bên trong nhàm chán đây. Cái gì, đã tỉnh? Đó chính là, ba ta hắn đã không sao. Hứa Bội Nghi kích động nói. Ừ, đã không sao. Trần tiên sinh y thuật kinh khủng, ta bình sanh không gặp. Thật sự là lớn có thể à. Tuần Lôn Tuần lão gật đầu một cái, lại không nhịn được cảm thán, nói. Vậy ta đi vào xem. Hứa Bội Nghi vội vàng kích động gật đầu nói, đi nhanh vào bên trong trông chừng phòng. Tuần thúc thúc, Trần tiên sinh bên kia, thật không thành vấn đề. Hứa Uông Dương cưỡng ép chịu đựng kích động, lưu tại chỗ, không yên lòng hướng Tuần Lôn Tuần lão hỏi tiếp. Trần Phi Trần tiên sinh lần nữa đem bọn họ ba chữa khỏi, ân cùng tái tạo, cái này bây giờ Trần Phi xảy ra chuyện, bọn họ nếu là không quản, làm sao có thể được. Yên tâm đi, lấy Trần tiên sinh bây giờ tầng thứ theo năng lực, trừ cự linh bí cảnh những người đó, những người khác, nếu như hắn không muốn, ai có thể mang hắn đi. Ai, hy vọng cung ra những cái kia không lớn đầu óc người, chớ tự lầm à. Tuần Lôn Tuần lão lắc đầu nói. Nhưng mà... Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Uông Dương vẫn là không yên lòng, hỏi. Rất đơn giản, người bây giờ trực tiếp lấy Hứa ra danh nghĩa, cho quốc an tổ đầu lĩnh mà gọi điện thoại cho, lại thuận tiện thông báo phi báo bên kia, ừ. Lưu gia Trần gia vậy tính luôn đi. Người ở phân biệt gọi điện thoại cho bọn họ đã qua, nói một chút tình huống, tự nhiên sẽ có người ra mặt đảm bảo Trần tiên sinh. Tuần Lôn Tuần lão khẽ mỉm cười, nói. Xem Tuần Lôn Tuần lão bình tĩnh dáng vẻ, Hứa Uông Dương mới yên lòng. Hắn khẽ gật đầu. Phải, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã bị dẫn tới một cái rất địa phương thần bí. Trước, hắn ánh mắt đều là bị che lại, mặc dù không có ích gì, bất quá, gỡ xuống che lại hắn ánh mắt đồ sau đó, hắn cũng đã là ở một tòa phòng thẩm vấn ngay giữa. Cái này ở giữa phòng thẩm vấn rất lớn, vuông vứt. Hơn nữa không phải giống như bót cảnh sát như vậy và bóng tối cái loại đó, ngược lại, trên đỉnh đầu bốn cái sừng tám ly cực lớn công suất rực cháy ánh đèn, trực tiếp là đem cái này toàn bộ phòng thẩm vấn cũng chiếu sáng vô cùng ánh sáng, sáng như ban ngày. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi câu, mặt không cảm giác, giống như đối với trận này chiến đấu hoàn toàn là một bộ không quan tâm, coi mà không gặp vẻ. Trên thực tế, liền cùng Tuần Lôn Tuần lão nói không sai biệt lắm. Nếu không phải hắn muốn cùng cái này cái gì cung ra vui đùa một chút, xem có lợi hại gì, còn con này mấy người bình thường có thể đem hắn bắt. Mộng đi, khôi hài còn không sai biệt lắm. Lúc này, ở hắn phía trước phía đối diện, là một khối to lớn đen thùi màn ảnh. Từ hắn bên này hướng phía ngoài xem, cái gì vậy không thấy được, bất quá, hắn thần thức nhưng có thể cảm giác đến, màn ảnh một đầu khác, có người ở bên kia. Tên họ. Phòng thẩm vấn bên trong loa phóng thanh trong truyền ra một đạo thanh âm lạnh lùng.
giống như là tràn đầy khinh thường, cùng với khinh miệt. Trần Phi. Giới tính. Nam. Trần Phi ổn định, ung dung phối hợp câu hỏi của đối phương. Loại tràng diện này đối với hắn mà nói thật là quá bình thường, không có áp lực chút nào, bất quá những năm này trải qua nhiều, Trần Phi cũng là qua cái loại đó một lời không hợp liền xuất thủ nhiệt huyết tuổi tác đoạn. Hơn nữa, bây giờ hắn là đang cùng những người bình thường này chơi, chỉ là dùng đầu óc, chỉ sợ cũng đã quá khi dễ người, đang động dùng thực lực, vậy đơn giản là nghiền ép, không có ý nghĩa, vậy không cần phải. Nghĩ đến đây, hắn thay đổi khí định thần nhàn đứng lên. Hắn ngược lại muốn xem, đối phương những người này, có thể chơi xảy ra cái gì hoa tới. Người biết mình phạm tội gì không? Đối phương lại lên tiếng, lạnh lùng hỏi. Không biết, Trần Phi nhàn nhạt nói. Không sợ hãi chút nào. Không biết, tựa hồ là Trần Phi loại thái độ bình thản này đem đối phương bị chọc giận. Người nọ giận dữ ngược lại cười, nói ý đồ đối với thủ trưởng an nguy gây rối, người bây giờ nói cho ta, không biết. Người nói ý ta đổ đối với thủ trưởng an nguy gây rối, vậy ta liền ý đổ đối với thủ trưởng an nguy gây rối. Xin lỗi, loại thuyết pháp này tựa hồ cũng không đứng vững. Trần Phi cười, nhàn nhạt nói. Càn rỡ, vậy loa phóng thanh bên trong truyền tới đối phương tức giận gầm thét, lạnh lùng nói, người phải hiểu rõ người thân phận bây giờ, người thân phận bây giờ, là phạm nhân. Người dám nói với ta như vậy. Thứ nhất, ta thân phận bây giờ không phải người phàm. Chẳng qua là các người lạm dụng chức quyền đem ta bắt lại mà thôi. Thứ hai, ngươi là thứ gì, ta nghĩ thế nào nói với ngươi, liền làm sao nói với ngươi, có vấn đề. Trần Phi bình thản nói. Ngươi, người nọ ngay tức thì bạo giận lên, khí được không nói ra lời. Ngươi khỏe, tốt, rất tốt, ta nói cho ngươi, ngươi không muốn còn muốn cãi chảy cãi cối. Nhanh lên nhận tội, chúng ta bây giờ đã xác nhận. Người không kinh cho phép lẻn vào núi Long Hổ Viện dưỡng bệnh, nơi đó là cấm địa, người ngoài không được đi vào, người lẻn vào đi vào, điều không phải muốn đối với thủ trưởng an nguy gây rối là cái gì? Người nọ tức giận gài tang vật giá họa nói, chính là muốn cho Trần Phi đem cái này không tẩy sạch ét chậu giữ lại đi. Xin lỗi, ta là được Hứa Uông Dương thúc thúc cùng với Tuần Lôn Tuần lão mời đi cho Hứa lão gia tử chữa bệnh. Người nếu không phải tin, có thể hỏi. Trần Phi tiếp tục bình tĩnh nói. Hứa Uông Dương cũng không tư cách để cho ngươi cho Hứa lão gia tử xem bệnh. Người nọ lạnh lùng nói. Vậy Tuần lão đâu? Trần Phi khinh thường nói. Ngươi, người nọ lần nữa tức giận. Tuần Lôn Tuần lão chính là y thánh đường đường chủ, chức cấp so cung Trịnh Xuân cái này núi Long Hổ Viện dưỡng bệnh viện trưởng cũng còn cao. Hắn tự nhiên có tư cách làm như vậy. Ngươi đang nói dối. Một khắc sau, hắn mặt âm trầm quát lạnh. Ngươi là thứ gì, coi như là biết y thuật, cũng chỉ là một nho nhỏ y thuật bình thường bác sĩ. Tuần lão thân phận gì, y thuật thật lợi hại, phải dùng tới đi tìm ngươi. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, nói coi như là Tuần Lôn Tuần lão sẽ đi tìm những người khác cho lão thủ trưởng xem bệnh, vì sao không đi tìm cung Trịnh Xuân cung viện trưởng như vậy mọi người, chuyên gia, danh y. Tại sao phải đi tìm ngươi? Cho nên, ngươi đang nói dối. Cái này còn không đơn giản. Trần Phi cười, nói, đó là bởi vì, trong miệng ngươi vậy cái gì cung Trịnh Xuân, hoàn toàn là rác rưởi, y thuật không được, cho nên Tuần Lôn không đi tìm hắn, tỉnh được trễ nãi chuyện. Cái này rất phức tạp sao? Ngươi nói gì, thằng nhóc ngươi là thứ gì, dám nói ta cung Trịnh Xuân y thuật không? Đột nhiên, loa phóng thanh bên trong truyền đến tràn đầy thanh âm tức giận. Rất quen thuộc, chính là cung Trịnh Xuân thanh âm thở hổn hển, rất là tức giận. Ha ha, Trần Phi cười, cố ý như vậy. Ngươi còn dám cười, vậy loa phóng thanh bên trong lại lần nữa truyền đến người nọ thanh âm lạnh lùng. Chỉ nghe gặp thanh âm đối phương âm trầm, nói, ngươi tốt nhất phối hợp một chút, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cho là có dùng. Ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ đã bị chúng ta quốc an tổ định tính là phần tử khủng bố. Ý đồ đối với thủ trưởng an nguy gây rối. À, sau đó thì sao? Trần Phi hoàn toàn không quan tâm đối phương uy hiếp, đe dọa, loãng cười nói. Sau đó thì sao, người nọ giọng như nhau, cho người cảm giác giống như là vẻ mặt dữ tợn, cả giận nói, thằng nhóc, ta khuyên ngươi bây giờ mau cho ta ngoan ngoãn nhận tội, nếu không, có ngươi dễ chịu. À, nhận tội, xin lỗi, ta cũng không tội. Trần Phi cười một tiếng, lại lần nữa lắc đầu một cái. Có tội hay không cũng không phải là ngươi định đoạt, người nọ cả giận nói.
phải không? Vậy ta bây giờ muốn mời luật sư. Trần Phi một mặt bình tĩnh nói. Mời luật sư, ha ha, ha ha ha. Ngươi có phải hay không đầu óc bị cửa kẹp? Biết đây là địa phương gì không? Đây là quốc an tổ. Ngươi cảm thấy chỗ này sẽ để cho ngươi có thể mời luật sư. Người nọ cười, lớn tiếng trước giễu cợt đứng lên. À, như vậy à? Ngưu bức, Trần Phi cười một tiếng, tiếp tục ổn định. CMN, người nọ bị Trần Phi câu này, ngưu bức cho sặc được khí được gần chết. Được, rất tốt, thật rất tốt, người nọ nổi giận, lạnh lùng nói, người muốn cùng chúng ta hao tổn đúng không? Được rồi, chúng ta phụng bồi, ta xem người có thể ở chỗ này, theo chúng ta tốt thời gian bao lâu? Được à, vậy ngươi hãy chờ xem. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, nhắm mắt tu luyện. Chỗ này, tu luyện tới là thật không tệ. Thằng nhóc này CMN. Bên kia, vậy màn ảnh một đầu khác, Cung Vạn Hòa mặt đầy dữ tợn xuyên thấu qua kiếng màn ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt vô cùng tức giận, hận không được lập tức đem Trần Phi giết chết ở đó trong phòng thẩm vấn mặt. Trước kia, bị hắn chộp tới chỗ này người, ai dám lớn lối như vậy, ai dám cản rỡ như vậy, ai dám như vậy như bức. Trước kia cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn Cung Vạn Hòa ở trước mặt người khác như bức, phách lối địa vị. Có thể ngày hôm nay cái này đâu. Có thể ngày hôm nay tiểu tạp chủng này lại dám hoàn toàn không đem hắn Cung Vạn Hòa coi ra gì, cũng bị bắt đến nơi này, còn dám trâu bò như vậy, như thế kiêu căng phách lối, thật là lẽ nào lại như vậy. Vạn Hòa, thằng nhóc này đánh chết không ngăn được, dầu muối không vào, làm thế nào? Ngay tại Trần Phi nhắm mắt lúc tu luyện, một bên Cung Trịnh Xuân không nhịn được cắn răng nghiến lợi nói. Hắn vốn là muốn chính là, nếu như Trần Phi bị bắt vào cái này quốc an tổ lý tới, có thể sợ, vậy bọn họ liền có thể thuận thế nổ một nổ, để cho thằng nhóc này bởi vì sợ mà nhả, chỉ cần là tùng miệng, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Đến lúc đó, coi như là đen, bọn họ cũng có thể nói thành là trắng. Nhưng bây giờ, thằng nhóc này bị bắt quốc an bên trong tổ tới, hoàn toàn không sợ không nói. Hơn nữa còn dám như vậy phách lối, kiêu căng ngất trời, hắn làm sao có thể không nén giận. Hắn không ngăn được, ta cũng không có biện pháp. Cung Vạn Hòa cũng là một mặt không biết làm sao, vừa tức vừa cả giận nói, được rồi, từ từ dây dưa đi, dù sao đây là quốc an tổ, thằng nhóc kia coi như là sau lưng dài cánh, cũng đừng nghĩ chạy đi. Nhưng nếu là... Cung Trịnh Xuân trần chờ một chút, hỏi, nhưng nếu là Hứa Gia phái người tới người bảo lãnh, vậy phải làm thế nào? Trên thực tế, hắn rất rõ ràng bọn họ những thứ này phái người đến bắt Trần Phi, hoàn toàn là lạm dụng tư quyền, cưỡng từ đoạt lý, đến lúc đó chỉ cần là Hứa Gia tìm tới cửa, sợ rằng, cũng chỉ có thể là không thể làm gì à. Nếu không Vạn Hòa, người bây giờ để cho người thật tốt chỉnh đốn hắn, trước là nhị bá ta cho hả giận nói sau. Nghĩ đến đây, Cung Trịnh Xuân không nhịn được hung tợn âm hiểm nói. Chỉ cần là trước đem Trần Phi chỉnh, ra giọng. Đến lúc đó coi như là Hứa Gia tới chuộc người, thả, vậy không có quan hệ gì. Dù sao khí vậy ra, hơn nữa thằng nhóc này vậy khẳng định chỉ có thể là phá răng đi trong bụng nuốt. Không thể làm gì. Nhị bá, nghe vậy, Cung Vạn Hòa không khỏi hơi biến sắc mặt, nói, nhị bá, đây là quốc an tổ, nhiều như vậy cặp mắt nhìn chằm chằm, không phải ngươi muốn làm bậy liền làm loạn. Vậy cũng tốt, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Gặp Cung Vạn Hòa như thế nói, Cung Trịnh Xuân mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể là ngượng ngùng nói. Bất quá bây giờ Hứa Gia, muốn đến chúng ta quốc an tổ bắt người. Sợ rằng bọn họ phân lượng đã là không đủ, nhưng vào lúc này, Cung Vạn Hòa đột nhiên cười, cười lạnh nói. Ừ, Cung Trịnh Xuân hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, lời này nói thế nào? Nhị bá, người trước không phải đã nói rồi sao? Hứa Gia vị kia. Hẳn không sống qua tối nay, Cung Vạn Hòa cười lạnh nói. Bót, đúng vậy, ta làm sao quên chứ? Cung Trịnh Xuân nghe vậy mãnh vỗ tay một cái, cười lên, ánh mắt tràn đầy nụ cười âm hiểm, nói, Hứa Gia không có vậy lão thủ trưởng, đó chính là không răng lão hổ. Cho dù là Hứa Uông Dương còn có chút năng lượng, có thể và chúng ta Cung Gia so với, vậy cũng hoàn toàn không phải một tầng thứ lên. Không tệ, Cung Vạn Hòa cũng là cười lên. Nói, được rồi nhị bá, người đi về trước đi. Thằng nhóc kia chuyện, người yên tâm, ta có biện pháp cạy ra hắn miệng, coi như là không cạy ra. Hắn tiến tới Cung Trịnh Xuân bên tai, nhỏ giọng âm cười lạnh nói, coi như là không cạy ra, ta cũng có biện pháp để cho hắn khó chịu.
dám ở ta cung vạn hòa trước mặt như thế phách lối, cũng là chán sống, không biết cái gọi là. Tốt, được, cung Trịnh Xuân nghe vậy nhất thời mặt mày hớn hở. Vậy vạn hòa, nhị bá liền đi trước, nhị bá khẩu khí này, liền giao cho ngươi. Cung Trịnh Xuân mặt tươi cười rời đi. Ừ, đi, cha hỏi đèn mở ra. Cung vạn hòa gật đầu một cái, hướng người bên cạnh hạ lệnh. Ca. Nhất thời vậy phòng thẩm vấn bên trong tám ly rực cháy ánh đèn lắc mình một cái, thành đỏ rực tra hỏi điện nướng đèn. Loại này tra hỏi điện nướng đèn là đặc chế, công suất hết sức khủng bố, cho nên coi như là tiên thiên cấp bậc cổ võ giả đến đây hoàn toàn phong bế phòng thẩm vấn bên trong, không nói nhiều, hai tiếng, thì biết rất khó chịu, thể lượng nước cũng sẽ bị bốc hơi đến cực độ thiếu nước trạng thái. Dù sao loại chiến trận này, nói khó nghe một chút, thời gian lâu dài, nhất định là xảy ra án mạng. Chỗ khác cũng không dám làm như vậy, nhưng cái này quốc an tổ nhưng dám. Ha ha, liền cái này sao? Thật đúng là bất nhập lưu thủ đoạn à, không có ý nghĩa. Cảm nhận được vậy, yếu ớt, điện nướng ánh đèn mang, Trần Phi lắc đầu một cái. Vật này đối phó người bình thường còn nghĩ liền, nhưng là dùng để đối phó hắn, ai thôi, coi như là đồ chơi, xinh đẹp đi. Hừ, ở nơi này đặc chế điện nướng dưới đèn, ta xem ngươi miệng có thể cứng rắn bao lâu. Theo ta cung vạn hòa dây dưa. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Cung vạn hòa hiển nhiên hay là đối với mình thủ đoạn này cảm giác rất hài lòng, xuyên thấu qua màu đen màn ảnh khổng lồ, ánh mắt lạnh lùng, châm chọc nhìn Trần Phi, trong lòng còn đang suy nghĩ, thằng nhóc này có thể chống đỡ bao lâu. 5 phút sao, vẫn là hết sức chung. Nhưng rất nhanh, hắn nhưng không cười được. Thoáng một cái 1 giờ trôi qua, Trần Phi ở đó đặc chế điện lò nướng công suất cao chiếu dọi xuống, mí mắt đều không mang một chút, động một cái cũng không động. Giống như là hoàn toàn không cảm giác khó chịu. Đáng chết, tiểu tạp chủng này CMN làm sao? Thấy tình cảnh này, cung vạn hòa không nhịn được hổn hển đứng lên. Hắn trước, thậm chí đều đã nghĩ tới 100 loại, 1000 loại thằng nhóc kia khóc lóc chảy nước mắt nước mũi hướng hắn cầu xin tha thứ cảnh tượng, có thể không nghĩ tới, bây giờ cái này tay mình đoạn, lại không thu thập được thằng nhóc kia. Lúc này, một bên một vị bọn họ tiểu đội quốc an tổ thành viên không nhịn được nhỏ giọng nói, sếp, trừ phi là tội phạm tử hình hoặc là cấp S nhân vật nguy hiểm, nếu không phía trên cho chúng ta mở cái này điện nướng đèn quyền hạn thời gian, cũng chỉ có nửa giờ, nhưng bây giờ, cái này đều đã hơn 1 tiếng. Sợ cái gì, hắn bây giờ không sống khỏe mạnh sao? Hơn nữa, thằng nhóc này ý đồ đối với lão thủ trưởng an nguy gây rối. Chẳng lẽ không phải đem hắn định tính là cấp S nhân vật nguy hiểm? Cung vạn hòa lạnh lùng nói. Liếc mắt một cái một bên trong máy vi tính số liệu, phát hiện Trần Phi sinh mạng đặc thù hoàn toàn không có chập chờn dấu hiệu, chợt sắc mặt không nhịn được lại là khó xem. Nhưng mà, quốc an tổ thành viên muốn nói lại thôi. Người cung vạn hòa nói cho người định tính là SG nhân vật nguy hiểm, liền cho người định tính là cấp S nhân vật nguy hiểm, người có vậy quyền hạn và tư cách sao? Nhưng là, lời nói này hắn đương nhiên là không dám nói thẳng ra miệng. Được rồi, không cần nói nữa. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm, tiếp tục cho ta nướng. Ta đây muốn xem, thằng nhóc này có nhiều trâu, có thể ở cái này đặc chế điện nướng dưới đèn, chống đỡ bao lâu. Cung vạn hòa ngang ngược nói như đinh chém sắt. Quốc an tổ thành viên bất đắc dĩ gật đầu một cái. Cung vạn hòa đều nói như vậy, hắn có thể làm sao? Sắc trời dần dần chậm. Chỉ chốc lát sau, thời gian đã là đến 11 điểm. Xem nhìn thời gian, vậy nghĩ thầm lần này tiểu tạp chủng kia nhất định là đã mau không chịu nổi chứ. Trong lòng mang như vậy khinh miệt theo diễu cợt, cung vạn hòa lại lần nữa tới phòng thẩm vấn vậy to lớn thủy tinh trước, nhưng sau đó, sắc mặt hắn lại lần nữa xanh mét. Hắn không có sao, hắn cắn răng nghiến lợi, nhìn trong máy vi tính kia vững vàng chập chờn số liệu, khó tin, vừa giận vừa sợ nói. Hoảng sợ là, hắn không nghĩ tới Trần Phi tiểu tạp chủng này lại có thể như thế có thể vác, cái này cũng không sao. Giận là, loại thủ đoạn này cũng không làm gì được Trần Phi, đây chẳng phải là, để cho trên mặt hắn mặt mũi không có cách nào đặt. Nghĩ đến đây, cung vạn hòa sắc mặt không khỏi dữ tợn, mặt âm trầm, nói, đóng điện nướng đèn, đem hắn mang đi A khu tầng 3 tống giam. Khu A tầng 3, sếp, ngươi là nghiêm túc. Quốc an tổ thành viên nghe vậy mặt liền biến sắc. Khu A tầng 3, là bọn họ quốc an tổ trừ khu S chỗ nguy hiểm nhất. Nơi tống giam người đều là tội đại ác vô cùng, cực kỳ nguy hiểm tử hình phạt,
thậm chí là tiên thiên cổ võ giả. Đem người đưa đi nơi đó, không phải đưa đi chết sao? Ngươi nghe không hiểu ta nói. Thằng nhóc này ý đồ đối với lão thủ trưởng an nguy gây rối, cái này chính là tội lớn. Không thể tha, Cung Vạn Hòa hung tợn nói, mặt đầy ác độc. Xem ra hắn là đã quyết định chủ ý, phải đem Trần Phi đưa đi nơi đó. Hắn ngược lại muốn xem, đi khu A tầng 3, tiểu tạp chủng này, còn vác không gánh nổi. Hừ, được rồi, quốc an tổ thành viên không thể làm gì, chỉ có thể là bị buộc gật đầu, nói. Cùng lúc đó, lĩnh nam núi lớn, phi báo căn cứ. Cả người mặc đồ dằn di binh lính sắc mặt vội vã đi tới căn cứ chỗ sâu một tòa gian phòng tiền. Lúc này, vậy cửa phòng đang hơi rộng mở, thông qua vậy cửa phòng khe hở, nhìn về bên trong, có thể mơ hồ thấy được, một bụng rộng rãi có thể chứa, Phật Di Lặc, đang ngồi xếp bằng giường đá lên, phục ra phụt vô tinh khí, khí lưu lan. Giống như là đang tu luyện. Vương giáo quan, người binh lính kia sắc mặt lo lắng nhẹ giọng nói. Thế nào, có chuyện gì không, bên trong căn phòng, vậy bụng rộng rãi có thể chứa, Phật Di Lặc, từ từ mở mắt, thanh âm bình tĩnh thấu ra. Tổng giáo quan xảy ra chuyện, người binh lính kia liền vội vàng nói. Tổng giáo quan, vậy, Phật Di Lặc, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó mắt thần chính là bộc phát ra sắc bén ánh sáng, từ vậy giường đá lên nhảy lên, rơi xuống đất, thẳng đẩy cửa ra đi ra. Thấy rõ ràng diện mạo, mới phát hiện người này không phải người khác, chính là vậy trước phi báo tiên thiên cấp cường giả Vương Đại Sơn. Mà lúc này hắn hơi thở, hắn thực lực, tựa hồ cũng cùng 3 năm trước, là khác nhau trời vực. Tóm lại cho người cảm giác rất lợi hại rất lợi hại. Tổng giáo quan, cái nào tổng giáo quan? Vương Đại Sơn uy nghiêm mắt nhìn người binh lính kia, thần tình nghiêm túc nói. Vương giáo quan, là Trần Phi Trần tổng giáo quan. Mới vừa rồi kinh đô tới điện thoại, là Hứa Gia Hứa Uông Dương tư lệnh đánh tới, nói Trần Phi Trần tổng giáo quan bị quốc an tổ người bắt. Tựa hồ là cung gia người làm, người binh lính kia không chút do dự nói. Cái gì, quốc an tổ? Vương Đại Sơn sắc mặt hơi đổi một chút. Rồi sau đó cũng là sắc mặt trầm xuống, nói, lập tức cho ta chuẩn bị máy bay, ta đi một chuyến kinh đô. Người binh lính kia chào theo kiểu nhà binh, xoay người rời đi. Chừng 10 phút sau, một chiếc quân dụng tư nhân cỡ nhỏ máy bay ở nơi này phi báo bên trong căn cứ cất cánh, lái về phía kinh đô. Kinh đô, Trần gia. Một gian tràn đầy cổ điển hơi thở, tràn đầy dùng đắt tiền gỗ đặc đồ gỗ nội thất bố trí bên trong căn phòng. Tóc hơi có chút muối tiêu Trần Chấn Quân ngồi ở bàn đọc sách chủ vị, ở đối diện hắn, là Trần Chấn Quốc. Lúc này, hắn hai người chúng ta hình như là đang thương lượng chuyện gì. Cùng lúc đó, Trần Chấn Quốc sau lưng còn đứng một người trẻ tuổi. Hắn tuổi không lớn lắm, 24-25 tuổi, là Trần Chấn Quốc ở Trần gia nội bộ nhận làm con thừa tự xin nuôi nhi tử, chính là trước 2 năm chuyện, người này tên là Trần Khang Nguyên. Chỉ thấy vậy, hắn đang sưng mặt sưng mũi. Một mặt tức giận, ủy khuất giao tiếp ba, đại bá, các người có thể cấp cho ta làm chủ. Lưu Sơ Đông tiểu tạp chủng kia thật là quá đáng, một lời không hợp liền động thủ đánh người, cái này còn có vương pháp hay không? Hắn làm như vậy, nhất định chính là không cho chúng ta Trần ra mặt mũi. Nguyên lai hắn cái này một mặt sưng mũi, lại là bị Lưu Sơ Đông đánh. Chính là Trần Phi vậy biết cái đó lão Lưu ra Lưu Sơ Đông. Nghe vậy. Trần Chấn Quốc cũng là bộ mặt tức giận, nói, Chấn Quân, Lưu gia thằng nhóc kia lần này đúng là có chút thật là quá đáng. Biết rõ Khang Nguyên là nhi tử ta, ra tay nhờ như vậy không nể mặt. Hắn biết Lưu Sơ Đông là từ vậy địa phương thần bí trở về người tu đạo, thân thủ cái gì, hết sức lợi hại. Hắn nhi tử Trần Khang Nguyên liền một người bình thường, sao có thể là đối thủ của tiểu tử đó. Ngươi chắc chắn, Trần Chấn Quân trong tay cầm một bản cái này, ngẩng đầu lên. Con ngươi lóe lên, nhìn chằm chằm vậy Trần Chấn Quốc nhàn nhạt hỏi ngược lại. Cái gì? Trần Chấn Quốc hơi sững sờ. Trần Chấn Quân không trả lời hắn, mà là nhìn về trong lòng đã có chút dự cảm không tốt Trần Khang Nguyên, nhàn nhạt nói, Khang Nguyên, ngươi có thể nói cho ta ngươi và được kêu là Mộ Dung San cô gái, là chuyện gì xảy ra không? Đại bá, ta. Vậy Trần Khang Nguyên nhất thời sắc mặt biến, đỏ lên thành màu gan heo, thần sắc hốt hoảng. Nửa ngày không thả ra được một cái giám. Mộ Dung San, Khang Nguyên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy Trần Chấn Quốc nghe vậy thấy vậy, vậy rõ ràng chuyện này chỉ sợ là có cái gì mờ ám.
nghiêm sắc mặt, thần sắc không tốt lắm xem, nói. Không phải, ba, ta, gặp Trần Trấn Quốc tức giận, Trần Khang Nguyên lại là sắc mặt hoảng loạn lên, ủ rủ cúi đầu, không dám nói lời nào. Hừ, nhưng vào lúc này, Trần Trấn Quân hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, ngươi nhi tử đối với vậy kêu là Mộ Dung San cô gái nổi lên nghiêng ý niệm, muốn dùng sức mạnh, vừa vặn lúc ấy bên trong khách sạn Lưu Sơ Đông ở đây, hẳn là nhìn không đặng đi, đem hắn cho đánh một trận. Nói thật, muốn nếu đổi lại là ta gặp, chỉ sợ cũng như nhau. Hừ, ta, không phải, đại bá ngươi nghe ta giải thích, rõ ràng là vậy bưu tử muốn câu dẫn ta, sau đó lại trang thuần. Trần Khang Nguyên thần sắc hốt hoảng, đầu đầy mồ hôi giải thích. Im miệng, nhưng vào lúc này vậy Trần Trấn Quốc mặt âm trầm, không nhịn được quát lạnh. Hắn bây giờ coi như là rõ ràng, nguyên lai mình nhi tử này, ai bữa này đánh, là nên. Chính hắn thiếu thu thập. Đinh đinh đinh. Nhưng vào lúc này, Trần Trấn Quân để ở trên bàn tư nhân điện thoại, đột nhiên là vang lên. Ừ, Trần Trấn Quân hơi ngẩn ra, tiện tay cầm lấy đặt ở một bên điện thoại di động, phát hiện điện tới biểu hiện lên, lại là Hứa Gia lão đại, Hứa Uông Dương cho hắn đánh tới. Lại là không nhìn được có chút nghi ngờ. Bởi vì từ ban đầu sự kiện kia, người kia, Hứa Gia liền một mực và bọn họ Trần Gia quan hệ không tốt. Lại thêm tới cái này 2 năm bọn họ Trần Gia gia cảnh suy bại, đi về phía thung lũng, hai bên liên lạc cũng là càng phát ra ít đi. Mấy tháng đều không một lần. Cho nên bây giờ, Hứa Uông Dương tìm hắn làm gì? Trong lòng ôm như vậy nghi ngờ theo phức tạp tâm trạng, Trần Trấn Quân tỏ ý Trần Trấn Quốc, Trần Khang Nguyên đừng nói trước, rồi sau đó nhận nghe điện thoại. À, Trần Bộ trưởng ngại quá, đã trễ thế này, không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi đi. Trong điện thoại truyền đến Hứa Uông Dương hơi thanh âm bình tĩnh. Có tuần lão đánh thức, hắn bây giờ tựa hồ rõ ràng, Trần Phi Trần Tiên Sinh bị quốc an tổ mang đi, là cố ý. Vậy liền sẽ không có chuyện gì chứ? Làm sao vậy chứ, ta còn chưa ngủ đây. Hứa tư lệnh có chuyện gì không? Trần Trấn Quân đánh giọng quan, cười nói. Là có chút việc, không biết Trần Bộ trưởng ngươi bên kia, bây giờ có thuận tiện hay không? Hứa Uông Dương nói. Ừ. Trần Trấn Quân hơi ngẩn ra, ánh mắt nhìn một cái bên trong căn phòng Trần Trấn Quốc cùng với Trần Khang Nguyên, mở miệng nói, Khang Nguyên, ngươi đi ra ngoài trước xuống đi. Là đại bá, vậy Trần Khang Nguyên nghe vậy, vội vàng đi ra thư phòng đi. Trấn Quân, chuyện gì xảy ra? Trần Trấn Quốc cau mày nói. Hứa Uông Dương, Trần Trấn Quân che điện thoại micro nhỏ giọng nói tiếng, rồi sau đó buông tay ra, hướng về phía điện thoại micro tiếp tục nói, Hứa tư lệnh. Bây giờ tốt lắm, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tốt lắm, vậy ta liền nói thẳng. Trần Phi Trần Tiên Sinh trở về, bất quá hắn bây giờ bị quốc an tổ người bắt đi. Hứa Uông Dương trực tiếp là mở miệng nói. Đem sự tình phát sinh hoàn toàn trình bày một lần. Ngươi nói gì? Trần Phi, Trần Trấn Quân sắc mặt chợt đông lại một cái. Cái gì? Vậy Trần Trấn Quốc nghe vậy, cũng là sắc mặt ngay tức thì đại biến đứng lên. Thần sắc có chút cứng ngắc, ánh mắt có chút né tránh. Đúng vậy, đích xác là Trần Phi Trần Tiên Sinh. Nếu như có thể, ta muốn cho Trần Bộ trưởng ngươi bên kia ra mặt một chút, ta ngoài ra còn thông báo cho Phi báo Vương Đại Sơn, cùng với Lưu Gia Lưu Vân Hải. Hứa Uông Dương chậm rãi nói. Được, ta biết, Hứa tư lệnh ngươi yên tâm đi, ta bây giờ liền cho Quốc An Tổ Mây Phó Tổ trưởng gọi điện thoại tới. Vậy Trần Trấn Quân hơi chần chờ. Liền không chút do dự thần sắc nghiêm túc gật đầu nói. Nghiêm ngặt nhắc tới, năm đó bọn họ lão Trần gia và Trần Phi ân oán, cùng hắn Trần Trấn Quân không liên quan. Hơn nữa, Trần Phi vẫn là hắn nhi tử Trần Lân ân nhân cứu mạng, về tình về lý, chuyện này, hắn phải ra mặt giúp. Không cần lý do. Tốt lắm, Trần Bộ trưởng bên kia ta liền cúp điện thoại trước. Ta còn muốn cho Lưu Vân Hải gọi điện thoại cho. Hứa Uông Dương nghe vậy cười một tiếng, gật đầu nói. Được, Trần Trấn Quân cũng là gật đầu nói. Điện thoại liền bị Hứa Uông Dương bên kia cúp. Trấn Quân, tình huống gì? Chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, một bên vậy Trần Trấn Quốc không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Là Trần Phi trở về, bất quá hắn bây giờ thật giống như theo cung gia người chuyện gì xảy ra mâu thuẫn, bị cung Vạn Hòa dẫn người bắt lại. Trần Trấn Quân thần sắc phức tạp nhìn một cái Trần Trấn Quốc, nói. Ban đầu nếu là Trần Phi có thể cùng hắn cái này ba đệ về lại tại tốt,
sợ rằng, bọn họ lão Trần gia vậy chưa đến nỗi sẽ giống như hôm nay suy bại như vậy chứ. Đáng tiếc, thực tế không có nếu như, có lẽ, đây là số mệnh vận chứ. Ta, Trần Trấn Quốc thần sắc quấn quýt, không biết làm sao. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại, Trần Trấn Quân đứng dậy, rời đi thư phòng. Đại bá, gặp Trần Trấn Quân đi ra, vậy ngoài thư phòng Trần Khang Nguyên sợ hết hồn, lắp bắp nói. Trần Trấn Quân dừng bước lại, nhìn hắn một cái, chính là yên lặng không nói lắc đầu rời đi. Đều là nhi tử, một cái là máu nồng tại nước, một cái là nhận làm con thừa tự nhận nuôi, hai người nếu là gặp, cũng không biết sẽ phát sinh gì đây, ai? Trần Trấn Quân trong lòng nghĩ như vậy, hơi có chút loạn như nhám. Bên kia, kinh đô cửu phụ nổi danh Camon nhà hàng Tây chính giữa. Lưu Sơ Đông cả người đồ thể thao, màu đen tóc chỉa chỉa, cho người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Ngồi đối diện hắn chính là một vị nữ tử, hai người đang dùng cơm. Chỉ gặp phụ nữ kia ăn mặc hết sức phác họa nóng vóc người on trang, hắc hình vuông vức bên gọng kính, trong mái tóc dài cứ như vậy tùy ý khoác lên trên vai, lộ da trắng như tuyết thiên nga cảnh, cho người cảm giác đơn giản là tươi đẹp. Còn có nàng vậy trước ngực, sâu không lường được, cao vút tròn trịa, có lực cao ngất trước, một chân đôi thon dài bị vậy túi mông váy đen dài dưới tơ bó chặt, đơn giản là làm người ta không nhịn được nuốt nước miếng, quá tuyệt sắc. Nhìn trước mắt sắc đẹp này nữ nhân tuyệt mỹ, may là Lưu Sơ Đông bực này lão Lưu gia đại thiếu tất cả đều là không nhịn được tim đập rộn lên, hơi khô miệng khô lưỡi, nói tỷ, ngươi thật là quá đẹp. Nếu không phải ngươi là tỷ ta cũng muốn truy đuổi ngươi. Đi ngươi, nói bậy nói bạ chút gì, ăn của ngươi bò bi tết, ai? Mỹ nữ kia tức giận liếc một cái Lưu Sơ Đông, rồi sau đó chẳng biết tại sao, than nhẹ một tiếng, liền tâm trạng thấp dùng nĩa ở đó trước mặt bò bi tết lên cắm cắm. Giống như là có tâm sự gì. Tỷ, ngươi thế nào, mất hứng. Nhà đúng rồi, là bởi vì là Trần Khang Nguyên thằng nhóc kia chứ. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, lần sau nếu là hắn còn dám đánh ngươi chú ý, khi dễ ngươi. Ta bẻ gãy hai người họ con chó móng vuốt. Gặp tỷ tỷ mình mất hứng, Lưu Sơ Đông lập tức thể thành khẩn bảo đảm nói. Như ba năm trước, hắn còn không dám khen hạ như vậy cửa biển, nhưng bây giờ, hôm nay lão Trần gia ở nơi này kinh đô nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là một nhị lưu, không còn năm đó oai. Được rồi, tỷ biết ngươi có thể lợi hại. Tốt lắm, ăn cái gì đi, ta không có sao. Mỹ nữ kia lộ ra một nụ cười, nói. Nhưng vào lúc này, Lưu Sơ Đông điện thoại vang lên. Cầm ra điện thoại vừa thấy, lại là ba hắn Lưu Vân Hải đánh tới. Tỷ, là ba ta gọi điện thoại tới. Lưu Sơ Đông chỉ điện tới biểu hiện, nhận nghe điện thoại. Cái gì, Trần Phi trở về, còn bị quốc an tổ cung ra người bắt lại. Chỉ chốc lát sau, Lưu Sơ Đông liền không nhịn được kinh ngạc nói. Cái gì, Trần Phi. Mỹ nữ kia vừa nghe đến cái này làm nàng hồn khiên mộng vòng tên chữ, thân thể bỗng nhiên cứng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm đang gọi điện thoại Lưu Sơ Đông. Danh tự này, nàng làm sao biết quên đâu. Ha ha, tất cả vị khán giả các lão gia ngày nói dối tháng tư vui vẻ. Xem cái này tựa đề hoảng không hoảng hốt, hi hi, mở nho nhỏ mỉm cười. Cũng qua lễ, hay là cho điểm phiếu đề cử và khen thưởng thôi, cuốn sách này bây giờ số liệu thật là thảm đến đáng thương. Thảm hề hề à. Là hắn sao? Hẳn không phải là hắn đi. Mộ Dung San trong lòng than nhẹ một tiếng, không nhịn được trầm mặc xuống. Người nọ ước chừng biến mất hơn 3 năm, hơn nữa, hiện vào lúc này ở nàng trước mắt cái này đệ đệ Lưu Sơ Đông, lại là bực nào thế giới nhân vật thiên kiêu. Lão Lưu gia con trai thứ, nhất được cưng chiều đại thiếu. Nhân vật như vậy, tuy không muốn thẳng thừng đi tiếp thu, nhưng sự thật chính là như vậy, tầng thứ lên. Có lẽ đã là người nọ ngửa mặt trông lên không thể so sánh trình độ chứ. Cho nên lúc này Lưu Sơ Đông trong miệng Trần Phi, lại sao có thể là trong lòng nàng, trong đầu đã sớm thật sâu in vào chỗ sâu nhất người nọ. Chẳng qua là cùng tên đi, Mộ Dung San trong lòng nghĩ như vậy.